Đao kiếm thần hoàng chương 211, sát thức, vô tận sát chiêu. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bật cười, song kiếm trung lên giao nhau trước ngực. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng như đạn pháo bắn hướng Đinh Hạo, Đinh Hạo hét to. Long Vương Ly thủy kiếm pháp sát thức, Đinh Hạo không dám chậm trễ, thanh kiếm trĩ xét mô xua nhanh thi triển chiêu mạnh nhất trong cửu chiêu Long Vương Ly thủy kiếm pháp, trong không khí vang tiếng sóng như có sóng thần hùng dũng ập xuống. Một ảo ảnh cự long băng tinh bạc dài ba truông gầm rống xuất hiện, dù là vẫy hay vuốt, mắt, sừng, răng, trâu rồng đầu sống động như thật, giống chân long. Hơi thở ẩn mà không lan tỏa, con rồng bay nhanh tới, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng hét chói tai. Trữ vong thập tự giảo sát, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng xông lên, song kiếm lấy tiết tấu kỳ dị liên tục vẽ thập tự bạc trước ngực gã, như đôi thần tiên ngân thoa bệnh ra kiếm võng thập tự màu bạc rậm rạp, võng kiếm tầng tầng bay ra như cái lưới mềm bao phủ trường long bạc, ầm 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 ầm, ầm băng long quẩy đuôi, võng kiếm khóa chặt, năng lượng băng hỏa kịch liệt xung đột, nổ tung sóng xung kích khủng bố chấn sụp mấy gian nhà dưới chân đinh hạo người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bụi đất bay lên đá vụn tràn ngập như có động đất bụi chưa lắng xuống vài luồng kiếm quan hóa thành sao băng xuyên qua cho bụi âm thầm chụp xuống đầu đinh hạo kiếm quan bay tán loạn như cánh hoa đinh hạo hét to đến đúng lúc cổ tay đinh hạo rung lên thanh kiếm rỉ rét kêu vù vù đâm ra một kiếm thật là ánh sáng lạnh bay trước sau đó là kiếm thức như long đinh 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 trong một thoáng mũi kiếm nhanh chóng va chạm mũi nhọn chạm nhau sao băng va đụng bắn ra từng đoàn hỏa hoa người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cầm trường kiếm không phải vật bình thường trong giây phút sinh tử không biết va chạm bao nhiêu lần với thanh kiếm rỉ sét người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng dằn co với đinh hạo không chút yếu thế không biết ba thanh trường kiếm va chạm bao nhiêu lần rốt cuộc dần phân ra cao thấp xẹt xẹt hai tiếng khẽ vang hai luồng kiếm khí đột phá lưới kiếm quan thanh kiếm rỉ sét xẹt qua gò má đinh hạo trong phút chốc mấy sợi tóc đen rớt xuống đầu vai một vệt máu chảy từ gò má đinh hạo đinh hạo bị thương đây là lần đầu tiên đinh hạo so kiếm với người mà yếu thế người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thành công chiếm ưu thế kiếm thức miên miên bất tuyệt giống như sóng xô bờ một thức nhanh hơn một thức một kiếm mau hơn một kiếm tựa bảo tố rậm rạp đổ ập xuống đinh hạo đinh hạo hết sức thúc giục huyền khí băng sương phong tuyết toàn thân phủ bông tuyết băng tinh thanh kiếm rỉ sét như rồng cửu chiêu 21 thức long vương ly thủy kiếm pháp liên hoàng thi triển kiếm quang lúc sáng lúc tối rơi vào thế thủ chân đinh hạo dùng tự quyết mê từng cái bóng lúc thật lúc giả khó thể nắm bắt người này dùng song kiếm, kiếm pháp đúng là cao mình, trên cả Long Vương Ly Thủy kiếm pháp, không biết đến từ đâu. Tại sao chỉ tên muốn giết ta, hắn cố ý tỏ ra yếu thế dụ ta đến đây mới thi triển ra bản lĩnh thật. Một mặt là tránh cho đệ tử vấn kiếm tông khác giúp ta, một mặt là không để lại ấn tượng cho nhiều người, hắn tự tin có thể giết ta tại đây nên mới dốc hết sức, có thể nắm giữ kiếm pháp cao minh như vậy tuyệt đối không phải tán tu, chắc là người trong đại môn phái. Tông phái lừng danh về kiếm pháp trong tuyết châu trừ vấn kiếm tông ra còn có thái hư phái, Vô niệm phái, Duyên Sinh tông. Người này đến từ tông phái nào? Trong lòng Đinh Hạo suy nghĩ thật nhanh, vừa hết sức phòng thủ vừa cẩn tận quan sát kiếm pháp của người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng, Đinh Hạo có được linh hồn hai kiếp, lại có đao kiếm song thánh thể, lĩnh ngộ kiếm pháp có thể nói là yêu nghiệt. Bất cứ kiếm pháp gì Đinh Hạo nhìn một lần sẽ nhớ chiêu thức. Người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng dùng kiếm pháp siêu nhanh, như mưa đổ nhưng Đinh Hạo đã ghi nhớ mấy chục chiêu. Tuy nhiên chỉ biết kiếm thức, không rõ tâm pháp trong thời gian ngắn Đinh Hạo khó thể trăm phần trăm trả lại những chiêu thức này. Xẹt 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 xẹt, lại qua dây lát, kiếm phong vô hình thổi qua cắt rách ống tay áo, vạt áo của Đinh Hạo, vai Đinh Hạo lại phun máu, lại bị thương. Đinh Hạo không thể phong lại kiếm thức của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng. Đinh Hạo thầm hoảng sợ, trong kiếm pháp của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng ẩn chứa mấy kiếm thức kỳ lạ. Mỗi lần người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đột nhiên thi triển là Long Vương Ly Thủy kiếm pháp không thể ngăn cản kiếm phong, bị thương người trong vô hình, thật là cực kỳ quái dị. Đinh Hạo hét to một tiếng, bế môn tạ khách kiếm thức đinh hạo thi triển ra chiêu phòng thủ mạnh nhất quái khách áo xanh dạy cho bế môn tạ khách kiếm thức này được gọi là dưới võ hoàn cảnh không ai phá được vô cùng thần ảo bế môn tạ khách kiếm thức đánh ra người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đâm liên tục mấy chục lần bỗng lại thi triển kiếm thức kỳ lạ bị thương người vô hình nhưng không cách nào đột phá bế môn tạ khách kiếm thức người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thấy không thể phá mở bế môn tạ khách kiếm thức của đinh hạo thì hừ lạnh một tiếng hừ kiếm thức không thể phá nhưng lực lượng thì cách biệt trường giang thất điệp lăng trảm người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đổi kiếm pháp kiếm quan như sao đầy trời chợt thu lại song kiếm hợp nhất thành một mũi kiếm như một đường ngân hà sắc bén không gì sánh được như có thể sẽ đôi hư không tầng tần khí lãng mắt thường trông thấy bị mũi kiếm rẽ ra một luồng ánh bạc trí mạng chém xuống đầu đinh hạo đinh hạo vẫn dùng bế môn tạ khách kiếm thức đón đỡ đinh cổ tay rung lên đinh hạo đánh bật một kiếm này ai ngờ cân nhục kim thân người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cầm song kiếm hợp nhất với quy luật vượt qua vật lý tốc độ càng nhanh chặt xuống đinh hạo lại đỡ đinh lực lượng kiếm thứ hai mạnh hơn nhát đầu gấp đôi đinh hạo cảm thấy cổ tay tê dại thân bất do kỹ lui lại một bước nhưng cũng miễn cưỡng đánh bật trường kiếm của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng tiếc rằng còn chưa kết thúc song kiếm hợp nhất bám riết không tha nhanh như chớp chém nhát thứ ba lực lượng một nhát này mạnh hơn kiếm thứ hai gấp đôi cổ tay đinh hạo bị chấn rách có vết máu chảy ra đinh hạo lùi hai bước trong phút chốc kiếm thứ bốn chém ra đinh hạo cảm thấy đối thủ tăng khí thế vùng vụt thực lực lên cao gấp mấy lần vẫn đang tăng lên tỏa định hắn Đinh Hạo không thể tránh né kiếm thức như vậy, trong đầu Đinh Hạo chợt lóe tia sáng. Đinh Hạo đã hiểu áo nghĩa của Trường Hà thất điệp lăng. Liên tục bảy kiếm, kiếm sau sẽ có lực lượng gấp đôi kiếm trước, một kiếm đáng sợ hơn kiếm. Sau khi đánh ra kiếm thứ bảy sẽ ẩn chứa lực lượng của 6 kiếm đầu, thật là một kích trời sụp đất nứt. Đây tuyệt đối là kiếm pháp đẳng cấp dị giai. Người đeo mặt nạ Quỷ Thanh đồng thấy không thể phá mở bế môn tạ khách kiếm thức nên dùng cách bạo lực, lấy lực lượng mạnh mẽ phá hủy phòng ngự của Đinh Hạo. Đinh 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 Đinh, ken ken ken, âm um âm um âm um âm um âm. Um khi kiếm thứ bảy đánh ra quả nhiên đinh hạo không thể ngăn cản đinh hạo cảm giác như cánh tay bị đánh trúng lực lượng không thể đỡ truyền từ thân kiếm đinh hạo ngứa họng há mồm phun búng máu đinh hạo như trái bóng da bị hất bay ra lúc rớt xuống đất cánh tay phải của đinh hạo đã mềm hoặc xuống sắp không cầm được thanh kiếm rỉ sét cổ tay đinh hạo rách gân xanh nổi trên cánh tay lớp da đẫm máu tay áo bị chấn rách khóe môi chảy máu kiếm pháp hay đinh hạo chậm rãi vận chuyển huyền công chữa trị vết thương cánh tay phải liếm máu nơi khóe môi người ta ngươi sắp chết có di ngôn gì người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chậm rãi đến gần đinh hạo không thấy rõ biểu tình mặt gã thanh âm như rít qua kẻ răng âm trầm lạnh băng quái dị khó tả di ngôn để ta nghĩ xem đinh hạo nhúc nhích ngón tay phải hỏi hay là nói cho ta biết ngươi là ai tại sao muốn giết ta khục 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 tiểu tử muốn kéo dài thời gian sao ta không ngu nói cho ngươi biết tất cả chờ ngươi chết rồi xuống âm tàu địa phủ hỏi diêm la vương đi ha 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 ha, ha miệng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng kính hơn con trai, rất cảnh giác, dưới tình huống này vẫn không chịu lộ ra, Đinh Hạo mỉm cười nói. Tiếc thật, nếu ngươi không muốn nói thì đành thoá mặt nạ của ngươi xuống rồi từ từ hỏi, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cười quá dị như chim cú. Bắt ta, khục khục, trò đồ này không buồn cười, nhưng ngay sau đó con ngươi người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng co rút, tiếng cười ngừng bặt. bởi vì phái đối diện, không biết từ khi nào tay trái Đinh Hạo cầm một cây đao đá. Đây là một cơ đao đá tạo hình cổ kính, hoa văn rõ ràng, thân đao tinh mỹ, đao dẫn dày nặng toát ra hơi thở chỉ huyền khí mới có. Băng tinh lan tràn trên thân đao, chảy xuôi sự cường đại và sắc bén khó tả, con ngươi người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng co rút lộ vẻ cực kỳ giật mình kêu lên. Huyền khí. Ngươi có một huyền khí, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng mắng một câu. Chết tiệt, không biết vì lý do gì người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng có vẻ rất tức giận, trong khoảnh khắc giọng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thay đổi cho đinh hạo ảo giác rất quen thuộc, lòng đinh hạo máy động suy đoán một khả năng. Chớp mắt cánh tay phải của Đinh Hạo đã gần lành lặn. Tay trái Đinh Hạo cầm đao, tay phải nắm kiếm, lắc người thành cuồng phong chủ động xông hướng người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng, chiến đấu lần thứ hai bắt đầu, xẹt 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 xẹt, một chuỗi tiếng vang khẽ, người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng cầm trường kiếm thượng phẩm Bị Đao Đá Huyền Khí chém thành bốn khúc, uy lực huyền khí không phải vật bình thường sánh bằng được. Thanh đao đá này là một trong các huyền khí Đinh Hạo mò được trong thương khố không gian nửa ngưng tụ. Trắc huyền khí băng sương phong tuyết vào đao đá, nguyên thân đao tỏa ánh sáng bạc rực rỡ chém sắc như chém bùng, nháy mắt chặt đứt vũ khí của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, vù 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 vù, đao mang vụt qua, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bất ngờ không kịp đề phòng bị rạch một vết máu vũ băng xương trên vai trái, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng tức giận quát. Chết tiệt, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng nhanh chóng thụt lùi nhẹ như lá liễu, chọc hư không, hai thanh trường kiếm phẩm chất cao hơn xuất hiện liên tục đỡ đao đá, đinh đinh, chỉ hai tiếng vang khẽ, trường kiếm của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lại gãy, đinh hạo thế như thần long không thể ngăn cản, dùng đao và kiếm tay phải dùng long vương ly thủy kiếm pháp tay trái sử dụng nhất đao khởi trình quyết không biết cốc hải đinh hạo bị ảo giác hắn cảm thấy uy lực đao pháp kiếm pháp khi sử dụng cùng lúc sinh ra cộng minh kỳ lạ uy lực tăng gấp đôi người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lại ra một đôi chùi y to hình dạng không tầm thường ra khỏi không gian trữ vật múa nhanh như gió ken 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 va chạm vào nhau hỏa hoa bắn tứ tung thân chùi y bị tước một nửa người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng không quan tâm dường như gã mang theo một kho vũ khí di động liên tục lấy ra các loại binh khí ra tiếc rằng đao đá huyền khí trong tay trái của đinh hạo dễ dàng chém đứt các vũ khí nặng chỉ một nhát duy nhất hơn nữa đinh hạo dùng cả đao và kiếm sinh ra biến đổi kỳ dị dù là khí thế hay uy lực chiêu thức đều tăng lên gấp mấy lần có vẻ như đinh hạo tự thất khiếu võ đồ cảnh nhảy vọt lên võ sĩ cảnh quát ra khí thế siêu cường đại nghiền ép người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng không thể ngăn cản bản thân đinh hạo chìm đắm trong cảm giác kỳ diệu khó nói nên lời một kiếm một đao trong tay khiến đinh hạo có cảm giác như trên trời dưới đất cửu thiên thập địa thần châu vạn lý duy ngã độc tôn Cùng lúc đó, viêm diễm huyền khí trong trung đan điền ở ngực đinh hạo bị lực lượng kỳ dị lôi kéo rụt rịch xông ra, chủ động chảy vào đao đá trong tay trái. Chắc đây là uy lực ban đầu của đao kiếm sông thánh thể, thể chất thật bá đạo, đinh hạo trực giác hiểu rõ nhiều hơn. Đinh Hạo có thể khẳng định nếu dùng viêm diễm huyền khí múa đao pháp, dùng huyền khí băng sương phong tuyết múa kiếm pháp thì đao kiếm hợp bích hoàn chỉnh nhất tăng uy lực gấp mấy lần, sinh ra uy lực mới khó tả. Nhưng Đinh Hạo kiềm chế bản thân, không dùng viêm diễm huyền khí ở trung đan điền thúc dục đao đá mỗi người đều có lá bài tẩy chỉ vào phút mấu chốt sử dụng mới có hiệu quả bất ngờ bây giờ đinh hạo chỉ lấy huyền khí băng xương phong tuyết thúc giục đao kiếm đã hoàn toàn áp chế người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng hắn không cần lộ ra nhiều bí mật hơn trầm trong chiến đấu kịch liệt đinh hạo hoàn toàn chiếm ưu thế sống đao chém ra đập vào lưng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng Hoa, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng há mồm hộc máu lắc nhiều bay đi xa đinh hạo dùng đao kiếm cho người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cảm giác không thể ngăn cản mắt thấy hôm nay thất bại gã nhanh chóng quyết định bỏ chạy hừ Ngươi đi được sao? Đinh Hạo như con chim to bay lên cao đuổi theo người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng không bỏ. Đinh Hạo nắm đao và kiếm tiến vào trạng thái kỳ diệu, bao gồm kinh công thân pháp cũng nhanh gấp đôi. Chớp mắt Đinh Hạo đã tới sau lưng người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng, đâm ra một kiếm. Người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng không ngờ Đinh Hạo sẽ đến nhanh như vậy, người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng vội vã vạn người tránh né mũi kiếm này vào phút chỉ mành treo chuông. Tuy nhiên mũi kiếm cắt dây mặt nạ Quỷ Thanh Đồng, mặt nạ rơi xuống lộ ra khuôn mặt. Đinh Hạo mừng rỡ rốt cuộc người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cũng lộ ra mặt thật, có giống như Đinh Hạo suy đoán không? Ai ngờ Đinh Hạo nhìn thấy mặt của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thì ngây ngẩn, thì ra bên dưới mặt nạ quỷ thanh đồng người này còn đeo một mặt nạ mỏng mềm, trắng đen giao nhau, đỏ xanh lẫn lộn dán sát khuôn mặt, che kín mít, vù 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 vù, không biết người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng dùng bí bảo gì thân hình nhanh như hồn ma nhúng ba lần đã biến mất tại chỗ, xuất hiện trên nóc nhà đá tòa lầu hai tầng cách xa 500 thước, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng nghiến răng nói: "Lần này là ta nhận định sai sót, nhưng lần sau, Đinh Hạo, ngươi sẽ không may mắn như vậy. Đinh Hạo thấy không thể giữ chân người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, mở miệng hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng trả lời là nụ cười khủng bố như cú kêu. Khục 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 khục, một người mà ngươi vĩnh viễn không ngờ đến. Ngươi ngoài sáng, ta trong tối, có một ngày ta sẽ giết ngươi, hừ. Ngươi nghĩ ta đoán không được sao, Đinh Hạo lạnh lùng cười. Ngươi không phải là người của một thiên dưỡng hay môn phái khác, nói đến đây Đinh Hạo gần từng chữ. Chắc chắn ngươi là người của Vấn Kiếm tông ta, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng giật mình kêu lên. Sao ngươi biết? Nói xong người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cứng người, biết là đã lọt vào bẫy, bản năng lộ ra thân phận, quả nhiên, Đinh Hạo thuận miệng hỏi đã khẳng định suy đoán trong lòng, tiếp tục bảo: Là ai phái ngươi đến? Lỗ Kỳ. Doãn Nhất Phi, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cười to bảo: Hay cho Đinh Hạo, quả nhiên là thông minh, nhưng ta sẽ không bị ngươi lừa nữa. Khục 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 khục, ngươi từ từ đoán đi trên đời này có rất nhiều kẻ muốn giết ngươi người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng dứt lời có một luồng sáng bạc bao phủ toàn thân chấp mắt gã đã bị truyền tống đi đâu đó đinh hạo đứng tại chỗ đâm chiêu không ngờ thật sự là người trong vấn kiếm tông hắn đoán đúng đinh hạo nhíu mày chợt nhận ra điều gì lắc người bay hướng tây nam sau lưng đinh hạo quát to là ai ở đó cút ra đây một thanh âm hoảng hốt truyền ra từ trong góc đừng đánh là ta đinh sư huynh đừng đánh là ta không ngờ là lư bằng phi Lưu Bằng Phi cười nịnh nói. Là ta, Đinh Sư Huynh. Ta lo Đinh Sư Huynh ra ngoài ý muốn nên luôn bám theo, ông trời phù hộ rốt cuộc Sư Huynh đánh bại tên kia. Phải rồi, Đinh Sư Huynh có biết hắn là ai không? Ánh mắt của Đinh Hạo sắc bén như đao xẹt qua người Lưu Bằng Phi, một lúc sau lắc đầu, nói. Hắn đã trốn, không tìm hiểu được thân phận. Đinh Hạo nói rồi cất huyền khí băng sương phong tuyết, đao đá vào trữ vật giới chỉ, Lư Bằng Phi cười nịnh nói. Vậy thì tiếc quá. Tên kia đội mặt nạ quỷ thanh đồng, giả thần giả quỷ chắc sẽ bám riết không tha, phải cẩn thận, Đinh Hạo lạnh lùng cười. Vậy sao? Ta không biết rõ thân phận người đó hình như khiến ngươi nhẹ lòng, Lưu Bằng Phi cười xoa mũi, dường như ra quyết định gian nan gì đó, hiếm khi Lưu Bằng Phi nghiêm túc nói. Ta biết lúc trước đã làm những chuyện khiến người khinh thường, Đinh Sư Huynh có thành kiến với ta là bình thường. Nhưng ta quyết định sửa đổi, lần này liều mạng chạy tới vốn là muốn giúp Đinh Sư Huynh. Ai ngờ Đinh Sư Huynh thần công vô địch, đã đánh bại người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng. Đinh Hạo tin tưởng Lưu Bằng Phi mới là lạ, lạ, Đinh Hạo nghi ngờ hỏi. Vậy sao? Những người khác không đuổi theo kịp nhưng ngươi làm được, xem ra kinh công của ngươi có tiến bộ lớn, Lưu Bằng Phi tiếp tục cười nịnh. Ta may mắn tình cờ mới đến đây, được rồi, không rảnh dài dòng với ngươi, Đinh Hạo định quay về chợt khựng lại, nghĩ ra điều gì, không kiển nhẫn phất tay. Ngươi đi về trước đi, ta còn có chút chuyện, Đinh Sư Huynh có việc gì, Đinh Hạo la lên. Cút, Đinh Hạo không có kiên nhẫn với đồ khốn như Lưu Bằng Phi, thậm chí lừa giả vờ giả vịt, vân 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 vân. Đáy mắt Lư Bằng Phi lóe tia độc ác nhưng gã hoàng mỹ giấu đi, miệng liên thanh, xoay người bay nhanh hướng khách sạn. Lúc trước Lư Bằng Phi núp ở phía xa thấy Đinh Hạo dùng đao kiếm phát ra uy lực đáng sợ thì rất rung động, gã định nhân cơ hội này hòa hoãn quan hệ với hắn, lấy niềm tin của hắn, dành nhiều cơ hội và ích lợi hơn. Chẳng ngờ Đinh Hạo không hề dao động, Lư Bằng Phi bị hắn không nể mặt quát mắng, trong lòng rất hận hắn. Đinh Hạo nhìn bóng lưng Lư Bằng Phi đi xa, khóe môi cong lên cười nhạt e rằng lần này người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng có liên quan đến tên đó. Ha 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 ha. Nghĩ tình sư huynh đệ đồng môn nên ta lần lượt tha cho ngươi, Lư Bằng Phi, nếu ngươi thông minh thì sau này đừng chọc vào ta, Đinh Hạo không phải người dễ chọc, vào lúc mấu chốt hắn thà phụ người, chờ khi bốn phía không còn ai, Đinh Hạo nhắm một hướng chính đông chạy nhanh đi, Đinh Hạo nhanh như chớp chợt lóe đã biến mất, được rồi, hai vị tổ tông, bây giờ có thể nói chuyện rồi đi. Các ngươi kêu ta đi hướng chính đông chắc là phát hiện ra điều gì, đinh hạo vừa chạy nhanh vừa liên lạc với kiếm tổ đao tổ trong đầu mới rồi đinh hạo định quay về khách sạn nhưng kiếm tổ bông kêu hắn đuổi lư bằng phi đi chạy hướng chính đông không gian quỷ vực đương nhiên là phát hiện ra thứ tốt tiểu đinh tử cơ duyên của ngươi đến đao tổ nói lấp lửng ngươi khoan hỏi nhiều thời gian gấp gáp ngươi cứ làm theo lời chúng ta là được đao tổ cũng trêu đinh hạo đừng quá vui sướng đinh hạo bất đắc dĩ lắc đầu theo lời hai lão quái vật chạy nhanh hướng chính đông trên đường đi kiếm tổ không ngừng lên tiếng sửa hướng đinh hạo đi trận pháp minh văn bát giai ảnh hưởng cảm quan con người vặn vẹo phương hướng cao thấp trái phải bình thường nếu không nhờ kiếm tổ chuyên gia nhìn thấu hư ảo trong minh văn trận pháp thì đinh hạo vĩnh viễn sẽ không thấy hướng chính đông thật sự đinh hạo đi 4, năm ngàn thước con đường vô biên vô hạn đã biến mất rốt cuộc đinh hạo đến vòng ngoài đường cái đó là một nơi giống như hoang dã trong không khí vẫn là ánh sáng đỏ máu bốn phía tĩnh lặng phương xa đầy lửa ma trơi chính là nơi này trong giọng nói của kiếm tổ ẩn chứa trầm trọng ngừng một lúc mới tiếp tục bảo tiểu đinh tử, tiếp theo ngươi phải bước đi chính xác theo lời ta, không thể sai một chút nào, nếu không thì sẽ bị minh văn trận pháp phản vệ, có biết không, kiếm khi đao tổ không lên tiếng trêu kiếm tổ, đinh hạo gật đầu, mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nghiêm chỉnh kêu lên. Mèo, kiếm tổ chậm rãi nói. Tốt, bây giờ bắt đầu đi đằng trước năm bước, mỗi bước dài bảy tấc. Bắt đầu, đinh hạo hít một hơi thật sâu, cất bước đi tới trước năm bước, tổng cộng đi ra 35 tấc, đứng tại chỗ đừng xem thường 35 tấc ngắn ngủi lại như vượt qua vô số không gian, Đinh Hạo cảm thấy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi. Hoang dã đỏ và đường cái vô biển không còn nữa, thay thế là bóng tối vô tận, không biết đây là đâu, Minh Văn trận pháp thật đáng sợ, tiếp tục bước sang phải 10 bước, mỗi một bước dài 7 tấc. Bắt đầu, Đinh Hạo gật đầu, tìm đúng phương hướng, lại lần nữa cất bước, Đinh Hạo đi xong 10 bước trước mắt vẫn tối đen không thấy gì, nhưng bên tai có gió thổi vù vù, sợi tóc bay lên. Đinh Hạo hít vào không khí mát mẻ hơn nhiều, không nghẹt thở như trước, rất tốt, nghe kỹ đây, bước nhanh tới trước ba bước, mỗi một bước cách 7 tấc. Sau đó lùi ra sau 6 bước, mỗi bước 10 tấc, động tác nối liên hoàn thành trong một giây, không thể ngừng, giọng kiếm tổ càng nghiêm túc hơn, Đinh Hạo hít sâu, nhớ lại một lần, dứt khoát cất bước. Trước ba sau 6, khoảng cách nối liền, nhanh chóng hoàn thành, khi Đinh Hạo đạp bước cuối cùng, trước mắt sáng lên, bóng tối vô biên biến mất. Từng đoàn sáng màu cam nhu hòa xuất hiện, Đinh Hạo đưa mắt nhìn. Đinh Hạo đang ở trong một kiến trúc cung điện, khung đỉnh màu cam phát ra ánh sáng nhạt chiếu rọi toàn không gian hai bên người đinh hạo có một hàng đá hình rồng khoanh người cao 20 thước cách nhau 20 bước xếp một hàng dài kéo ra xa mé trong cột đá là hai cừ đá nước trong suốt chảy rào rào có thể thấy cá trắng nhàn nhã bơi trong đó mắt đinh hạo sáng lên đêm hôm trước đinh hạo từng thấy con cá trắng này trong con suối nhỏ chẳng qua kích cỡ hơi nhỏ nếu vậy thì chứng minh con suối ầy nì thông hướng ra ngoài đứng im đừng nhúc nhích đây là phút mấu chốt giọng kiếm tổ lại vang lên nhìn thấy một khối đá vụn màu trắng nằm trên mặt đất hái trước không? Chỉ có nơi đó là an toàn, ngươi phải nhảy lên nó. Đinh Hạo nhìn kỹ, thấy trên mặt đất cách xa 30 thước có một cục đá màu trắng to cỡ bàn tay. Khác với các miếng đá xanh vuông vứt được trải đều, cục đá trắng xen lẫn vào trong, nếu không quan sát kỹ thì rất khó phát hiện, nhưng cục đá trắng này quá nhỏ, chỉ to cỡ bàn tay, làm sao Đinh Hạo đứng trên nó? Đinh Hạo thở ra một hơi, rút thanh kiếm rỉ sét. Đinh Hạo lắc người, như chim khổng lồ nhảy lên. Đinh Hạo lướt qua 30 thước, khi hắn đáp xuống thì đột nhiên chuối đầu xuống, trường kiếm chỉ xuống. Thanh kiếm rỉ sét cắm vào miếng đá trắng, ngừng lại, mèo con màu trắng tai gập đáng yêu kêu meo meo, bấu chặt vai Đinh Hạo, cũng ngã ngược xuống, Đinh Hạo sốt ruột hỏi: "Bước tiếp theo nên làm như thế nào?" Nói mau, ta sắp dồn máu lên não rồi, kiếm tổ cười to bảo. Tiểu tử giỏi, cách ngốc như vậy cũng nghĩ ra được. Chuyện kế tiếp rất đơn giản, mỗi cách 30 thước thì con đường đá này sẽ có một khối đá trắng, cứ tiếp tục đi tới, chết tiệt, Đinh Hạo oán thầm một câu, cổ tay dùng sức bay lên cao vọt tới trước. Đinh Hạo lại dùng chiêu cũ, thanh kiếm rỉ sét cắm vào miếng đá trắng thứ hai, sau đó thay đổi, Đinh Hạo liên tục bay hơn 30 lần rút cuộc đi hết con đường có các cột đá rồng bảo vệ, hai chân Đinh Hạo đáp xuống đất, Đinh Hạo đưa mắt nhìn, thầm giật mình, đằng trước thạch điện đã đến cuối, là một không gian sâu không thấy đáy. Mơ hồ thấy bên dưới lóe từng luồng sáng đỏ, hơi cực nóng bốc lên. Vực sâu rộng 200 thước, có năm sáu khối anh thạch màu đen kỳ dị bất quy tắc bền bồng như miếng gỗ nổi không biết làm bằng chất liệu gì mà có thể lơ lửng trên không giọng kiếm tổ vui sướng khi người gặp họa nói đạp mấy khối đá treo này sang bên kia kiếm tổ nói bằng giọng điệu đó ngược lại khiến đinh hạo thấy nhẹ nhõm hơn nói lên ải này không nguy hiểm đinh hạo lấy một sợi dây dài ra khỏi trữ vật giới chỉ một đầu cục vào cục đá nổi gần đó kéo nhẹ rồi nhảy lên đinh hạo nhảy xa năm sáu chục thước khi đáp xuống vừa lúc đạp trên đá nổi Đinh Hạo nhún chân mượn sức lại bay lên, dây thường bị ném nhanh ra, lại trồng vào một cục đá nổi kéo gần điểm mượn lực, cứ thế lặp lại, khoảng 4 lần sau Đinh Hạo thành công vượt qua vực sâu nóng cháy, trước mặt Đinh Hạo là một cổ điện, không biết là cao thủ đại thần thông nào dùng kiếm chém thành hai nữa. Khác với lúc trước là trong cổ điện không có cột đá rồng mà là từng pho tượng võ giả to lớn, vạt áo bay lên sống động như thật. Quanh thân pho tượng đầy vết đao kiếm, dường như trải qua cuộc đại chiến, trên mặt đất cổ điện bày đầy đao kiếm gãy, áo giáp rách nát đống lửa ma trơi phập phòng, vài khúc xương trắng héo rải rác dưới đất, khi còn sống những khúc xương trắng này là cường giả ít nhất đẳng cấp tiên thiên võ tông cảnh, nếu không thì đã chẳng đến trình độ xương không hữu, tồn tại với thời gian. Nhìn mức độ hoàn chỉnh được giữ gìn thì lúc đó bọn họ cố gắng chiến đấu đến chết, có xương sọ nứt gãy, có xương cổ bị bẻ, có bị chém eo thành hai khúc, có xương ngực nát bét, Đinh Hạo có thể tưởng chỗ này từng xảy ra cuộc chiến đấu thảm khốc cỡ nào. Xương trắng chống thành núi, cường giả lớp lớp, Đinh Hạo thầm nghĩ không lẽ tông môn thượng cổ này là bị cừu gia diệt môn nơi này chính là chỗ chiến đấu ngày xưa đinh hạo theo kiếm tổ chỉ dẫn cẩn thận đi qua cổ điện đầy xương phía trước lại là một vực sâu không thấy đấy nhưng lần này bên dưới bốc lên khí lạnh thấu xương từng khối huyền băng xanh biết lơ lửng chợt cao chợt thấp chợt trái chợt phải không chút quy luật đinh hạo hơi điều chỉnh rồi lặp lại chiêu cũ dùng dây thường trợ giúp vượt qua vực sâu hàng băng chú ý tiếp theo phải xem vật nuôi của ngươi biểu hiện trước 3 sau 4, trái sáu phải bảy mỗi một bước đều là bảy tấc đi xong lập tức ném tiểu tử trên vai ngươi đi trong giọng nói của kiếm tổ ẩn chứa hưng phấn đinh hạo thầm lấy làm lạ mèo con đáng yêu nó có thể làm gì ha 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 đừng xem thường tiểu tử đáng yêu này hiếm khi đao tổ xen lời lai lịch của nó không đơn giản kiếm tổ không thể kìm nén hưng phấn liên tục thúc giục được rồi đừng hỏi nhiều quá thời gian gấp gáp mau làm theo lời ta nói đinh hạo gật đầu giao lưu với mèo con màu trắng tai gập đáng yêu trên vai mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nghe hiểu thân thiết dụi đầu lông xù vào mặt Đinh Hạo mèo Đinh Hạo không nói gì thêm hít sâu một hơi Đinh Hạo bước nhanh theo lời kiếm tổ chỉ Đinh Hạo đi xong bước cuối cùng phong cảnh trước mắt lại thay đổi tiếng sấm ầm ầm ánh sáng lam chớp lóe một vật kiến trúc mơ hồ xuất hiện trước mắt Đinh Hạo chính lúc này ha, ha 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 thật không ngờ có một con kiến nhỏ yếu có thể xuyên qua quỷ u minh ảo trận của bổn tọa đến đây tiếc rằng ngừng tại đây a à, cơ thể thật hoàng mỹ ha 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 đúng là trời cũng giúp ta vừa lúc tặng cho ta một thân xác hoàng mỹ tiếng cười to hùng hồn vang bên tai đinh hạo chớp mắt gió mạnh đáng sợ ập vào mặt khiến đinh hạo nghẹt thở đinh hạo không chút ý nghĩ ném mèo con màu trắng tai gập đáng yêu trên vai đi mèo con màu trắng tai gập đáng yêu hưng phấn kêu lên mèo mèo con màu trắng tai gập đáng yêu uv như thấy chuột trong phút chốc tiếng cùng cười hưng phấn biến thành hết chói tai cái gì đây là cái gì một con mèo có thể xé hồn thể của ta điều này sao có thể trên thế giới tại sao tồn tại thứ như vậy? Chết tiệt, cút đi, gió mạnh đáng sợ chợt biến mất, khi Đinh Hạo mở mắt ra nhìn, hắn thấy một không gian to lớn kỳ dị. Trên bầu trời có tia chớp từng cơn, từng tia sét tựa rắn bạc múa mây. Tiếng sấm ầm ầm, bốn phía là vách núi ngọc thạch màu bạc trắng chạm khắc hoa văn kỳ dị, là đồ án minh văn rất thâm ảo. Minh văn bao chặt mọi năng lượng trong không gian không lộ ra một chút gì, chính giữa không gian có một tế đàn âm dương to lớn đứng thẳng cao vút, chia làm chín tầng, dưới rộng trên hẹp. Trên đỉnh cao nhất có hai luồng sáng đỏ và lam bắn lên cao, quấn quanh hóa thành âm dương song ngư sinh ra lưỡng cực, ẩn chứa đạo ý, cổ kính huyền ảo khó thể nói rõ, rất đẹp mắt. Bên dưới tế đàn, một bóng sáng màu lam âm u như chó cục đuôi hốt quảng chạy tốn trong hư không, mèo con màu trắng tai gập đáng yêu như tia chớp bạc đuổi theo phía sau. Đinh Hạo nhìn bóng sáng màu lam dường như không phải thực vật mà là ảo ảnh, dù vậy thì nó có lực lượng cực kỳ cường đại. Lúc trước gió mạnh ập vào mặt là bóng sáng lam này phát ra, cỡ võ hoàn cảnh trở nê, Đinh Hạo không thể đấu lại được nhưng dường như mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu là khắc tinh trời sinh của bóng sáng màu lam âm u, năng lượng cực kỳ mạnh mẽ của bóng sáng không làm gì được con mèo, mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu vui vẻ kêu lên. Mèo, mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu cong lưng nhảy lên, vuốt rạch hư không như khoái đao cắt đậu hũ xẹt qua một tay bóng sáng màu lam âm u, mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu ấn tay đứt lìa xuống, nhai nhồng nhòm rồi tiếp tục đuổi theo bóng sáng màu lam âm u, bóng sáng màu lam âm u mất cánh tay rất nhanh lại mọc ra tay mới, nhưng thân hình mờ đi nhiều. Bóng sáng màu lam âm u vô cùng sợ hãi mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu như chuột thấy mèo, bị hù ngu, hoảng loạn mất trí. Bóng sáng màu lam âm u chỉ chạy vòng vòng quanh Tế Đàn, vừa chạy với hét chói tai. Mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu nhanh chóng đuổi theo bóng sáng màu lam âm u, lại xé một tay kia của nó. Đinh Hạo đang nghe truyện trên kênh TV Audio CV tặc lưỡi lấy làm lạ, cẩn thận đề phòng, một mặt cổ vũ cho mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu, trong phút chốc bóng sáng màu lam âm u cường đại liên tục bị thương nặng, biến ngày càng tối đi cuối cùng mơ hồ không thấy rõ ràng bóng sáng màu lam âm u hóa thành một đống sáng xanh trôi lơ lửng bóng sáng màu lam âm u nghẹn ngào hét to không ta chờ một vạn năm một vạn năm mắt thấy đại sự sắp thành công nhưng tại sao biến thành như vậy ta không cam tâm không cam tâm ta không thể chết con mèo khốn kiếp này là quái vật gì tại sao nuốt hồn thể chẳng lẽ trời không dung ta Bóng sáng màu lam âm u nói xong câu cuối bị mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu nhào tới đè dưới móng vuốt, cắn xé ra nuốt vào bụng, bóng sáng màu lam âm u cường đại sánh bằng võ hoàng cảnh nhưng bị một con mèo tiêu diệt, nếu Đinh Hạo không chính mắt thấy tình cảnh này thì hắn rất khó tin, kiếm tổ sốt ruột dục Đinh Hạo. Được rồi, đừng đứng đần ra đó, mau lên tế đàn lấy báu vật xuống đây, chậm một bước là tiêu, Đinh Hạo tỉnh táo lại, nhún nhảy vài cái lên đỉnh tế đàn, đây là thanh niên. Trên đỉnh tế đàn có một minh văn hoa văn đá khắc chữ âm dương hình tròn bị một làng công chia thành hai trở thành âm dương song ngư. Chỗ âm dương song ngư bên phải dương cực là một ngọn lửa vàng, bên trái âm cực là một đoàn băng viêm màu bạc, tổng như hai tinh linh nhảy múa, đây chính là cơ duyên mà kiếm tổ, đao tổ nói, không hiểu sao cơ hờ in hạo thấy lửa vàng và ngân viêm thì không kìm được thay thân thiết đến từ tận linh hồn, giống như hai thứ này chờ đợi đinh hạo qua vô số năm tháng, mau, đừng ngẩn người, cùng vận chuyển thái huyền vấn kiếm khí thiên, nhất đao khởi trình quyết thúc dục huyền khí thủ thiếu âm và nhâm mạch. Tay trái âm, tay phải dương dẫn lửa và băng viêm vào người dung hợp cùng hạt giống huyền khí giọng kiếm tổ vang trong đầu đinh hạo hướng dẫn từng bước đi đinh hạo chậm rãi vươn hai tay ra chạm vào lửa vàng và ngân viêm nhảy múa trong phút chốc cháy bỏng vô biên và lạnh lẽo đau đớn từ ngón tay nhấn chìm đinh hạo tại sao đinh sư huynh vẫn chưa quay về ngọc giác giao đi tới đi lui trong đại sảnh khách sạn có thể che giấu nỗi quan tâm đinh hạo bên kia biểu tình mộ dung yên chức lộ ra nôn nóng ngồi trên ghế dài trông như vận công điều chỉnh nhưng mày nhíu chặt chứng minh nàng rất sốt ruột không thua gì ngọc giác Dao hai thiếu nữ được đinh hạo lại có quan hệ xác thịt ngọc giác dao và mộ dung yên chức quan tâm hắn hơn người khác rất nhiều thiếu niên đẹp trai lâm tính đến từ hoàng sam bắc viện lên tiếng an ủi yên tâm đi đinh sư huynh là quái vật gặp mạnh sẽ càng mạnh không sao đôi lại nói lúc trước mọi người cũng thấy là người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng không phải đối thủ của đinh sư huynh sau khi trải qua chuyện thi thể mất tích ly kỳ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bây giờ mọi người tụ tập trong đại sảnh không dám tản ra đa số người nhắm mắt vận công ức chế sát ý ngày càng nóng nảy Mới rồi qua một canh giờ có người không thể ức chế sát ý nóng nảy gây sự, xảy ra đổ máu, thiếu niên đẹp trai lâm tính chậm rãi nói. Chờ thêm một canh giờ nếu Đinh Hạo vẫn chưa trở về thì chúng ta phải tìm cách rời đi, không thể ngồi đây chờ chết, Ngọc Giác dao nghe răng khẽ cắn môi, kiên quyết nói. Nếu đi thì các ngươi đi, ta và Yên Chức Sư tỷ nhất định sẽ ở đây chờ Đinh Sư Huynh trở về, mộ dung Yên Chức không nói tiếng nào ngầm đồng ý Ngọc Giác dao thiếu niên đẹp trai lâm tính lộ nụ cười khổ, nói thật là thiếu niên đẹp trai lâm tính hơi hâm mộ, ghen tị Đinh Hạo bàn về bề ngoài thì lâm tính cũng là mỹ thiếu niên hiếm thấy phong độ phiên phiên thông dong tự tin thực lực càng là số một trong toàn hoàng sam bắc viện cho đến nay thiếu niên đẹp trai lâm tính rất có duyên với nữ nhân đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm của mọi người nhưng mọi thứ so sánh với đinh hạo thì kém quá xa từ khi thiếu niên đẹp trai lâm tính vào vấn kiếm tông so về thực lực sức hấp dẫn thiếu nữ gã đều thua đinh hạo kiếm quan gào thét giống như cửu thiên ngân hà đổ ập xuống ánh sáng bạc lóe lên sau đó là tiếng xé gió sắc bén ha 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 một đám si mị võng lượng, diễn trò hề cũng dám đến chịu chết, thật là không biết sống chết. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong cười to, tay cầm thanh trường kiếm tinh cương bình thường phát ra thần uy vô thượng, từng luồng kiếm quang tung hoành rít gào bao phủ phạm vi trăm thước. Phía đối diện, mấy chục người áo đen không né kịp bị một luồng kiếm quang chém nát bấy, một thanh âm mơ hồ âm trầm như phát ra từ bốn phương tám hướng. Vương Tuyệt Phong, hôm nay không giết được ngươi nhưng đừng vội đắc ý, hãy xem Mã Nhất Phi bên cạnh ngươi sẽ chống được bao lâu. Bên cạnh tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, Vai mã nhất phi cắm một ám khí hình dạng kỳ lạ như một con ma trùng khát máu xâm nhập vào xương. Từng dòng múa đen trào ra từ miệng vết thương, mặt mã nhất phi đen thui, da thịt lộ ra ngoài cũng đen như mực, rất đáng sợ. Rõ ràng mã nhất phi bị trúng độc ám khí cực nặng, ha 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 ha. Hắn kéo dài được bao lâu thì mắc mớ gì đến ta. Dù hắn chết rồi chờ chút nữa lão tử làm thịt ngươi xem như báo thù cho hắn, tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong cười to, không bị dao động. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong không ngừng lên xuống cố gắng bắt giữ vị trí người nói chuyện trong bóng tối. Đột nhiên, tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong vung trường kiếm, một luồng kiếm quang nhanh như chớp bay ra biến mất trong bóng tối phía bên trái, trong hắc ám vang tiếng kêu rên. Phục, tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong cười to bảo. Ha 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 ha. Bắt được ngươi rồi. Lý Lan, còn không mau ra tay, chớp mắt trong bóng tối vang tiếng vũ khí va nhau, rất nhanh ngừng lại. Bóng người chớp lóe, Thiếu niên mày liễu Lý Lan mặc áo xanh chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, tay sách một người áo đen trung niên đã hôn mê. Lý Lan ném nam nhân trung niên áo đen xuống trước mặt tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, bình tĩnh nói. Sao ngươi biết ta ở gần đó, ha 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 ha. Có gì đâu, một nén nhang trước ta đã biết ngươi tới gần, tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong đắc ý nói. Tiểu tử giỏi, không khiến ta thất vọng, Lý Lan bó tay với tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong không có giống giáo viên một chút nào, Lý Lan cáo kỉnh nói ngươi tin tưởng ta như vậy. Lỡ như ta không phải đối thủ của cao thủ tinh vẫn tông này thì sao, tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong kinh thường nói. Gì, ngươi có thể giấu giếm ta sao? Tất nhiên ta biết tiểu tử nhà ngươi có bao nhiêu vũ khí bí mật, tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong không người lục tìm trên thân thể nam nhân trung niên áo đen. Rất nhanh tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong tìm ra giải dược, xoay người giao cho mã nhất phi. Một bình uống, một bình thoa ngoài da, tiếp đó tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong vạn công trợ giúp sư đệ mã nhất phi chữa thương lý lan đứng bên cạnh hộ pháp lý lan thở dài thầm nghĩ vương tuyệt phong không cũng là một trong vấn kiếm song kiêu ngày xưa vốn là một trong thiên tài đỉnh cao nhất tuyết châu tiếc rằng sau chuyện năm đó thì tính cách thay đổi người ngày xưa kiêu ngạo giờ đây biến thành như vậy may mắn mấy năm đồi phế nhưng thực lực của hắn có tăng tiến mạnh hơn đám người mã nhất phi cùng thế hệ rất nhiều chốc lát sau người mã nhất phi không còn vết đen bà nội nó lần này chúng ta xui quá tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong nhăn nhó huyên thuyên. Ai ngờ di tích thượng cổ này ẩn giấu bí mật như vậy. Tổ cha nó, xem ra tầng nhóc một thiên dưỡng chỉ công phá một di tích giả, di tích thật ở sâu bên trong. Rắc rối thật, e rằng di tích thượng cổ này không đơn giản như mặt ngoài, có cổ nhân sống âm thầm khống chế chỗ này, chúng ta muốn xông ra thì hơi khó, Lý Lan nhíu mày liễu hỏi. Không có cách nào sao, có một cách, trừ phi tìm ra trung tâm khống chế cơ quan ảo trận di tích thượng cổ, xử lý cường giả thượng cổ âm thầm khống chế rồi phá hủy cơ quan đi tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong nghiến răng nói nhưng cái này còn khó hơn cả xông ra ngoài trừ phi chúng ta may mắn nghịch thiên may mắn nghịch thiên nói đến đây trong đầu lý lan hiện lên hai người nhậm tiêu giao tên mập siêu may mắn của hoàng sam bắc viện hay cắn đùi gà và đinh hạo hộc hộc hộc, hộc quất nộ thở dốc cả cảm thấy ngực sắp nứt ra vết thương trên tay phải sâu thấy xương bụng trái cũng có một vết rách máu chảy ra từ miệng vết thương khiến người gã nhẹ hững Quách nộ dựa vào kiên cường cố chống, quách nộ đang chạy trốn. Người truy sát quách nộ là nữ nhân tóc bạc của Thanh Bình học viện hai ngày trước kêu căng bá đạo. Lý do chỉ vì hôm đó quách nộ là tán tu duy nhất đứng ra khen đinh hạo hay. Sau khi vào di tích thượng cổ tông môn, quách nộ và mấy tán tu có quan hệ khá thân ập thành một tiểu đội thăm dò. Bọn họ chọn hướng nam tầng 2 di tích ngầm. Mới đầu thăm dò khá thuận lợi, dù sao đây là nơi chính môn phái đã tìm tòi. Các cơ quan, trận pháp đều bị công phá, trên đường đi không gặp nguy hiểm gì. Quách nộ khá may mắn, được một thanh cổ đao tàn tồn, cực kỳ sắc bén, khá to, thích hợp cho gã sử dụng. Tiếc rằng may mắn của quách nộ đã chấm dứt, khi vang tiếng nổ điếc tai và thanh âm khủng bố lọc vào tai mọi người, truyền tống đột ngột đưa mỗi người tông di tích thượng cổ đến chốn xa lạ. Sau khi quách nộ bị đưa đi rất nhanh gặp phải đoàn người thanh bình học viện nữ nhân tóc bạc, nữ nhân tóc bạc có thù trả ngay sớm nhớ kỹ mặt mũi quách nộ, cái này đúng là oan gia ngõ hẹp. Hai bên không nói mấy câu đã đánh nhau, nữ nhân tóc bạc đặt quyết tâm giết chết quách nộ, xuống tay không lưu tình rất nhanh một mình quách nộ không đánh lại cả đám, bị trọng thương, quách nộ chỉ có thể trốn, tiếp đó quách nộ bị truy sát một ngày một đêm, lúc này quách nộ cực kỳ suy yếu, thân hình vạm vỡ vì mất máu trầm trọng mà không còn sức chiến đấu, thậm chí không thể cầm chặt đao. Quách nộ đi lão đảo, đầu nặng nề. Sau lưng quách nộ là tiếng các đệ tử ký danh thanh bình học viện kêu gò dết, học học học, ta. Ta không thể. Không thể chết. Ta muốn sống ta chết rồi múa đông dài giặc ai bảo vệ người trong thung lũng thôn. Mất đi võ giả thủ hộ thì thung lũng thôn sẽ bị mảnh thú công phá tàn sát, khi đó hơn 100 người trong thôn đều phải chết. Ta! Nhất định phải sống a a a a, tính niệm duy nhất trong lòng khiến quách nộ cắn răng chạy như điên, một chuỗi dấu chân dính máu kéo dài trong hắc ám. Phù, người đinh hạo đẫm mồ hôi như mới tắm, ngửa đầu nằm dưới đất thở gấp, mới rồi đinh hạo làm theo lời kiếm tổ, đao tổ thúc dục thái huyền vấn kiếm khí thiên, nhất đao khởi trình quyết từng chút một dẫn lửa vàng, băng diễm trên đỉnh tế đàn vào thân thể. Cảm giác đó như lăng trì, linh hồn cháy bỏng, cực nóng và đông lạnh sinh mệnh, hai cảm giác đau đớn cực độ khác nhau cùng xuất hiện trong người khiến Đinh Hạo nếm mùi sống không bằng chết. Trong quá trình Đinh Hạo không thể hôn mê, hắn phải giữ tỉnh táo từng chút một dẫn lửa vàng, băng viêm dọc theo kiếm quang vào người, tuy không đến một nén nhang nhưng đối với Đinh Hạo tựa như hai kỷ nguyên. Quái lạ là quá trình dẫn lửa vàng, băng viêm vào người rất đau khổ nhưng hai đoàn năng lượng kỳ dị này dung hợp vào hạt giống huyền khí rồi Đinh Hạo không thấy đau đớn nữa. Đinh Hạo vận công nội thì sẽ thấy trong hạ đang điền dưới bụng, băng viêm đang ở trung tâm hạt giống huyền khí huyền sương nhấp nháy, tỏa ra sương mông lung nhụm hạt giống huyền khí căng đầy, sắp đồng hóa nó. Lửa vàng trong hạt giống viêm diễm huyền khí trung đang điền ở ngực cũng đang chớp lóe, tốc độ lửa vàng rất chậm đồng hóa hạt giống huyền khí thuộc tính hỏa. Tuy hai đống sáng này rất yếu nhưng Đinh Hạo biết quy lực của chúng nó. Nếu Đinh Hạo không làm theo bí pháp kiếm tổ, đao tổ nói thu lửa vàng, băng viêm vào người, đổi lại bất cứ ai, dù có thực lực trên tiên thiên võ tông cảnh cũng sẽ bị đốt thành tro hộc hộc đinh hạo cảm thấy toàn thân đau xót không có sức nhúc nhích một ngón tay đinh hạo nằm trên mặt đất há mồm thở dốc lấy lại sức lực vẻ mặt mèo con màu trắng tai gập đáng yêu lo lắng đứng bên cạnh đinh hạo cọ đầu lông xù vào gò má hắn lưỡi liếm mồ hôi trên mặt hắn mèo con màu trắng tai gập đáng yêu thường dùng vuốt đẩy đầu đinh hạo ha ha tiểu tử đinh hạo cảm động cố gượng ngồi dậy ôm mèo con màu trắng tai gập đáng yêu vào lòng gãi bụng nhỏ mềm mèo con màu trắng tai gập đáng yêu thoải mái trên ư ừ, ử lúc này đấu với bóng sáng màu lam âm u giúp mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nuốt nhiều ánh lửa năng lượng màu lam nó như say rượu cuộn tròn nằm trong ngực đinh hạo hôn mê đinh hạo hơi lo lắng hỏi nó sẽ không sao chứ kiếm tổ như con trùng thành công ăn trộm gà cười giang nói hì hì yên tâm tiểu tử đáng yêu này được đến ích lợi không nhỏ hơn ngươi chờ khi nó tỉnh dậy thì ngươi sẽ biết đinh hạo tò mò hỏi à phải rồi rốt cuộc lửa vàng băng viêm đó là gì? Dẫn chúng vào trong hạt giống huyền khí chúng ta sẽ được đến ích lợi gì? Đao tổ bỗng cuồng cười. Ha 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 ha. Về ích lợi to lớn nổi ngươi không thể tưởng tượng được, đao tổ cướp lời kiếm tổ. Tiểu đinh tử, ngươi còn nhớ hai vực sâu lúc trước đi qua không? Đinh hạo gật đầu, nói. Ừm. Một cái vực lửa, một cái vực băng sâu trong lòng đất. Nếu không nhờ mấy băng, đá nổi thì ta không đến đây được, đao tổ vẫn dành lời. Đúng rồi đấy, Di tích thượng cổ tông môn địa thế kỳ lạ, vừa vặn nằm trên uẩn thần địa mạch hiếm thấy trên đời, kiếm tổ ở bên cạnh nhẫn hết nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được la lên. Ừm. Bà điên nói đúng. Cái gọi là uẩn thần địa mạch ý nói chung thiên địa chi thần tú, thậm chí dựng dục ra thần linh nghịch thiên. Tức chính là thương mang đại địa khí vận, linh năng, các loại phúc duyên tụ tập mà thành tinh hoa tạo hóa, tiện tổ nói đúng, càng hiếm thấy là hai uẩn thần địa mạch một cái băng mạch, một cái hỏa mạch, âm dương hợp rồi lại tương sinh tương khắc, vô cùng ảo diệu. Ha, ha 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 ha! Thật đúng là từ xưa đến nay ít thấy. Xem như ở thời đại chúng ta cũng có vô số đại thần thông đánh bể đầu vì chúng. Ta suy đoán hai uẩn thần địa mạch tồn tại rất nhiều năm, sau này bị tông môn thượng cổ phát hiện xây dựng sơn môn tại đây, độc chiếm hai kho báu. Ừm, tiện tổ chưa già lú lẫn, suy đoán khá chính xác. Nắm giữ hai uẩn thần địa mạch dù là người bình thường tu luyện ở đây cũng tăng tốc độ vù vù. Tông môn thượng cổ này được ích lợi không nhỏ, nhìn quy mô di tích có lẽ năm xưa tông môn thượng cổ cực kỳ mạnh ít nhất chính môn phái tuyết châu bây giờ chỉ là một ngón út của tông môn thượng cổ tổ cha nó bà điên đừng cướp lời ta mãi nhưng thành cũng địa mạch bại cũng địa mạch thất phu vô tội hoài bích kỳ tội có lẽ vì chuyện quẩn thần địa mạch lộ ra nên tông môn thượng cổ bị bao vây tiểu trường sau đó hủy diệt cha nó tiện tổ nói bậy bạ ta không tin ngươi đoán trúng luôn điều này bà điên mù mắt rồi không thấy trên đường đi chiến trường thượng cổ chất đầy xương trắng các loại công pháp để lại dấu vết trên cột đá rồng và tượng đá sao còn có vết thương trên mấy cổ thi rõ ràng chết trong loạn chiến chư thánh chinh phạt a à, không ngờ ngươi không già lú lẫn giống y như ta đoán kiếm tổ tức giận xì khói ngươi còn có mặt hay không đao tổ cười to mặc kệ kiếm tổ đao tổ nói với đinh hạo tông môn thượng cổ này bị hủy vì loạn chiến chư thánh chinh phạt chắc năm xưa nhiều người chết đánh đến thiên điện đằng trước tan vỡ đại khái cuối cùng đồng quy vô tận nếu không thì nhìn quy mô di tích các loại cấm chế cơ quan lúc thời kỳ đỉnh cao chính môn phái tuyết châu không thể nào phá vỡ nó qua vạn năm các loại cơ quan buông lỏng, chắc tại vậy nên chỗ này bị phát hiện. Nhưng dù là ta và bà Điên cũng không ngờ qua thời gian dài như vậy, trong chiến đấu năm xưa vẫn còn một tia chấp niệm của đại thần thông giả bất diệt, để lại hồn thể âm thầm khống chế chỗ này, bày ra cạm bẫy giết chóc. Hắn muốn nhờ vào lực lượng giết, thù hận, tử khí, máu người chết phục sinh, đại thần thông giả, Đinh Hạo ngẩn người, hỏi. Không lẽ, đúng vậy? Chính là hồn thể bóng sáng màu lam âm u bị mèo con đáng yêu xé nuốt lúc còn sống thực lực của hắn trên tại giải nghiễn thiên võ tông cảnh, cho nên sau khi thi thể bị đánh nát để lại một chấp niệm bất diệt, hình thành hồn thể. Người này thật giỏi, thế nhưng bị hắn tìm được thần vật cực dương thiên hỏa chi tinh và cực âm ngục băng chi tinh, bày quỷ u minh ảo trận, dùng tế đàn sinh sinh diệt diệt âm dương luyện hóa hắn, hấp thu linh hồn, máu thịt của một ngàn võ giả là có thể đúc thân hình, chuyển sinh sống lại, hiếm khi đao tổ nói có chút khâm phục ai, kiếm tổ gật đầu, nói. Đúng vậy. Người này thật giỏi, chắc năm xưa cũng là nhân vật bùng bá một phương, tài trí mưu lược xuất sắc. Lại nói, tiểu đinh tử, mới rồi ngươi hấp thu lửa vàng, cực dương thiên hỏa chi tinh, băng viêm là cực âm ngục băng chi tinh, đừng xem thường nó nhỏ cỡ đầu ngón tay nhưng địa thế nơi này đặc biệt, hai âm dương quẩn thần địa mạch qua bao nhiêu vạn năm mới dựng dục ra một chút đó. Cực dương thiên hỏa chi tinh và cực âm ngục băng chi tinh là tinh hoa của hai quẩn thần địa mạch này, là vật tạo hóa nghịch thiên nhất trong thiên địa, đúng vậy, nếu ai được một trong hai cực dương thiên hỏa chi tinh và cực âm ngục băng chi tinh cho dù hắn là đồ ngốc cũng có thể trùng kích đến đỉnh võ đạo nếu yêu ma có được một trong hai cực dương thiên hỏa chi tinh và cực âm ngục băng chi tinh là có thể thức tỉnh huyết mạch yêu thần thượng cổ thuần khiết nhất lập tức thành thánh đao tổ cảm thán rằng trước kia ta chỉ nghe nói trong thiên địa có thần vật như vậy nhưng chưa từng gặp thời hoang cổ nhiều người từng nghi ngờ hai thần vật xếp hạng nhất trên bản thái cổ thiên cơ thần vật không tồn tại trong thế gian không ngờ hôm nay bị ngươi chiếm được tiểu đinh tử lão nương ta hơi hâm mộ vạn may của ngươi đinh hạo cười ngây ngô tuy đinh hạo ù ù cạc cạc nghe kiếm tổ đao tổ nói nhưng ít nhất hắn được đến ít lợi lớn loại cảm giác này rất sung sướng kiếm tổ cũng cảm thán rằng đúng vậy vận may khi đã đến thì không ngăn được hai lão quái vật không thể không cảm thán bọn họ mắt sáng như đuốc nhìn thấu suốt việc là xảy ra trong di tích thượng cổ tây nham sơn mạch rõ ràng đại thần thông giả bày quỷ u minh ảo trận là muốn dùng trận pháp thúc giục ý giết chóc dụ hoặc lòng người khiến người ở trong trận pháp biến nóng nảy, tàn sát nhau do đó có nhiều xác chết, máu, lực lượng oan hồn, phối hợp tế đàn âm dương chế tạo ra thân thể mới để phục sinh. Đại thần thông giả cực kỳ cẩn thận, dù sao trải qua mấy vạn năm, lực lượng hồn thể đã suy yếu nhiều. Lúc cao thủ chính môn phái tấn công vào bóng sáng màu lam âm u không nhúc nhích, bởi vì sợ người bị vây trong trận pháp có thực lực quá mạnh phá vỡ trận pháp, mãi khi đám tay mơ đinh hạo đến bóng sáng màu lam âm u mới mở ra quỷ u minh ảo trận bóng sáng màu lam âm u lựa chọn đám cường giả thực lực cao như tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong đến hiểm địa đầy rẫy cơ quan các đệ tử ký danh cấp thấp như đinh hạo tán tu thì bị trùy tống đến gần trung tâm trận pháp cũng là nơi trận pháp yếu nhất bóng sáng màu lam âm u cảm thấy thực lực của đám đinh hạo tuyệt đối sẽ không tạo thành uy hiếp cho gã nhưng đại thần thông giả kéo dài hơi tàn mấy vạn năm không ngờ đinh hạo như con kiến trong mắt gã lại đi ra khỏi ảo trận vây khốn càng không ngờ bên cạnh hắn có mèo con màu trắng tai gập đáng yêu khắc tinh chuyên khắc hồn thể các loại nguyên nhân kém một cái thì sẽ tạo thành kết quả khác, từng khâu từng khâu đều là tiền định, đây chính là cơ duyên và khí vận, thật đúng là người tính không bằng trời tính, tuy Đinh Hạo không biết các loại trùng hợp bên trong nhưng hắn biết đã nhặt được ít lợi lớn, lúc trước một thiên dưỡng công phá nơi này, nghe nói gã lấy được nhiều báu vật, tài bảo nhưng so với kỳ ngộ của Đinh Hạo thì đúng là kém không biết bao nhiêu lần. Đinh Hạo cười vui vẻ, ông trời cũng giúp hắn, đao tổ không nhìn được mở miệng nói. Được rồi, đừng tự sướng nữa, như ăn mày nhặt được bánh bao thịt, thật mất mặt, kiếm tổ cũng nói. Ừm, hoàn cảnh chốn này rất an toàn, rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng vận công tu luyện, cực dương thiên hỏa chi tinh và cực âm ngục băng chi tinh hoàn toàn, hợp thành của ngươi mới chân chính cảm nhận được ích lợi, thực lực tăng vọt, đinh hạo gật đầu, cảm ơn hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ. Đinh hạo khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu luyện, thời gian trôi qua từng giây. Đinh Hạo luyện hóa đầu tiên là băng viêm ở hạ đan điền, cực âm ngục băng chi tinh. Đinh Hạo vật chuyển Thái Huyền vấn kiếm khí thiên, kích phát lực lượng hạt giống huyền khí, không ngừng dung hợp lửa vàng chớp lóe. Đinh Hạo cố gắng, băng viêm bắt đầu hợp cùng hạt giống huyền khí hàng xương. Hạt giống huyền khí vốn có màu bạc nhạt giờ thành thuần ngân. Theo thời gian trôi qua, hạt giống huyền khí từ dạng khí biến càng tinh thuần, lóng lánh, cứng cỏi hơn, có xu hướng hỏa lỏng. Không biết qua bao lâu, hạ đang điền trong bụng Đinh Hạo nở rộ ánh sáng bạc rực rỡ, ánh bạc bay ra khỏi người. Hạt giống huyền khí hàng xương mặt ngoài lóe một tầng bạc rực rỡ, kích cỡ thu lại một phần mười đã hóa lỏng hình dạng như quả cầu thuy tinh xoay tròn huyền khí băng sương phong tuyết chảy trong đường kinh mạch bảy huyệt khiếu thập nhị chính kinh thủ thiếu âm đệ nhất kinh không ngừng xông hướng thể lỏng huyền khí như nhũ yến về tổ hạt giống huyền khí thể lỏng nho nhỏ dung nạp tất cả nuốt hết huyền khí băng sương phong tuyết trong người đinh hạo trong khi đinh hạo ngây người hạt giống huyền khí thể lỏng hơi rung lên từ trong đó phân ra một lũ huyền khí thể lỏng mỏng như sợi tóc giống con suối chảy róc rách chảy ngược về bảy huyệt khiếu kinh mạch huyền khí hóa lỏng Đinh Hạo mừng như điên, bị hưng phấn nhấn chìm, không ngờ thực hiện huyền khí hóa lỏng, trong truyền thuyết chỉ có cường giả Tiên Thiên Võ Tông cảnh mới hấp thu năng lượng thiên địa càng tinh thuần rèn luyện thân mình, tinh luyện huyền khí trong người đến độ tinh thuần khó tin, tiến vào trạng thái thể lỏng, huyền khí hóa lỏng là tượng trưng của Tiên Thiên Võ Tông cảnh của cường giả. Đinh Hạo không thể ngờ sau khi hắn luyện cực âm ngục băng chi tinh sẽ đạt đến trình độ này. Tuy điều đó không có nghĩa là thực lực Đinh Hạo lên đến Tiên Thiên Võ Tông cảnh nhưng ích lợi của huyền khí hóa lỏng khó thể tưởng tượng lợi ích rõ rệt nhất là huyền khí càng tinh thuần, ngưng kết hơn. Khi trùng kích đường kinh mạch, huyệt khiếu thì tốc độ nhanh hơn, huyền khí thể lỏng quay nhanh trong huyệt khiếu, bổ dương càng lớn cho võ giả. Trước huyền khí thể lỏng cao đẳng thì huyền khí dạng khí cấp thấp yếu ớt mỏng manh, đây là đòn sát thủ khiêu chiến vượt cấp. Đinh Hạo kìm không được cười to, ngón tay chỉ lên trời, một đóa hoa băng tinh nở rộ trên ngón tay hắn. Cánh hoa rực rỡ lóng lánh, hoàng mỹ vô khuyết hút hồn người, chớp lóe ánh sáng lam nhạt yêu nhã, Đinh Hạo thổi nhẹ, một cánh hoa băng tinh hóa thành tia sáng bạc bay ra ngoài, đáp xuống một tảng đá cao cỡ thân người, chuyện khó tin xảy ra, nham thạch không biết tồn tại bao nhiêu năm khi ánh sáng bạc rơi xuống liền bị đóng băng, trong không khí rét căm căm. Nham thạch kêu ken két giòn vang, dây sau bùng một tiếng nổ tung. Băng tinh bắn tung, nham thạch bị lạnh cực độ đóng băng vỡ thành bột phấn tứ tán, thật đáng sợ, cường đại hơn huyền khí băng sương phong tuyết trước kia của Đinh Hạo gấp 10 lần, hoa băng tinh nếu rơi vào thân người. Đinh Hạo đoán dù là cao thủ nhất khiếu võ sĩ cảnh cũng sẽ bị đông chết. Kiếm tổ há hốc mồm giật mình kêu lên. Không ổn là lực lượng sau khi dung hợp Báo Vợ Thiên Địa Cực Âm Ngục Băng Chi Tinh, phối hợp với thuộc tính huyền khí biến dị thần giai của ngươi, thể chất hằng cổ vô song đao kiếm song thánh thể đúng là siêu đáng sợ. Ta không thể tưởng tượng tương lai ngươi sẽ đạt được thành tựu gì, đao tổ hưng phấn tự phong cho mình là Đao Tiên Nữ, cười như điên. Ha, ha 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 ha. Xem ra lão nương ta đã tạo ra một quái vật tu hành, kiếm tổ tức giận quát Chết tiệt, bà điên đừng có mặt dày quá rõ ràng là ta tạo ra tiểu đinh tử, đao tổ trả đũa. Ta phi, lão nương lần đầu tiên nghe nói nam nhân có thể sáng tạo sinh mệnh, kiếm tổ nói. Ha 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 ha. Cái này là vì ngươi không có kinh nghiệm, chủ nhân của ta nói không có nam nhân thì nữ nhân cũng không làm ra con nít được, đao tổ hừ mũi. Vớ vẩn, kiếm tổ đắc ý khoe. Ha 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 ha. Cho nên chủ nhân của ngươi đúng là xử nữ già vạn năm, tuy rằng thực lực biến thái nhưng không hiểu chuyện nam nữ mới dạy ngươi thành ngu ngốc. Ha 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 ha! Đao Tổ mất bình tĩnh, rất quê. Lão nương ta liều mạng với ngươi, Đinh Hạo. Đinh Hạo thầm nghĩ, ta có nên phổ cập tri thức sinh lý cho tiền bối Đao Tổ không? Nhưng hai lão quái vật mới nhắc đến chủ nhân của mình, Hưng, Kiếm Tổ. Đao Tổ đã biến thái rồi, chủ nhân của họ sẽ biến thái đến cỡ nào? Nghe giọng điệu của Kiếm Tổ, Đao Tổ thì hình như bên trong chứa ân oán. Hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ cải lộn trong đầu Đinh Hạo. Đinh Hạo thử mấy lần không xen lời được, đành tập trung sức lực vào tu luyện. Đinh Hạo tốn khoảng 3 nén nhang rút cuộc dung nhập cực dương thiên hỏa chi tinh trong trung đan điền ở ngực vào hạt giống viêm diễm huyền khí. Như Đinh Hạo đã đoán, sau khi luyện hóa hoàn toàn hạt giống viêm diễm huyền khí cũng hóa lỏng thành một chất dịch vàng, kích cỡ hạt giống huyền khí rút lại một phần mười. Viêm diễm huyền khí trong sáu huyệt khiếu đầu nhâm mạch lục kỳ kinh bởi vì quá trình thực hiện hóa lỏng, uy lực tăng gấp mấy lần, không thua gì huyền khí băng sương phong tuyết sau khi biến dị. Đinh Hạo làm xong mọi thứ, kinh ngạc phát hiện kiếm tổ, đao tổ đấu miệng dữ dội, dường như thật sự nổi giận, không ai nhường ai được rồi đành chờ không có kiếm tổ đao tổ chỉ đạo đinh hạo không thể rời khỏi không gian thiên điện kỳ dị này đinh hạo đành tĩnh tâm bỏ thời gian tu luyện đinh hạo dẫn động viêm diễm huyền khí trong trung đang điền trùng kích huyệt khiếu thứ bảy nhâm mạch đứng đầu lục kỳ kinh tử cung huyệt khiếu đinh hạo vận chuyển nhất đao khởi trình quyết cực kỳ kinh ngạc phát hiện huyền khí thể lỏng quả là vô cùng thần diệu kỳ bí lòng đinh hạo máy động huyền khí thể lỏng mỏng như sợi tóc đã vận chuyển với hạng độ lớn nhất đạt đến trạng thái tâm cùng ý hợp ý cùng khí hợp huyền khí vận chuyển không chút chậm chạp vui sướng còn ở phía sau sự đáng sợ của huyền khí thể lỏng trùng kích huyệt khiếu chất mắt hiện rõ ràng mấy chục lần trùng kích phim diễm huyền khí tinh thần mỏng như sợi tóc sông mở tử cung huyệt khiếu xoay tiếp bên trong huyền khí đao pháp tiến vào thất khiếu võ đồ cảnh đinh hạo có xúc động tiếp tục tiến tới một hơi đẩy huyền khí kiếm pháp lên bát khiếu võ đồ cảnh nhưng đinh hạo kiềm chế dù sao huyền khí kiếm pháp tiến vào thất khiếu võ đồ cảnh mới chỉ một hai ngày căn cơ chưa ổn định tùy tiện cầu tiến sẽ tạo thành nền móng võ đạo của đinh hạo không ổn định may mắn lúc này kiếm tổ đao tổ hai đứa trẻ trong đầu đinh hạo ngừng khắc khẩu quan hệ của chúng ta xấu đao tổ thề thốt nói chúng ta quyết định mặc kệ đối phương còn đạt thành hiệp nghị mỗi ngày chia ra nhiều đoạn thời gian khi nào tới lúc ta nói thì hắn không được nói thời gian hắn nói thì ta không nói hưng vì là người thắng nên bây giờ là thời gian ta nói đinh hạo lau mồ hôi hộp thầm nhũ hai vị tổ tông các ngươi muốn chơi trò gì đây được rồi đã đến lúc. Tiểu đinh tử, ngươi hấp thu cực dương thiên hỏa chi tinh, cực âm ngục băng chi tinh xong rồi, chúng nó là tinh hoa của vũ thần địa mạch, mất đi chúng thì hai chỗ vũ thần địa mạch cũng bị hủy, không tồn tại, Đao Tổ ngẫm nghĩ, tiếp tục bảo: Hơn nữa không có đại thần thông giả khống chế, quỷ u minh ảo trận sắp mất hiệu lực, di tích thượng cổ không có lực lượng chống đỡ sẽ nhanh chóng sụp đổ, chúng ta nên đi mau, Đinh Hạo ngẩn ra. Nơi này sắp sập. Vậy, những người khác thì sao? bọn họ sẽ bị chôn sống, đao tổ khẳng định. Ừm, về lý luận là như vậy, có thể cứu bọn họ được không? Đinh Hạo không muốn một mình chạy trốn, nơi này có giáo sư, bằng hữu, sư môn của hắn, và rất nhiều võ giả nhân loại, ai, ta biết ngay là ngươi sẽ nói như vậy. then chốt khống chế quy u minh ảo trận ở trong không gian này, lực lượng còn sót lại chắc đủ tùy cơ truyền tống mọi người ra ngoài di tích, đao tổ biểu môi nói. Tiếp theo làm theo lời ta nói, nhưng ngươi phải tiêu hao nhiều lực lượng, trong bóng tối tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong cường đại lúc này mặt đỏ rực khoanh chân ngồi dưới đất khắp người tỏa sáng rực rỡ tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong vận công ngăn chặn sát ý dân trào trong lòng trường kiếm tinh cương cắm bên cạnh từ trước tới nay lần đầu tiên tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong không muốn đụng vào chui kiếm bởi vì trong lòng có sát ý cầm kiếm là tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong sẽ giết người bên cạnh tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong mã nhất phi biểu hiện càng tệ hơn mặt lộ vẻ đau khổ giải dụ. mã nhất phi nghiến răng nghiến lợi trong lòng còn sót chút tỉnh táo bắt chặt giới hạn không rút kiếm chém giết người bên cạnh lý lan ngồi giữa tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong mã nhất phi lý lan biểu hiện thông dong hơn tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong mã nhất phi một chút bao tay của kính tỏa ánh sáng bạc nhạt bao bọc lý lan vào dường như có thể ngăn cách sát ý dụ dỗ người trong không gian hắc ám phía xa vọng về tiếng hét kêu đánh kêu giết đã có người không thể ức chế sát ý tàn sát lẫn nhau không gian chìm trong hỗn loạn a a a vương sư huynh ta sắp không chịu nổi nữa mã nhất phi nhảy vọt lên nắm trường kiếm len ken rút ra cứa cổ mình lúc này mặt đất trung rinh mãnh liệt sắc ý sôi trào rút lui nhanh như thuy triều vần sáng đỏ sinh ra dưới chân tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong lý lan mã nhất phi truyền tống bọn họ ra khỏi không gian hắc ám chuyện tương tự xảy ra trên người các cao thủ đang cố gắng chống cự sát ý trong lòng và những người tàn sát lẫn nhau mộ dung yên chiếc ngồi trên băng ghế dài tay cầm trường kiếm đã rút một nửa khỏi vỏ mồ hôi từ mái tóc huyền nhỏ giọt mặt đất bên cạnh mộ dung yên chiếc động vũng nước Mộ Dung Yên chức anh tư hiên ngang, ý chí vững vàng như thép lúc này vận công chống cự sát ý như thủy triều ập đến, bên cạnh Mộ Dung Yên chức là Ngọc Giác Dao nhỏ xinh đã tự đánh xỉu mình tránh cho trâm ma giết chóc khống chế làm chuyện không thể cứu vãn, phía xa có mấy chục tán tu hôn mê, chẳng qua bọn họ bị người ta đánh ngất, người đánh ngất các tán tu là đệ tử ký danh Hoàng Sam Bắc viện thân như kim cương, mặt xấu hổ khiến người thấy kỳ lạ là thiếu niên thực lực chỉ ở đỉnh tứ khiếu võ đồ cảnh nhưng không bị ý giết chóc ảnh hưởng cực kỳ bình tĩnh cho nên thiếu niên đánh xỉu các tán tu chìm trong hỗn loạn, miễn cho bọn họ phát cùng giết người. Đám người thiếu niên đẹp trai lâm tính, cùng nhân lữ cùng thực lực cao hương thiếu niên rất nhiều hì cực kỳ chật vật, khổ sở vạn công chống lại tâm ma giết chóc. Lúc này một phần sáng đỏ xuất hiện dưới chân mọi người, truyền tống bọn họ đi. Tây Nham Sơn Mạch, nơi các võ giả nhân loại cư trú vào hai ngày trước, bên bờ suối, nơi này đã phủ đầy tuyết, tuyết trắng dày nửa thức phủ lên dãy núi rừng rậm, trong tầm mắt toàn là thế giới tuyết, toàn thân quách nộ đẫm máu ở bên khe suối. Máu chảy ra từ mấy trăm miệng vết thương lớn nhỏ nhộn đỏ tuyết trắng trong phạm vi ba thước, màu đỏ chói mắt cùng trắng tinh khiết nổi bật càng rùng rợn, một phần sáu nén ngang trước quách nộ bị ánh sáng truyền tống trời khỏi di tích thượng cổ, vốn tưởng thế là thoát khỏi thanh bình học viện truy sát. Quách nộ không ngờ quá xui, đoàn người nữ nhân tóc bạc cũng bị truyền tống đến gần gã, biểu tình nữ nhân tóc bạc đầy lệ khí, cười đắc ý. Ha 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 ha. ha. Tên to xác, để xem ngươi còn chạy trốn đi đâu được. Tuy không thể hành hạ Đinh Hạo để trút ra cơn giận nhưng ngược giết quách nộ lỗ mãn ủng hộ hắn cũng đủ để thiếu nữ tóc bạc tâm ngoan thủ lạc thấy thoải mái. Mấy chục đệ tử Thanh Bình học viện đứng bên cạnh nữ nhân tóc bạc, trong đó có hai đệ tử nội môn thực lực không tầm thường, là võ sĩ cảnh. Nữ nhân tóc bạc có thân phận hiển hách, đoàn người xem nàng như thiên ô sai đâu đánh đó, truy sát quách nộ chỉ như trò chơi vần chuột đối với bọn họ. Mấy trăm vết thương trên người quách nộ là trò chơi của bọn họ, ngược sát võ giả thủ hộ thôn xóm nho nhỏ đơn giản như bóp chết một con kiến quách nộ thở hồng hộc quách nộ mất nhiều máu khiến gã đầu ván mắt hoa dựa vào trường đao chống đất mới đứng vững sắp không còn hơi để nói nữ nhân tóc bạc cười độc ác ô nhanh vậy đã không còn sức nói hai ngày trước chẳng phải ngươi rất lớn giọng sao nữ nhân tóc bạc nhẹ nhàng đến gần quách nộ vung kiếm bén một chuỗi giọt máu bắn ra gò má quách nộ bị rạch một vết sâu nam nhân vạm vỡ trên một tiếng người khẽ run không có sức chống cự nữ nhân tóc bạc không có lòng thương hại cười khúc khích nữ nhân tóc bạc múa kiếm liên tục như đang điêu khắc cà rốt để lại vết thương mới trên người quách nộ dùng cách ác độc làm dục nam nhân vạm vỡ ai thật chán qua một lát nữ nhân tóc bạc thở dài chậm rãi nói không còn sức chống cự như khúc gỗ chơi chán thật trong mắt nữ nhân tóc bạc xoay tròn chợt cười tươi nói hay là như vậy đi tên to xác kia ngươi quỳ xuống cầu ta dập đầu lạy ta thì ta sẽ tha cho ngươi thật ra là nữ nhân tóc bạc cố ý làm nhục quách nộ nữ nhân tóc bạc thấy rất nhiều kẻ thô lỗ như quách nộ tính cách cứng rắn, nhiều lúc có chết cũng không cầu xin kẻ thù. Đối với võ giả thì quỳ trước kẻ thù là chuyện sỉ nhục suốt đời, nhưng, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, toàn thân quách nộ đẫm máu, nam nhân vạm vỡ trừ mặt ra không có một miếng thịt đầy đủ chậm rãi bỏ trường đao, cong đầu gối từ từ quỳ xuống, a, à, nữ nhân tóc bạc ngẩn người. Thật sự quỳ xuống. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Thật sự quỳ. Tên to con kia, thì ra ngươi sợ chết. Ha 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 đúng là mỉa mai. Cứ tưởng ngươi là nam nhân xương cứng, hóa ra sợ chết, muốn quỳ xin tha. Mọi người nhìn đi, đây là đồ hèn, làm võ giả mà lại quỳ xuống, đám đệ tử thanh bình học viện cười phá lên, không ai thấy quách nộ quỳ dưới đất mắt chảy dòng lệ. Quách nộ siết chặt nắm đấm, nữ nhân tóc bạc cười đủ mới đi tới trước mặt quách nộ, lắc đầu, nở nụ cười độc ác rực rỡ. Thật tiếc là nếu ngươi cứng rắn chống thì có lẽ ta sẽ tha cho, tại sao ngươi lại là đồ yếu hèn sợ chết? Loại người như ngươi có sống cũng dư thừa, không bằng chết đi nữ nhân tóc bạc dứt lời múa kiếm quan tàn nhẫn đâm thủng ngực quách nộ chúng ta đi nữ nhân tóc bạc rút trường kiếm ra mang theo đệ tử ký danh thanh bình học viện xoay người nghênh ngang đi trong tuyết một luồng sáng đỏ chợt lóe đinh hạo xuất hiện cha nó suýt bị hút khô đinh hạo thở hổn hển vì truyền tống mọi người trong di tích thượng cổ ra ngoài đinh hạo mạo hiểm thúc giục quỷ u minh ảo trận gần như tiêu hao hết lực lượng rốt cuộc miễn cưỡng thành công khi di tích thượng cổ hoàn toàn sụp đổ đinh hạo kịp truyền tống mình đi ầm 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 đất trung rinh từ xa lan đến gần đất tuyết sụp xuống lộ ra nham thạch nâu đen bụi mù khí lãng bắn lên cao trong phạm vi trăm dặm đều cảm nhận chấn động đáng sợ di tích thượng cổ tông môn hoàn toàn sụp xuống hai uẩn thần địa mạch một âm một dương đã bị hủy còn có quỷ u minh ảo trận cổ điện chiến trường chư thanh tế đàn âm dương mọi thứ liên quan đến bí mật di tích thượng cổ tây nham sơn mạch đều bị che giấu vĩnh viễn không còn ai phát hiện không ai biết đinh hảo có được thứ gì tại đây đây là kết cục tốt nhất Đinh Hạo khoanh chân ngồi trên đất tuyết, điều chỉnh dây lát, hồi phục thực lực mới nhắm một hướng đi đến sườn núi mấy ngày trước mọi người tụ tập, mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu ngủ say sưa, cuộn tròn trong ngực Đinh Hạo, vì truyền tống tùy cơ, trên đường đi Đinh Hạo không thấy ai khác, không biết đám người tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong đã bị đưa đi đâu, bỗng nhiên, của Đây là, Đinh Hạo nhìn đằng trước thấy một bãi máu chói mắt. Đinh Hạo giật mình, lắc người tới gần, nhìn kỹ, kêu ra tiếng. Một thân thể vạm vỡ máu thịt nhầy nhụa nằm trong tuyết, thanh trường đao to cắm một bên. Đó là đao to của quách nộ, bằng hữu Đinh Hạo mới quen, cảm giác không ami dâng lên trong đầu Đinh Hạo, hắn nâng thân thể còn có chút hơi ấm, cẩn thận nhìn kỹ. Đinh Hạo xác định thân thể máu thịt bầy nhầy vô cùng thê thảm này chính là quách nộ, a. À, còn có mạch đập, Đinh Hạo phát hiện thân thể trong ngực còn dấu hiệu sự sống, hắn mừng như điên. Đinh Hạo liên tục rót huyền khí vào muốn cứu mạng quách nộ. Rất nhanh, cố gắng của Đinh Hạo có hiệu quả, quách nộ hôn mê thở ra một hơi, phù đinh hạo mừng rỡ tiếp tục rót huyền khí vào vừa lấy một giọt chất lỏng màu trắng trong hang động bí ẩn dưới địa huyệt thâm viên sau bãi rác vấn kiếm tông ra khỏi trữ vật giới chỉ nhỏ vào miệng quách nộ ta còn sống ta ngươi đinh huynh đệ là ngươi hơi thở quách nộ mỏng manh miễn cưỡng mở mắt ra trông thấy đinh hạo đinh hạo nói quách đại ca khoan nói chuyện yên tâm đi ta sẽ cứu ngươi nhất định sẽ cứu sống ngươi quách nộ là bằng hữu thứ nhất đinh hạo quen ngoài vấn kiếm tông từ khi Đinh Hạo xuyên qua đến nay hắn rất trân trọng mỗi một bằng hữu trong thế giới lạnh lùng này, huống chi nam nhân thô kịch, ngay thẳng quách nổ rất hợp tính với hắn. Ai ngờ bằng hữu mới quen ba, bốn ngày đã gặp chuyện bi thảm như vậy, Đinh. Đinh huynh đệ. Ngươi. Đừng lãng phí huyền khí. Ta. Ta không được, quách nổ ọc ra nguồn máu sen lẫn mảnh vụn nội tạng. Lòng Đinh Hạo lạnh lẽo, vết thương quá nghiêm trọng, sợ là quách nộ không qua khỏi, quách nộ mỉm cười, theo thào nói, có thể nhìn thấy ngươi trước khi chết là ông trời thương tình ta không yên lòng người thung lũng thôn ta ta là võ giả thủ hộ duy nhất ở đó ta chết rồi bọn họ không qua khỏi qua khỏi mùa đông này ta ta cầu ngươi mắt đinh hạo ẩm ướt lớn tiếng nói quách đại ca yên tâm sau này đinh hạo ta chính là võ giả thủ hộ thung lũng thôn mùa đông này thung lũng thôn tuyệt đối sẽ không có ai chết. Được rồi, đừng ói nhiều nữa. Ngươi nhất định sẽ không chết, ốc gắn lên, Đinh Hạo lại lấy ra một ít chất lỏng màu trắng nhỏ vào miệng quách nộ nhưng gã miếm chặt môi, quay đầu từ chối, ta. Ta biết thân thể. Mình hết. Hết thuốc chữa. Đừng lãng phí. Lãng phí thiên tài địa bảo. Ha. Ha ha. Thung lũng thôn có võ giả thủ hộ mới như ngươi. Ta yên tâm rồi. Quách nộ ta. Chỉ là nam nhân thô lỗi lùng cỏ. Võ sĩ tầng dưới chót. Không ngờ có thể kết. Kết bạn với thiên. Thiên chi kiêu tử như đinh huynh đệ. Kiếp sau. Ta làm huynh đệ với đinh huynh đệ. Lòng đinh hạo bi thương. Lệ tuôn trào. Quách nộ là tán tu cả đời không có hy vọng bước lên đỉnh võ đạo. Nhưng gã làm võ giả vào phút cuối sự sống vẫn bảo vệ thôn xóm nhân tộc. Tấm lòng đó khiến đinh hạo cảm động. Võ giả bảo vệ chủng tộc của mình trong khoảnh khắc này câu nói đó không phải nói suông nhiều đệ tử thiên tài danh môn đại phái lãng quên khẩu hiệu minh ước thái cổ trong võ giả tầng chót nhất vẫn khổ sở giữ vững nguyên tắc không cần kiếp sau đời này quách đại ca chính là huynh đệ tốt của ta đinh hạo vuốt mặt đất ba cục băng rực rỡ bóng loáng nâng quách nộ ngồi trước mặt đinh hạo thì quỳ hai gối nói hôm nay đinh hạo ta và quách đại ca lại kết nghĩa kim lan nói xong đinh hạo lại ba lần địa lễ làm xong mới nghiêm mặt nói quách đại ca hãy nói cho ta biết là ai ra độc thủ dù có phải đuổi tới chân trời góc biển thì đinh hạo cũng tìm ra bằng được từng kiếm tiêu diệt chưa từng có lúc nào như bây giờ đinh hạo muốn rút kiếm giết người quách nộ không chịu nói cười to bảo không ngờ quách nộ ta cuộc đời cô đơn trước khi chết có thể kết bạn với một vị thiếu niên thiên tài ha 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 không uổng kiếp này không uổng kiếp này tiếng cười làm ảnh hưởng vết thương toàn thân quách nộ máu phun ra như suối nhuộm đỏ tuyết trần nhuộm trường sam của đinh hạo quách nộ ngừng cười nụ cười trên mặt bỗng tan biến đinh hạo muốn cứu quách nộ nhưng bất lực quách đại ca không muốn nói kẻ thù là ai vì lo gây rắc rối cho ta sao đinh hạo khẽ thở dài đáng tiếc từ vết thương huyền khí tổn hại còn sót lại trong người quách đại ca ta đã nhìn ra là người của thanh bình học viện đúng không yên tâm đi dù là ai ta cũng sẽ khiến bọn họ trả giá đắt đinh hạo nói xong đứng thẳng dậy bi thương hú tiếng hú như tên xé gió liên miên bất tận quanh quẩn trong rừng rậm núi tuyết long văn huyết đao đào một cái hố to dưới đất đinh hạo vận dụng huyền khí băng sương phong tuyết kết một quan tài băng từ đống tuyết đặt xác quách nộ vào trong rồi chôn xuống trường đao của quách nộ cầm trước ngôi mộ xem như mộ bia đinh hạo lấy thanh kiếm rỉ sét thay bút xẹt xẹt khắc một hàng chữ hiệp chi đại giả quách nộ thung lũng thôn chi mộ đinh hạo vấn kiếm tông lập làm xong đinh hạo mặc áo xanh dính máu cẩn thận tuần tra xung quanh phân biệt một hàng dấu chân sắp bị tuyết che lấp đinh hạo nhanh như chớp đuổi theo không ai ngờ cái chết của quách nộ ảnh hưởng lớn như thế nào đối với đinh hạo trong thế giới lạnh lùng này đời sau rất nhiều điển tịch ghi chép sự tích của đinh hạo đao kiếm thần hoàng đều giới thiệu và khen quách nộ một tiểu nhân vật vốn nên biến mất trong vô tận đại lục mênh mông vô tận cách hai dặm trên một ngọn đồi đoàn người thanh bình học viện đang nhàn nhã ngắm cảnh một đệ tử nội môn thanh bình học viện cười nịnh nói tiên nhi sư muội cũng tới lúc chúng ta nên quay về trong di tích thượng cổ xảy ra chuyện lớn như vậy chắc các trưởng bối tông môn rất lo lắng Nữ nhân tóc bạc cười nói. Trở về. Về làm gì? Năm nay đổ đợt tuyết lớn đầu tiên, ta còn muốn chơi. Hì hì, không ngờ tên tán tu to con đó buồn cười thật, cứ tưởng hắn cứng rắn lắm ai ngờ cuối cùng quỳ xuống xin tha. Phi, sớm biết như vậy ngay từ đầu đã một nhát đâm chết hắn, làm lãng phí nhiều thời gian của ta. Ha 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 ha. Trước thủ đoạn của tiên nhi sư muội thì dù là người sắc cũng phải xin tha chứ nói gì đến một tán tu đê tiện, một đệ tử nội môn khác ton hót theo đúng vậy chết dưới kiếm của tiên nhi sư muội là vinh hạnh của hắn tiên nhi sư muội nhân từ nhanh như vậy đã chấm dứt hắn đổi lại là ta sẽ hành hạ hắn 10 ngày 10 đêm hừ to gan ủng hộ tạp chủng đinh hạo xứng đáng hắn xui xẻo các đệ tử thanh bình học viện nịnh nọt bợ đỡ tiên nhi sư muội rõ ràng là thực lực của nữ nhân tóc bạc tuy bình thường nhưng có địa vị rất cao những đệ tử ngoại môn nội môn rất khách sáo với nữ nhân tóc bạc liên tục nịnh thó nữ nhân tóc bạc đắc ý cười khúc khích lục tiên nhi nghiến răng cười nói Tiểu xúc sinh tên Đinh Hạo đó sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Chính lúc này, vậy sao? Chỉ sợ ngươi không có ngày đó. Một thanh âm lạnh lùng mang theo sát khí lạnh băng vang bên tai đám đệ tử thanh bình học viện. Lục Tiên Nhi biến sắc mặt, mấy người khác lòng thiết chặt. Trước mắt bọn họ hoa lên. Một bóng người áo xanh nhuộm máu xuất hiện ngoài trăm thước, đạp một bước lóe một lần, sau mười bước đã đến gần nhóm đệ tử thanh bình học viện. Lục Tiên Nhi riết cái tên Đinh Hạo qua kẻ răng. Đinh Hạo, a. À, trên mặt trắng này chính là Đinh Hạo. Không phải ba đầu sáu tay gì mà dám khiêu chiến thiên dưỡng sư thúc. Thật là không biết sống chết, một đệ tử nội môn thân hình cao gầy bước ra, biểu tình kinh thường nói. Tiểu tử, ngươi điên sao? Dám khiêu chiến với thiên dưỡng sư huynh chúng ta để nổi tiếng, khiêu chiến cao thủ thành danh là cách nổi tiếng nhanh nhất với đám võ giả không có tiếng tâm gì. Đinh Hạo không thèm nhìn đệ tử nội môn thanh bình học viện một lần nào, mắt nhìn chầm chầm vào nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi. Đinh Hạo gằn từng chữ là các ngươi giết quách nộ. Quách nộ. Quách nộ là ai? Lục tiên nhi cười hờ hững, chợt nhớ ra điều gì, cười hỏi. a, à, Ngươi đang ói đến tán tu ngu ngốc, đê tiện kia. Đúng vậy, ta giết hắn, như thế nào? Hắn là bằng hữu của ngươi. Thật đáng tiếc, ngươi đã đến muộn, không thấy vỡ kịch hay. Trong lòng đinh hạo sôi sục sát ý, chậm rãi đến gần, hỏi. Kịch hay, hi hi hi, tất nhiên là kịch hay. Ngươi không thấy bằng hữu của ngươi bị chúng ta từng kiếm cắt nát cơ bắp toàn thân, càng không thấy hắn vì sống sót vứt bỏ tôn nghiêm võ giả quỳ trước mặt ta khóc lóc van xin lục tiên nhi cười độc ác như thế nào có phải là rất hối hận lục tiên nhi không sợ trừ bởi vì bên cạnh nàng có hai đệ tử nội môn thực lực vào võ sĩ cảnh ra cũng bởi nàng không tin trong hoàn cảnh này đinh hạo làm gì đệ tử thanh bình học viện huống chi thân phận của nàng rất tôn quý lục tiên nhi nói như vậy là để kích thích đinh hạo ngắm nhìn biểu tình hắn đau khổ rồi lại không biết làm sao phải rồi ngươi thấy thanh trường đau này thế nào Lục Tiên Nhi lấy một trường đao thiên thạch tàn tùng to lớn ra khỏi trữ vật giới chỉ, tiếp tục cười đổ dầu vào lửa. Huynh đệ tốt của ngươi có được đồ bỏ này từ di tích thượng cổ. Cái tên nhát gan yếu đuối đó vì sống, khi vang sinh đã tặng cho ta, đinh hạo hít sâu, mặt càng lạnh lùng. Nọc trắng lục, kim độc ông chúa không phải độc nhất, độc nhất là lòng đàn bà. Hôm nay ta tin câu này. Tiện nhân, nếu ngươi đã thừa nhận thì hôm nay hãy chôn cùng quách đại ca đi. Đinh hạo dứt lời hai tay chọc hư không, ánh sáng lóe lên tay trái đinh hạo cầm long văn huyết đao tay phải nắm thanh kiếm rỉ sét toàn thân dâng lên kình khí bông tuyết băng tinh lấp lánh lượng lờ sát ý cuộn trào trong lòng đinh hạo quyết định tốc chiến tốc thắng dùng cả đao và kiếm ha. ha 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 ha, ha. đệ tử nội môn thanh bình học viện ngửa đầu cùng cười khinh thường nói khiến chúng ta chôn cùng một mình ngươi ha 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 đây là lời nói buồn cười nhất ta từng nghe biểu tình đệ tử nội môn thanh bình học viện kiêu ngạo bước ra mây bước rút trường kiếm bên hông ra, tiểu súc sinh, ngươi ước chiến với thiên dưỡng sư thúc nên hôm nay ta không giết ngươi, miễn cho làm hỏng danh tiếng của thiên dưỡng sư thúc. Tuy nhiên cần phải dạy cho ngươi một bài học, đệ tử nội môn thanh bình học viện chưa nói hết cầu thì bỗng có gió rít ập đến, nơi gió thổi qua kéo theo tuyết dày dưới đát, băng tinh tung tóe. Các đệ tử thanh bình học viện chỉ cảm thấy cuồng phong dâng lên trước, đinh hạo và đệ tử nội môn thanh bình học viện đã chiến đấu với nhau rất nhanh. Một chuỗi tiếng xèo xèo như mưa to đập vào lá cây liên tục vang lên, xen lẫn với tiếng vũ khí ken ken va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi. Tuyết dưới đất bắn tung lên kèm theo giọt máu đỏ, vù 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 vù, thanh âm cuối cùng biến mất. Đinh Hạo chậm rãi bước ra từ bông tuyết và hoa máu đầy trời. Người đê mờ đẫm máu, áo anh nhuộm máu, từng giọt máu nhuộm nửa bên mặt, máu loãng lăn từ thanh kiếm rỉ sét, khe rảnh long văn huyết đao xuống đất. Đinh Hạo như ác ma bò ra từ địa ngục tới gần các đệ tử Thanh Bình Học viện, sau lưng Đinh Hạo, đệ tử nội môn Thanh Bình Học viện đứng cứng đơ trong tuyết cao thủ võ sĩ cảnh kiêu ngạo cầm trường kiếm bị nghiền nát vụn tinh cương trải đầy vải áo rách rưới rậm rạp đau thương và kiếm thương trông như đệ tử nội môn thanh bình học viện bị lăng trì xương trắng lộ ra máu hòa tan trong tuyết trắng chảy xuống đất rất thê thảm khạch khạch a cổ họng đệ tử nội môn thanh bình học viện phát ra tiếng ú ớ không như tiếng người các đệ tử thanh bình học viện bị hù ngây ngốc sao lại như vậy vương sư huynh là đệ tử nội môn có thực lực đỉnh nhất khiếu võ sĩ cảnh tại sao bị đinh hạo đánh bại trong chớp mắt ngươi ngươi dám nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi cũng ngây người nàng không bao giờ ngờ đinh hạo dám xuống tay với người của thanh bình học viện thực lực của hắn lại cao đến như vậy kinh ngạc khủng hoảng vượt qua kiểm soát dâng lên từ đáy lòng nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi đặc biệt là đối diện đôi mắt đinh hạo lạnh băng như tử thần nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi nhận ra nàng đã phạm một sai lầm lớn mọi người đừng sợ hắn chỉ có một người cùng nhau xông lên Đinh Hạo dám đánh chết trưởng lão nội môn của Thanh Bình học viện ta, có giết hắn thì chúng ta cũng chiếm lý, nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi nghiến răng quát to. Ai giết hắn sau khi trở về bản tiên tử bẩm báo lên phụ thân của ta, lục trưởng lão thưởng hậu hĩnh, có phần thưởng tất nhiên có dũng phu, lời của nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi kích thích can đảm của các đệ tử Thanh Bình học viện. Đúng vậy, Đinh Hạo chỉ có một người, dù toàn thân hắn làm bằng sắt thì sao? Sợ gì hắn? đặc biệt là đệ tử nội môn thanh bình học viện còn sống cho rằng thực lực của mình cao hơn người bị đinh hạo đánh bại gã cùng cười rút ba cây gậy sắt dài nửa thước từ sau lưng ra nhanh chóng ráp lại thành cây thương sắt hai mũi nhọn múa kêu vù vù đệ tử nội môn thanh bình học viện xông tới chỗ đinh hạo các đệ tử ký danh thanh bình học viện cũng rút vũ khí ra như ông vỡ tổ vọt lên chỉ có nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi nhìn tình hình không tùy tiện xông lên mà âm thầm lùi lại không hiểu sao nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi có cảm giác bất an chiến đấu bắt đầu đinh hạo hú dài bông tuyết băng tinh bạc bay quanh thân hắn nhảy lên trước va chạm với đệ tử nội môn thanh bình học viện cầm thương hai đầu ken 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 răng rắc răng rắc một chuỗi tiếng kim loại và tiếng gãy vỡ vang lên máu bắn tung thịt bay đầy đệ tử nội môn thanh bình học viện sợ hãi hét thảm thương sắc thô cỡ cổ tay bị cắt từng tấc thanh kiếm rỉ sét và nhất đao khởi trình quyết hóa thành bảo binh khí cắt luôn hai tay đệ tử nội môn thanh bình học viện cầm thương tiếng hét chưa ngừng thì đau đớn như bị ngàn vạn nhát đau cắt nhấn chìm đệ tử nội môn thanh bình học viện trước mắt gã một màu máu mất đi cảm giác té cái bịch xuống đất như diều đứt dây chỉ một va chạm trên không trung đinh hạo đã giải quyết xong cao thủ có thực lực mạnh nhất sử dụng đao kiếm dù đối mặt địch thủ hơn đinh hạo ba tiểu cảnh giới rưỡi vẫn không đỡ nổi khí thế sát khí từ hắn cho đến lúc này các đệ tử ký danh thanh bình học viện kêu gào mới lao đến vòng chiến khi thân hình đệ tử nội môn thanh bình học viện bầy nhầy từ giữa không trung rớt xuống mắt họ mấy chục các đệ tử ký danh thanh bình học viện ngay như phỏng. Rét lạnh thấu xương từ xương sống chạy dọc lên não các đệ tử ký danh thanh bình học viện, đầu óc họ trống rỗng, tại sao? Như vậy, lại là một chiêu giết chết. Đệ tử nội môn cao cao tại thượng không thể chống đỡ nổi một chiêu, quá đáng sợ. Vậy thì mấy chục người bọn họ có đánh hội đồng cũng không phải đối thủ của tên cuồng ma này, trong khoảnh khắc can đảm trong lòng các đệ tử ký danh thanh bình học viện tan biến. Ánh mắt đinh Hảo sắc bén như đao lạnh lùng liếc qua, các đệ tử ký danh thanh bình học viện cảm giác như bị đóng băng không dám nhúc nhích không thể dâng lên suy nghĩ bỏ chạy có người thầm mắng nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi trong bụng đều tại tiện nữ nhân này ỷ vào có thân phận gây họa khắp nơi bây giờ chọc vào đại ma đầu không sợ thứ gì như đinh hạo tai họa sắp ngập đầu phải làm sao đây các đệ tử ký danh thanh bình học viện bị hù ngây ngốc đinh hạo chậm rãi đến gần lạnh lùng nói quỳ xuống giọng đinh hạo lạnh băng như đến từ chính tầng địa ngục a à, các đệ tử ký danh thanh bình học viện ngẩn ra không phản ứng lại đinh hạo có ý gì ngơ ngác nhìn nhau quỳ xuống thì ta sẽ tha cho các ngươi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha đinh hạo thổi giọt máu trên đao kiếm lạnh nhạt nói câu này các ngươi từng nói với quách đại ca bây giờ trả lại cho các ngươi đám đệ tử ký danh thanh bình học viện đã hiểu ra bùng 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 không đợi đinh hạo nói lần ba các đệ tử ký danh thanh bình học viện không chút do dự đều quỳ xuống đối với bọn họ chỉ cần sống sót quỳ xuống thì có sao húng chi bọn họ quỳ trước một cường giả lợi hại hơn rất nhiều. vẻ mặt đinh hạo không có gì là hưng phấn trả thù, ngược lại thở dài. đinh hạo đau buồn nói. đáng tiếc, quách đại ca anh hùng khí khái lại chết trong tay đám tiểu nhân các ngươi. chúng ta đã quỳ rồi, hãy tha cho chúng ta. chúng ta thậm chí từ bỏ tôn nghiêm võ giả, chúng ta đã sai. đinh hạo đại hiệp, một đám người khổ sở cầu xin, hoàn toàn không để ý đinh hạo trào phúng. vì sống sót, bọn họ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. tốt, ta nói chuyện giữ lời nếu các ngươi đã muốn quỳ thì ta sẽ tha cho. Đinh Hạo từng bước một đi trong đám người quỳ rạp, giọng bình tĩnh đến đáng sợ, sát ý lạnh băng đáng sợ. Đinh Hạo nhìn nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi đứng ở phía xa, hỏi. Tiện tì, còn ngươi, mặt nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi trắng bệch muốn chạy nhưng không dám xoay người, vì nàng biết rõ kinh công không lợi hại bằng Đinh Hạo. Quan trọng hơn nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi cảm giác khí thế của Đinh Hạo tỏa định nàng chẳng qua ngưng chứ chưa phát. Một khi nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi nhúc nhích sẽ gặp phải đòn sấm sét, công kích đáng sợ nuốt lấy nàng, nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi run rẩy hỏi. Ngươi, ngươi thật sự dám giết ta, ánh mắt đinh hạo lạnh lùng, sát khí bắn ra. Quỳ xuống, quỳ, nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi bị ánh mắt đinh hạo nhìn nàng như nhìn rác rưởi đâm vào tim, nỗi sợ khủng khiếp, người nàng run bần bật, nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi cùng loạn hét to. Ta sao? Ha 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 ha. Đinh hạo, ngươi là cái thứ gì mà muốn ta quỳ? Ha 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 ngươi tưởng ai cũng cầu xin ngươi sao? Nằm mơ đi, ta sẽ không như Quách đại ca chó chết gì đó của ngươi, từ đầu ra vẻ cứng rắn đến cuối cùng lại quỳ xin tha, vậy sao? Tiện tỳ, ngươi cho rằng Quách đại ca chọn quỳ xuống là vì sợ chết, mắt Đinh Hạo ướt nước, cười lắc đầu, nói: Sai, đám cặn bã các ngươi tuyệt đối không biết rằng Quách đại ca từ bỏ tự tôn võ giả tuyệt đối không phải bởi vì sợ chết mà vì hắn là võ giả thủ hộ một sơn thôn nhỏ phải sống để bảo vệ mấy trăm sinh mạng vô tội qua mùa đông dài dặt, mặt nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi trắng bệch, cho nên, tiện tỳ, đừng so sánh quách đại ca với ngươi. Bởi vì, ngươi không xứng, Đinh Hạo nói xong cúi đầu nhìn các đệ tử ký danh Thanh Bình học viện quỳ bên cạnh, nói, tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát, các ngươi không xứng làm võ giả, ngoan ngoãn làm người bình thường thống khổ sống đi, Đinh Hạo dứt lời xoay người, đao kiếm đều xuất hiện, hóa thành một đoàn bảo kim loại quét qua các đệ tử ký danh Thanh Bình học viện mấy chục kiếm quang, đao quang bắn ra, phục, a, à, không. Đan điền của ta. Bị hủy, đinh hạo. Ngươi. Thật độc ác, phế công lực của chúng ta, mấy chục đệ tử ký danh thanh bình học viện mặt xám xịt, đôi mắt quán độc nhìn đinh hạo. Đối với võ giả bị phế đan điền tương đương với tuyên án tử hình, suốt đời không thể tu luyện võ đạo, trừ phi có tuyệt thế thiên tài địa bảo tu sửa đan điền. Nhưng bọn họ chỉ là đệ tử ngoại viện bình thường, không đời nào có cơ hội đó, mắt đinh hạo như đao, Hết chói tai như tiếng sấm. Cúc, tha cho các đệ tử ký danh Thanh Bình học viện sống là Đinh Hạo nhân từ, hắn không muốn thành kẻ cùng giết người, hắn chỉ tiêu diệt kẻ đầu sỏ. Đám thiếu niên bị phế bỏ Đinh Hạo lão đảo như chó cục đuôi mặt trắng bệt chạy tứ tán, trong lòng bọn họ oán hận nhưng càng tiếc mạng hơn. Bọn họ sợ chọc giận Đinh Hạo nữa thì sẽ mất mạng. Không biết trong số đó có bao nhiêu người thật sự tỉnh ngộ, bao nhiêu người đánh chết cái nết không chừa. Nhưng tất cả không liên quan gì Đinh Hạo, hắn lại nhìn hướng nữ nhân tóc bạc mặt trắng bệch. Chỉ tiêu diệt đầu sỏ. Nữ nhân tóc bạc này chính là hung thủ chính, Đinh Hạo gằn từng chữ. Nếu ngươi không quỳ thì đi chết đi, Đinh Hạo không muốn kéo dài thời gian, hắn nhảy lên như con chim khổng lồ, long văn huyết đao lấp lóe trường kiếm, kiếm khí thanh kiếm rỉ sét lạnh lẽo. Không có đường sống, đao kiếm chém xuống, trên mặt nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi bỗng lộ vẻ dữ tợn quái dị, keng, long văn huyết đao chém xuống đầu nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi phát ra tiếng kim loại chấn động. Hỏa hoa cháy bỏng bắn tung tóe, Đinh Hạo cảm giác cổ tay rung lên, Long Văn huyết đao bị phản lực chấn mở. Chuyện gì? Đinh Hạo giật mình, nhìn kỹ thì một tầng sáng vàng nhạt toát ra cảm giác cứng rắn kim loại bao phủ quanh thân Lục Tiên Nhi nửa tắt. Ánh sáng rực rỡ như quả trứng vàng to lớn bao phủ nữ nhân tóc bạc, chính là quần sáng màu vàng nhạt này ngăn cản Long Văn huyết đao chém sắc như chém bùng của Đinh Hạo. Lưỡi đao chặt vào như chém trúng tấm thuẫn bách luyện tinh cương, hỏa tinh văn thắp nơi, màn sáng ngoài màu vàng kim chảy xuôi như sóng gợn. Đinh Hạo không thể xẻ nó ra, kinh lực ẩn chứa trong long văn huyết đao bị cách ly hết màn sáng thật cường đại đinh hạo sử dụng đao kiếm thực lực tăng vọt tuy cảnh giới vẫn cảnh giới thất khiếu võ đồ cảnh nhưng sức chiến đấu cỡ tam khiếu tứ khiếu võ sĩ cảnh cũng không thể ngăn được hắn từ đó thấy được mức độ cứng cỏi của màn sáng vàng ít nhất cũng cỡ đỉnh võ sĩ cảnh hoặc võ sư cảnh ha 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 ha, ha. đinh hạo cho dù thực lực của ngươi cao hơn ta thì có thể làm gì được ta nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi cười to bảo lưu kim như ý tráo là huyền khí loại phòng ngự tam giai dù là cao thủ đỉnh võ sĩ cảnh cũng không thể phá mở, ngươi muốn giết ta. Thật là mơ mộng hảo huyền, nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi cười đắc ý vô cùng. Lưu Kim như ý tráo là món đồ phụ thân tặng cho nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi giữ mạng vào phút mấu chốt, một khi kích phát ánh sáng vàng có thể kéo dài ba nén ngang che chắn mọi công kích của cao thủ dưới đẳng cấp võ sư cảnh, không sợ mọi võ lực, nội kình va chạm, thiếu sót duy nhất là muốn kích phát ra huyền khí tam giai này cần thời gian, quá trình nhất định, hơi rườm rà đây là vì sao ngay từ đầu nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi không kích phát lưu kim như ý tráo ngay hoặc bỏ chạy nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi biết thực lực của nàng không bằng đinh hạo chạy trốn cũng không có cơ hội nếu nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi rục rịch thì đối tượng thứ nhất đinh hạo giết chết là nàng bởi vậy nàng khiến các sư huynh đệ thanh bình học viện ra tay trước còn nàng thì đứng một bên kích phát lưu kim như ý tráo giờ thì tốt rồi lưu kim như ý tráo đã khởi động lục tiên nhi sẽ không gặp nguy hiểm gì nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi rất đắc ý Nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi không tin Đinh Hạo chỉ là đệ tử ký danh võ đồ cảnh sẽ có thủ đoạn gì phá lưu kim như ý tráo của nàng. Đinh Hạo lạnh lùng cười. Mơ mộng hảo huyền. Bất kể như thế nào, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Thử xem ta có chém vỡ mai rùa của ngươi xong. Đinh Hạo xoay tròn, tay phải cầm đao, tay trái nắm kiếm, hắn thành gió lốc mũi kiếm, đao quang như điện, kiếm ảnh như thoi đưa. Đinh Hạo giống con quay bạc xoay tít, trong một chuỗi tiếng kim thạch va nhau, hỏa hoa chói mắt bắn tung tóe trường kiếm loan lỗ và long văn huyết đao liên tục chém vào màn sáng vàng kình khí đáng sợ chấn nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi yên tục thụt lùi kình khí sắc bén như đao khuếch tán bốn phía tuyết dưới đất xoay tròn như sóng tầng tầng trong sông lớn tiếc rằng vòng bảo hộ màu vàng lấp lánh lưu kim như ý tráo mặt cho gió thổi mưa đổ vẫn vững vàng không lay động hay suy tàn ha 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 từ bỏ đi ta đã nói rồi lưu kim như ý tráo là huyền khí loại phòng ngự tam giai lấy thực lực đáng thương hiện tại của ngươi căn bản không làm gì được ta không sợ nói thật cho ngươi biết vừa rồi ta đã phát tín hiệu cầu cứu cao thủ thanh bình học viện rất nhanh sẽ đến đinh hạo ngươi hãy suy nghĩ chút nữa nên cầu xin ta như thế nào mới được tha mạng đi mắt nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi tràn ngập độc ác nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi đã quyết định khi nào cao thủ học viện đến nàng sẽ phế võ công của đinh hạo hành hạ hắn tơi bời từng kiếm từng kiếm ngược sát hắn từ từ nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi muốn chém tận giết tuyệt bởi vì vừa rồi đinh hạo biểu hiện khiến tiểu ma nữ quen nói ngang ngược kiêu ngạo sinh ra sợ hãi và cảnh giác. Nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi định nhổ cỏ tận gốc, dường như bị nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi đã kích, đinh hạo nhíu mày ngừng tay, độ cứng của huyền khí phòng ngự tam giai đúng là đinh hạo không thể phá mở. Mới rồi đinh hạo hóa thành gió lốc mũi kiếm một hơi đánh ra 108 đao 97 kiếm, nhìn như không có mục tiêu nhưng không phải như vậy, 36 đao, 21 kiếm đầu chém các gốc lưu kim như ý tráo, đinh hạo tìm nhược điểm của huyền khí phòng ngự. Sau đó 72 đao 76 kiếm chém chính xác một vị trí, đó là đinh hạo tìm ra chỗ yếu nhất của lưu kim như ý tráo dù vậy thì đinh hạo vẫn không thể xẻ vòng bảo hộ vàng ra để giết nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi không còn nhiều thời gian nếu đinh hạo bỏ qua cơ hội này chờ cao thủ thanh bình học viện đến bọn họ chặt chẽ bảo vệ thì hắn không thể giết yêu nữ nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi đinh hạo sẽ không trả được nợ máu cho quách đại ca đinh hạo ngẫm nghĩ quyết tâm liều hai tay đinh hạo lóe ánh sáng hắn cất thanh kiếm trĩ xét long văn huyết đao vào trữ vật giới chỉ ánh sáng lấp lánh Đinh Hạo đổi kiếm, đao đã lấy được từ thương khố không gian nửa ngưng tụ trong di tích thượng cổ, một luồng khí kình thương mang sắc bén chảy xuôi trên lưỡi đao kiếm, chúng nó cũng là huyền khí nhưng qua năm tháng xâm thực miễn cưỡng ở nhất giai, nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi kinh ngạc giây lát sau biểu tình kinh thường cười nhạo. Ha 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 ha. Đây là lá bài của ngươi sao? Đúng là. Quá tội nghiệp. Xem ra vấn kiếm tông thật sự nghèo mặt rệp, huyền khí rách rưới như vậy không biết ngượng ban cho đệ tử môn hạ. Từ bỏ đi đinh hạo, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng dùng thứ đồng nát vứt dưới đất cũng không ai thèm mua phá mở huyền khí lưu kim như ý tráo tam giai của ta đi nói đến cuối cùng nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi ôm bụng cười to nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi hoàn toàn vững lòng không sợ đinh hạo uy hiếp nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi kinh thường coi rẻ nhìn đinh hạo dẻo trò hề nhưng chớp mắt nụ cười đông trên mặt nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi bởi vì nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi thấy một hình ảnh khó tin một đoàn lửa đỏ thấm dọc theo tay trái đinh hạo tràn xuống thân đao đá màu đỏ yêu giả như máu hơi thở khủng bố khó tả cùng lúc đó khí lạnh như thủy ngân tiên khí thánh khiếp lan tràn bên tay phải đinh hạo ánh sáng lấp lánh dị tượng sinh ra trong phút chốc lan tràn trên thân kiếm đá hỏa diễm hàng khí một người có hai huyền khí chủng loại hoàn toàn trái ngược sao có thể nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi tưởng đã hoa mắt bản năng dụi mắt nhưng nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi nhìn tới nhìn lui hình ảnh trước mắt cho nàng biết nàng tuyệt đối không nhìn lầm hàng khí và hỏa diễm đang vào thật kinh khủng vượt qua khả năng hiểu biết của nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi nên biết rằng nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi là hậu đại trực hệ của cao tầng thanh bình học viện từ lúc hiểu chuyện đã bắt đầu tiếp xúc lý luận võ đạo cao thâm được trưởng bối gia tộc bồi dưỡng tỉ mỉ kiến thức uyên bác hơn đệ tử bình thường của chính môn phái rất nhiều dù là vậy 14, bốn năm qua nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi tiếp xúc tất cả huyền công võ đạo cao thâm dù là huyền công thần giai trong truyền tuyết cũng không nghe nói một người cùng lúc tu luyện băng và lửa hai loại huyền khí thuộc tính hoàn toàn khác nước lửa khó dung đây là chân lý vĩnh hằng từ xưa không thay đổi tu luyện cùng lúc hai huyền khí thuộc tính tái ngược này dễ vì lực lượng bài xích mà tẩu hỏa nhập ma quả thực chính là tự chịu diệt vong đừng nói là hai loại huyền khí khác nhau dù là huyền khí thuộc tính thổ và một tương sinh cũng cấm kỵ cùng tu luyện nhưng đinh hạo đánh vỡ luật thép kia ngọn lửa đỏ rực hàng khí như thuy ngân hiện ra hai bên người đinh hạo thể hiện trạng thái kỳ dị nước lửa giao hòa hai loại năng lượng hoàn toàn khác biệt lại có hiện tụng cộng minh không thể tin nổi dù nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi trợn muốn lồi mắt ra cũng không thấy hơi thở năng lượng bài xích không hài hòa trên người đinh hạo càng không có vụ năng lượng xung đột nổ sao có thể như vậy đầu óc nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi trống rỗng trong khoảnh khắc này cảm giác bất an dâng lên trong lòng nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi đinh hạo biểu hiện trạng thái kỳ dị bất ngờ làm tiểu ma nữ độc ác bản năng thấy uy hiếp chưa từng có không đợi nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi kịp phản ứng lửa và băng lượng lờ quanh đinh hạo xuất chiêu băng kiếm viêm đao trong tay đinh hạo chợt chậm lại mang theo nóng cháy rét lạnh không gì sánh kịp chậm rãi chém xuống. Tốc độ Đinh Hạo rất chậm như động tác chậm, cho người cảm giác hắn nâng hai núi cổ nặng thiên quân từ từ ấn xuống, cử khinh nhược trọng, nhìn chậm nhưng nhanh, tiên nữ nhân tóc bạc Lục Tiên nhi đập nhanh, nàng cảm giác đến uy hiếp, không đợi nữ nhân tóc bạc Lục Tiên nhi phản ứng lại, Long văn huyết đao tràn ngập lửa màu máu kỳ dị, thanh kiếm rỉ xét phát ra băng khí éo ảo ảnh tàn ngân rõ ràng trong hư không, đè ép vỏ ánh sáng vàng lưu kim như ý tráo, vô số ảo ảnh đó đè lên một điểm, đao kiếm cùng chém xuống băng và hỏa phân biệt rõ ràng va chạm vào nhau băng cùng hỏa ngâm sướng giống như khúc giao hưởng của tử vong lạnh lẽo nhiệt tình sự sống sinh ra lực lượng hoàn toàn mới rất kỳ dị đinh hạo hét to mở cho ta trong khoảnh khắc này đinh hạo bùng nổ lực lượng mạnh nhất của mình hai lực lượng cực âm ngục băng chi tinh cực dương thiên hỏa chi tinh bị đinh hạo điên cùng thúc dục, không chút giữ lại nở rộ ra trong thập nhị chính kinh thủ thiếu âm đệ nhất kinh nhâm mạch hơn 10 huyệt thiếu lấp lánh sáng rực như ngôi sao huyền khí thể lỏng trong người đinh hạo chuyển động nhanh thúc giục lực lượng kỳ dị vô tận loại lực lượng kỳ dị bí ẩn này là hai uẩn thần địa mạch tạo hóa phong thuy cách cục hiếm thấy trong di tích thượng cổ tây nham sơn mạch mấy vạn năm nay tụ tập lực lượng tinh hoa thiên địa sáng tạo ra cực âm ngục băng chi tinh cực dương thiên hỏa chi tinh có được uy lực vô cùng trong đó đinh hạo chưa khám phá hết các loại lực lượng bí ẩn dù là vậy cũng đã rất kinh người lực lượng đáng sợ này lần đầu tiên buông xuống thế gian trong chớp mắt sinh tử dường như thế giới đang chúc mừng hoan hô trên bầu trời sinh ra các loại dị tượng, từng tia chớp tím xé rách màn trời, sương mông lung, giờ phút này, Đinh Hạo như biến thành người khác, băng và hỏa lượng lở quanh người Đinh Hạo, tóc đen sau đầu bay rối, mắt sáng như lưỡi kiếm, toàn thân nổi cơ bắp. Dường như Đinh Hạo cao lên hơn 10 ly thước, trạng thái điên cuồng giống như ma thần hạ phàm, Đinh Hạo quát to. "Mở cho ta." Thanh âm của Đinh Hạo như tiếng sấm ầm ầm, chấn lớp tuyết trên đá và cây rớt xuống rào rào, nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi hoảng hốt, không thể hiểu nổi chuyện xảy ra trước mắt tai nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi ù đặc như có cái chuông to gõ ngay bên cạnh chớp mắt băng kiếm viêm đao trong tay đinh hạo va chạm vào nhau huyền hỏa huyền băng vốn ở chung rất hài hòa giờ thì như đôi tình nhân từ nhiệt tình tiến vào giai đoạn chán nhau cãi lộn ầm ĩ điên cuồng bài xích đấu tranh vụ nổ liên tục sinh ra lực lượng mới kỳ dị lực lượng này nho nhỏ như tơ nhện nhưng lực phá hoại rất khủng bố ba đợt công kích đã đem lại uy lực hơn lúc trước đinh hạo tấn công nhiều lần lưu kim như ý ráo cực kỳ cứng rắn chỉ cao thủ trong võ sĩ cảnh mới phá hủy huyền khí phòng ngự tam giai này chậm rãi có vết nứt trắng như mạng nhện tựa vết tử vong uống lượng trách trách rồi sao sao có thể nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi như bị sét đánh từng vết trạng màu trắng như trái tim nàng nứt ra bay mất hồn vía ầm 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 xung lực và lực va chạm đáng sợ xuyên qua vòng bảo hộ vàng lưu kim như ý tráo đụng vào người nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi qua nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi ngứa họng suýt hộc máu may mắn là tuy lưu kim như ý tráo bị nứt nhưng chưa vỡ chớp mắt huyền khí tam giai tự sửa chữa và chống đỡ chớp lóe sắc vàng liên tục phát ra uy lực khủng khiếp hóa giải lực lượng mới kỳ dị hai đao kiếm có thuộc tính lực lượng khác nhau nhấp nháy bị ngăn cách bên ngoài lưu kim như ý tráo linh hồn nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi quay về thể xác nhưng cùng lúc đó đinh hạo hít một hơi thật sâu ngực đinh hạo trướng lên lực lượng càng đáng sợ hơn tuôn trào từ thân thể hắn ra ngoài chân đinh hạo giẫm mạnh mặt đất đất rung rinh xuất hiện một hố sâu mặt đất bằng đá vỡ ra bốn phía nước thành mạng nhện. Đinh Hạo như cối xanh gió xoay tiếp, một kiếm một đao như cánh to lớn, Đinh Hạo xoay tròn 360 độ, đao kiếm lần thứ hai hung hăng chém vào vỏ lưu kim như ý tráo, bùng, giống như tia chớp diệt thế giáng xuống từ chín tầng trời, nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi há mồm muốn hét chói tai, nhưng không có thanh âm nào phát ra. Vô số kình khí băng hỏa như cương châm đâm vào người nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi, bay tán loạn, cổ họng ngứa bị chất lỏng ngọt chặn lại, bên tai nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi nghe tiếng thủy tinh bể, miệng trào máu, nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi nhìn lưu kim như ý tráo vàng trước mặt bị chém một lỗ hổng lớn cỡ ngón tay chật lé rồi qua càng nhiều lực lượng mới kỳ lạ băng hỏa sinh ra phá mở vòng bảo hộ vàng lưu kim như ý tráo sốt ruột chui vào lỗ hổng nhỏ xâm nhập người nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi hết chói tai a à, nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi cảm thấy như bị thiên đao vạn quả đau nhức khó tả như sóng ập đến trước mắt nàng tối đen sợ hãi không cùng bao phủ nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi lần đầu tiên từ khi sinh ra nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi đến gần tử thần như vậy xúc giác lạnh lẽo như lưỡi hái thần chết âm u cắt qua cái cổ trắng như thiên nga ta thật sự không nên trêu vào quái vật đinh hạo ta rất hối hận trong lòng nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi vô cùng hối hận nhưng trên đời không có thuốc hối hận chớp mắt đinh hạo hộc bãi máu người nàng như cưỡi mây về gió bên tai nghe tiếng xé gió phong cảnh thụt lùi nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi như trái bóng bị đá bay ra ngoài chết đi đinh hạo không thương hương tiết ngọc màu đỏ và bạc lượng lờ đinh hạo nhướng mày kiếm mắt sáng ngồi khuôn mặt lạnh lùng vô tình như sát thần giáng thế đinh hạo sải bước tới gần sát khí phun ra đao kiếm lại dơ lên muốn kết thúc trận chiến đấu không ta sai rồi ta nguyện đánh đổi tất cả tha cho ta đối diện đinh hạo đáng sợ nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi không còn kiêu ngạo khinh miệt như trước nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi hét trầm lên xin tha sợ hãi toàn thân run rẩy nước mắt nước mũi chảy ra nàng gào khóc muộn rồi hãy dùng mạng sống của ngươi chuộc tội đi lòng đinh hạo cứng như sắt mắt thấy mối thù của quách nộ được trả nhưng phía chân trời có dị biến mấy tiếng gió rít lâu dài chấn động tầng mây phát ra từ núi tuyết liên miên phía xa ba luồng sáng màu sắc khác nhau xé gió bay nhanh tới tốc độ luồng sáng siêu nhanh phát ra tiếng rít chói tai như cái kéo to cắt đứt biển mây để lại ba vết rách thật lâu không tan động lại ba vết nứt ghê người trên bầu trời lông mày đinh hạo giật giật khí thế thật đáng sợ là cao thủ trên tiên thiên đó là cao thủ thanh bình học viện đến cứu viện đi Đinh Hạo nhanh chóng quyết định, không chút do dự xoay người đi, lực lượng huyền khí trong trung, hạ đang điền bùng nổ. Huyền khí thể lỏng trong 14 huyệt khiếu nhâm mạch, thập nhị chính kinh thủ thiếu âm đệ nhất kinh điên cùng xoay tòn. Đinh Hạo thúc giục huyền công đến cực điểm, thân hình như luồng khói biến mất trong tuyết mênh mông, Đinh Hạo phải đi, vì từ lúc luồng sáng rạch phá thiên địa, gào thét vân hải, xé khung trời, cao thủ Thanh Bình học viện có trận pháp thấp nhất cũng từ tiên thiên võ tông cảnh trở lên. Đối mặt cao thủ như thế dù Đinh Hạo dùng cả đao và kiếm băng hỏa đều xuất hiện cũng không đỡ được một chỉ của đối phương nếu đinh hạo ở lại chẳng những không thể giết chết còn vùi ác tại đây sự thật chứng minh đinh hạo lựa chọn rất chính xác vì khi đinh hạo vừa biến mất ba bóng người đã xuất hiện tại chỗ nếu đinh hạo còn do dự thì sẽ bị ba người chặn lại không thể chạy đi ba người đều là trung niên khoảng ba mươi mấy mặt trắng râu dài đẹp trai khuôn mặt rất giống nhau chiếc khăn thư sinh mặt nho bào thư sinh đơn giản trông như ba thư sinh du sơn ngoạn thủy trong đó một người dẫn đầu lưng cổng giỏ sách màu đỏ tay cầm một quyển sách người bên trái lưng đeo trường kiếm, người bên phải cổng bàn vẽ, hai tay cầm cọ vẽ. Nếu ai hiểu biết tin tức nhiều nhìn ba nam nhân trung niên này sẽ kinh kêu. Ba đại tài quyết chấp pháp giả của chấp pháp viện nội viện Thanh Bình học viện, thư, kiếm, họa. Tuy tên của ba nam nhân trung niên này tràn ngập thi tình họa ý, cực kỳ văn nhã, nhưng từ 30 năm trước bọn họ xuất đạo đến nay nổi tiếng tâm ngoan thủ lạc, giết người vô tính, phụ trách thanh lý môn hộ, đánh chết đối đầu của Thanh Bình học viện. Mỗi lần ba nam nhân trung niên ra tay đều không thất bại, thư kiếm họa, trảm thiên nhai. Câu này chính là bình luận của cường giả nhân loại tuyết châu tặng cho ba người, nơi bọn họ đi qua gà chó không tha, không có cọng cỏ. Dù đối thủ chạy đến gốc bể cũng sẽ bị bọn họ chém giết, có thể nói là hung danh hiển hách. Họa đứng đầu ba nam nhân trung niên mắt sáng như điện, ánh mắt sắc bén quét bốn phía, lạnh nhạt nói. Mới rồi tín hiệu cầu cứu ở đây nhưng chúng ta đến chậm một bước, kẻ địch đã bỏ trốn. Trên đống tuyết phía xa tràn ngập vết máu ghê người, hai đệ tử nội môn nằm dưới đất máu thịt bầy nhầy. Nhìn xa hơn có một cái hố to, nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi nằm hôn mê. Lưu kim như ý ráo quanh thân nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi đã tự động chữa lành, vẫn phát ra ánh sáng vàng nhạt, không có bóng dáng ai khác, cảnh tượng như vậy đã nói lên tất cả, là ai? Dám giết đệ tử thanh bình học viện ta, kiếm nhớ mày. So với thư thì sát khí trên người kiếm càng nặng, đôi mắt sáng lóe tia sắc bén sát phạt không tương xứng với cách ăn mặc, kiếm như con nhím tùy thời dựng đứng gai nhọn đâm người. Vết máu chưa đông lại, đuổi theo, dù truy sát ngàn dặm cũng quyết tìm ra người này kiếm nói rồi lắc người định đuổi theo, họa luôn im lặng kiệm lời chợt lên tiếng. Khoan, cứu người quan trọng hơn, họa lắc người ôm nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi nằm trên tuyết, năm ngón thun dài trắng trẻo duỗi ra xuyên qua vàng nước, bàn tay của họa dễ dàng xuyên thấu tầng sáng vàng lưu kim như ý tráo huyền khí tam giai phủ lên trắng lưu kim như ý tráo, đưa vào người nàng luồng sáng xanh biết nhu hòa, nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi có thân phận không nhỏ, nàng tuyệt đối không thể ra ngoài ý muốn. Dù ba nam nhân trung niên này có địa vị hiển hách cũng không dám kinh thường, họa lộ biểu tình ngạc nhiên, kêu lên. a, à, như thế nào, kiếm, thư giật mình, hai người rất ít thấy khuôn mặt họa luôn nắm chắc mọi thứ trong tay lộ biểu tình ngạc nhiên ngoài ý muốn, họa không nói, ý bảo thư, kiếm tự mình cảm nhận, kiếm, thư vội đi tới, xuề tay ra kiểm tra vết thương trên người lục tiên nhi. Hai người lộ biểu tình giật mình, kiếm và thư nhìn nhau, biểu tình nghi ngờ, trong người tiên nhi có một loại năng lượng phá hư kỳ dị, thật khó hiểu, chưa từng thấy năng lượng như vậy, đúng vậy. Giống lửa không phải lửa, giống băng không phải băng, tương sinh tương khắc, sinh sinh không dứt. Tuy độ mạnh yếu chỉ là cảnh giới võ sĩ cảnh nho nhỏ nhưng nếu bàn về chất lượng phẩm cấp lực lượng thì... Hình Trên Trên huyền khí tiên thiên, kiếm nói đến cuối thì ngập ngừng, bản thân kiếm khó tin điều mình suy đoán, người nói không sai, đám tiên nhi gặp phải kẻ địch không nhỏ, chúng ta không thể sơ sẩy, giờ làm sao đây? Có thể tưởng tụng lấy thực lực như chúng ta nhưng không thể hóa giải lực lượng này. Chắc chắn tiên nhi biết hung thủ là ai, nhưng bây giờ nàng hôn mê, mới rồi ta tuần tra bốn phía không thấy gì, có lẽ kẻ địch đã bỏ trốn, chuyện này hơi quái, tạm thời khó biết thực lực kẻ địch cao thấp, rất bí ẩn, không đơn giản như chúng ta nghĩ. Rất có thể là cao thủ tuyệt thế hoặc là đệ tử thế gia của châu khác, võ giả tuyết châu không thể nào có lực lượng như vậy. Chúng ta tuyệt đối không được hành động qua loa, đúng vậy. Giờ cần làm nhất là mau chống cứu tiên nhi, nếu lực lượng này tiếp tục lan tràn trong người nàng thì sẽ dần dần hủy diệt hết thảy sinh cơ, chặt đứt căn cỡ võ đạo sau đó là mạng sống, hậu quả không thể chịu nổi, quay về học viện đi, xin đệ tử nội môn ra tay cứu người, còn các đệ tử khác thì làm sao, đệ tử khác của học viện đều có cao thủ nội viện tiếp ứng, không sao. Tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ bình an trở về, nhưng mà, nói đến đây Thư Dương mắt nhìn hai đệ tử nội môn thân thể rách nát nằm phía xa, lắc đầu, nói. Hai người này không cứu sống được, đi, ba nam nhân trung niên hóa thành luồng sáng ôm nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi hôn mê rời đi. Đinh Hạo không trốn quá xa, Đinh Hạo chạy ra khoảng một dặm liền núp dưới ao tuyết sâu ba thước, dùng cách liễm tức đao tổ dậy giấu đi hơi thở, không nhúc nhích núp dưới đất, chỉ có làm hư vậy mới trốn khỏi cao thủ Thanh Bình học viện truy sát, nếu không thì Đinh Hạo dốc hết công pháp huyền khí ra là dễ bộc lộ hơi thở lực lượng nhất. Đối với các cao thủ võ đạo thì huyền khí dao động tựa như ngọn đuốc trong bóng đêm, rất bắt mắt, dễ bị phát hiện. Một khi Đinh Hạo bị phát hiện thì không còn hy vọng dù là chạy trốn hay đánh, mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu của người trong ngực Đinh Hạo. Từ khi mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu nuốt hồn thể cường giả thượng cổ xong nó như uống rượu say, đầu ngất ngay không tỉnh lại. Ngẫu nhiên mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu trên ư ử hoặc nhúc nhích, khiến Đinh Hạo yên tâm là nhịp tim đập của mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu luôn vững vàng, tiếng tim đập thậm chí hơi mạnh quá, thùng thùng như gõ trống. Nghe không như một con mèo mà càng giống trái tim cự long khí huyết thịnh vượng, con này chắc không phải đang tiến hóa như trong truyền thuyết đi, lai lịch của mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu siêu bí ẩn, kiếm tổ, đao tổ không muốn nói nhiều. Đinh Hạo cứ cảm thấy chuyện gì kỳ lạ xảy ra trên người mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu đều không quái, thời gian chậm rãi trôi, Đinh Hạo cẩn thận núp dưới tuyết hai, ba canh giờ. Đinh Hạo tính thời gian, chắc các cao thủ Thanh Bình học viện đã mang Lục Tiên Nhi rời đi, hắn cẩn thận chui lên, vẫn là tuyết bay đầy trời, gió bắt rít gào, trong thiên địa một mảnh sương mù, bông tuyết lớn như lông ngỗng, bốn phía hoang dã núi rừng, hơi thở giả tính mênh mông dâng lên, bí ẩn mà nguy hiểm. Thường có tiếng yêu thú, giả thú gầm rống khiến người hoảng loạn, đáng tiếc thất bại trong gan tất, cuối cùng vẫn không thể công phá lưu kim như ý tráo của tiểu yêu nữ kia báo thù rửa hận cho quách đại ca. Nhưng không thể bỏ qua món nợ máu này, sẽ có ngày ta tự mình đến thanh bình học viện, dùng đao kiếm trong tay lấy lại công bằng cho quách đại ca. Đinh Hạo thầm tiếc núi nhưng tuyệt đối không nản lòng. Đinh Hạo cực kỳ nghiêm túc tổng kết điều có được và mất đi trong cuộc chiến. Nhìn từ một mặt thì nội tình của hắn vẫn chưa đủ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ta không thể nóng vội. Lục Tiên Nhi là dòng chính cao tầng thanh bình học viện mang nhiều trọng bảo có thể bảo vệ nàng. Nếu Lục Tiên Nhi núp trong Thanh Bình Học viện không ra ngoài thì trong thời gian ngắn Đinh Hạo không làm gì được nàng, nhưng trong trận chiến này Đinh Hạo giết mấy đệ tử ký danh ngoại viện của Thanh Bình Học viện sẽ gây rắc rối to. Khi trở về Đinh Hạo cần nhờ lực lượng Vấn Kiếm Tông dàn xếp, may mắn Vấn Kiếm Tông, Thanh Bình Học viện có nhiều mâu thuẫn, hay giết nhau. Trường hợp đệ tử Hạch Tâm, nội viện chết nhiều không đếm xuể, cho nên Đinh Hạo giết đệ tử ký danh không phải chuyện khó giải quyết, Đinh Hạo vừa suy nghĩ vừa chạy nhanh ra vài dặm. Không lâu sau, Đinh Hạo tìm đến người trong vấn kiếm tông ở nơi lúc trước ước hẹn tập hợp. Đinh Hạo là đệ tử cuối cùng đến chỗ tập kết. Các cao thủ nhất kiếm lăng Trần Liễu Tùy Phong, đệ tử ký danh khác đang tụ tập lại mong ngóng. Thấy Đinh Hạo trở về thì mừng rỡ, yên lòng. Biểu tình Lý Lan vui mừng nói: Đinh Hạo, ngươi đã về. Mấy người Lý Tàng Dương, Mộ Dung Yên chức, Ngọc Giác Giao cũng sớm xem Đinh Hạo là bằng hữu tốt, biểu tình quan tâm. Lý Tàng Dương hưng phấn vỗ vai Đinh Hạo. Hai thiếu nữ Mộ Dung Yên chức, Ngọc Giác Giao thấy Đinh Hạo không bị thương gì thì trái tim luôn treo cao nay hạ xuống, nhẹ gật đầu với Đinh Hạo, thiếu niên đẹp trai Lâm Tính chào Đinh Hạo. Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn đứng bên cạnh Lâm Tính như quỷ đói đầu thai cắn đùi gà nướng vàng rực, ăn nhồm nhoàm phòng má như dân chạy nạn mấy chục năm chưa ăn thịt, Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn vừa nhai vừa chào Đinh Hạo. Đinh Sư huynh đến. Rồi, tuy nhiên vì miệng Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn đầy thức ăn nên không nghe rõ gã nói cái gì, Đinh Hạo cười đáp lại, đám người lý một vân lương phi tuyết võ si trần thắng đứng trong đám người thấy đinh hạo trở về mấy người đó gật đầu nhưng không nhiệt tình bao nhiêu lòng đinh hạo máy động nhớ đến người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lúc ở trong u minh quy ảo trận cẩn thận quan sát lý một vân lương phi tuyết võ si trần thắng dây lát đinh hạo không phát hiện điều gì thất vọng lắc đầu Lưu bằng phi thanh sam đông viện đứng bên cạnh ba cao thủ thất nghĩa minh thấy đinh hạo trở về gã không chào hỏi luôn cúi gằm mặt không biết gã suy nghĩ điều gì cùng nhân nữ cùng tử sam nam viện vẫn là biểu tình kiêu ngạo không để ai vào mắt người cùng nhân nữ cùng quấn đầy vải trắng thấm máu đỏ vết thương chưa lành tuy đinh hạo có an cứu mạng nhưng cùng nhân nữ cùng chỉ nhìn hắn vài cái nhẹ gật đầu không nói đinh hạo không trách móc gì thấy mọi người còn sống hắn thầm thở vào. tuy trong quá trình di tích thượng của tây nam sơn mạch liên tục xảy ra biến cố ngoài ý muốn vô số võ giả chết thảm dưới lòng đất nhưng vẫn kiếm tông phái đệ tử ký danh đến rèn luyện không một ai chết đã là may mắn như hai đại tông phái tinh vẫn tông Thanh Bình học viện tổn thất thảm trọng, tính sơ thì đệ tử chết trong tay Đinh Hạo hơn 20, đều là hạt giống mới tham gia môn phái không lâu, hết yểu trong rèn luyện là đã kích khá lớn với y đại tông môn của Vương giáo sư đâu, Đinh Hạo không thấy tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong trong đám người, thầm giật mình. Không lẽ, giáo sư chờ ngươi mãi không thấy, lo lắng xảy ra chuyện gì, không muốn cứ đứng chờ, tự mình ra ngoài tìm ngươi? Lý Lan thấy ngay suy nghĩ trong lòng Đinh Hạo, cười nói: "Không cần lo, thực lực của Vương giáo sư sâu không lường được, sẽ không ra ngoài ý muốn. Lý Lan chưa dứt lời thì, vù 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 vù, nhất kiếm lăng trần liễu tùy phong búng tay, một luồng kiếm khí rực rỡ rạch hư không, trên bầu trời vang tiếng xé gió chói tai như đáp lại nhất kiếm lăng trần liễu tùy phong. Mọi người cảm thấy trước mắt hoa lên, tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong đã quay về, tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong đáp xuống đất lập tức nhìn hướng Đinh Hạo, ánh mắt tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong sắc bén như điện lộ rõ quan tâm. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong đánh giá Đinh Hạo từ trên xuống dưới, thấy hắn khỏe mạnh gã mới gật đầu, nói: có câu nói tai họa ở ngàn năm quả nhiên ngươi còn sống ta đã nói tên khốn kiếp ảnh ngươi sẽ không dễ dàng chết bà nội nó không độc miệng ngươi sẽ chết sao tráng đinh hạo nổi gân xanh nhưng hắn vẫn cung kính cúi đầu trước tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong hay kéo thù hận chân thành nói cảm ơn ai đều nhìn ra tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong miệng cứng lòng mềm không lạnh nhạt như vẻ ngoài lúc trước đinh hạo chưa về tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong sốt ruột hương ai hết tự mình đi bốn phía tìm kiếm lúc tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong đáp xuống đất ánh mắt quan tâm không phải giả vờ, đó là lo lắng từ tận đáy lòng. Đinh Hạo biết rõ nên làm sao hắn có thể không cảm kích, nhất kiếm lăng trần liễu tùy phong vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Được rồi, nếu mọi người đã an toàn trở về thì kết thúc rèn luyện, chỗ này không thể ở lâu, bây giờ chúng ta về tông môn, mọi người nghỉ ngơi một lúc. Nhất kiếm lăng trần liễu tùy phong dẫn đầu phát ra khí thế cường đại bảo vệ mọi người đi bên ngoài tây nham sơn mạch. Đám người theo sát, vì đường lúc trước đến bị băng tuyết phủ trùng nên mọi người đi chậm rất nhiều đến sáng ngày thứ hai đám người mới ra khỏi tây nham sơn mạch nhất kiếm lăng trần liễu tùy phong kêu gọi con chim ưng huyền khí khổng lồ kia rót huyền khí vào mấy tiếng kim loại ma sát vang lên hỏa hoa bắn tung huyền cương thanh ưng trướng to gấp mấy lần từng thanh trường kiếm khắc minh văn duỗi ra như đôi cánh huyền cương thanh ưng sống lại khí thế khiến người sợ hãi lan tràn mọi người leo lên lưng huyền cương thanh ưng trong tiếng chim ưng hú trong trẻo rạch phá bầu trời huyền cương thanh ưng khổng lồ bay lên cao khi mọi người quay về vấn kiếm tông đã qua ba ngày di tích thượng cổ tây nam sơn mạch biến dị khiến chính tông môn nhân loại tuyết châu thậm chí là thế lực yêu tộc chú ý các đại thế lực hoặc minh hoặc ám điều tra đặc biệt là tin tức lộ ra từ tán tu may mắn sống sót các đệ tử đại môn phái khiến nhiều cường giả thế hệ trước thầm giật mình nhiều người hiểu rằng di tích thượng cổ tây nam sơn mạch không đơn giản như ban đầu họ nghĩ thần đồng mục thiên dưỡng công phá cấm chế chỉ là một khu vực bình thường nhất bên trong còn có nhiều bí mật chưa bị khám phá ít nhất theo tin tức hiện có thì bên trong còn cường giả thời đại thượng cổ sống âm thầm khống chế di tích thượng cổ tây nam sơn mạch đây đúng là tin tức chấn động trong phút chốc gió nổi mây phun vô số cường giả tuyết châu tụ tập tại tây nham sơn mạch trong sơn môn vấn kiếm tông các đệ tử ký danh trải qua biến dị như đinh hạo bị mấy chục trưởng lão cao tầng tông môn tự mình triệu kiến hỏi kỹ càng điều bọn họ nghe thấy được muốn tìm kiếm dấu vết manh mối thậm chí những tán tu còn sống cũng bị cao thủ các phái hỏi han trưởng môn lý kiếm ý của vấn kiếm tông cố ý kêu đinh hạo đến gã mơ hồ thấy trên người thiếu niên này có bí mật gì đó nên muốn hỏi toàn quá trình dĩ nhiên đinh hạo sẽ không kể chuyện hắn xử lý hồn thể cường giả thượng cổ được hai năng lượng tinh hoa uẩn thần địa mạch đinh hạo không nói vì chuyện quách nộ nổi cùng gần như giết sạch đệ tử ký danh của thanh bình học viện đinh hạo chọn lọc nói chuyện thời kỳ đầu trong quy u minh ảo trận giống như những người khác đã kể chẳng có một chút sơ hở cuối cùng vấn kiếm tông bỏ mặt chuyện này trong đoạn thời gian sau có nhiều cường giả ôm lòng may mắn đi tây nham sơn mạch cầu may bọn họ lật tung đất đai ở đó di tích thượng cổ tông môn sụp xuống bị hoàn chỉnh khai cuộc ra biết rằng bọn họ tốn nhiều công sức nhưng không được gì, khiến các cường giả phát điên bên dưới di tích thượng cổ sụp đổ phát hiện cung điện, cảnh tượng kỳ lạ, bao gồm uẩn thần địa mạch đã khô cạn. Xem thời gian thì uẩn thần địa mạch khô cạn chính là lúc di tích thượng cổ tông môn biến dị không lâu, vô số người đấm ngực dậm chân, rất hối hận đã bỏ qua cơ duyên lần này, trừ điều đó ra, các cường giả mong đợi kho báu di tích thật sự không hề có, dù họ đã đào ba thước nhưng trong phế tích không có thứ gì đáng giá, khiến mọi người thất vọng hơn là cường giả thượng cổ trong truyền thuyết. Vô cùng bí ẩn ở sau lưng khống chế tất cả như tan trong không khí, chẳng có dấu vết, các tin đồn truyền ra, có người nói cường giả thượng cổ bí ẩn này đã hoàn thành mục đích, mang theo kho báu di tích thượng cổ rời đi, cảnh sát người nói chính là cường giả thượng cổ bí ẩn cắt đứt quẩn thần địa mạch, hấp thu lực lượng tinh hoa mới khiến địa mạch khô kiệt, có người nói là cường giả thượng cổ bí ẩn lúc luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, xung đột với hai uẩn thần địa mạch, đồng quy vô tận nên mới khiến di tích thượng cổ biến dị và sụp đổ, theo thời gian trôi qua, mọi người dần giảm bước chú ý di tích thượng cổ Tây Nam Sơn mạch cuối cùng lãng quên đối với đinh hạo thì đây mới là kết cục hoàn mỹ không ai ngờ bố cục mấy vạn năm cuối cùng thành quả bị đinh hạo lấy đi không ai nghi ngờ lực lượng tinh hoa tạo hóa hai uẩn thần địa mạch bị một đệ tử ký danh nho nhỏ chiếm lấy thần đồng mục thiên dưỡng của thanh bình học viện có được kho báu so với thứ đinh hạo lấy được thì chẳng đáng là gì không chỉ có một tin tức tốt thanh bình học viện truyền tin nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi bị cường giả bí ẩn tập kích bị thương nặng dù cường giả đẳng cấp võ hoàn cảnh của thanh bình học viện ra tay nhưng không thể trư đi lực lượng bí ẩn rất quá dị trong người nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi cho nên thiếu nữ điêu hoa, độc ác nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi rơi vào hôn mê không ai biết lúc nào nàng sẽ tỉnh lại bởi vì các đệ tử ký danh khác của thanh bình học viện đi theo nữ nhân tóc bạc lục tiên nhi không ai sống sót đều chết trong tây nham sơn mạch vậy nên hôm đó đoàn người đã gặp kẻ địch như thế nào là ai xuống tay với lực lượng như thanh bình học viện cũng không thể điều tra ra cơn giận của thanh bình học viện trở thành trò cười cho toàn tuyết châu rồi lại không biết làm sao đến cuối cùng sự việc thành vụ án bí ẩn ngay cả ông trời cũng giúp đinh hạo tuyết lớn che giấu tất cả dấu vết manh mối nếu sự thật bị lộ ra thì đinh hạo sẽ gặp rắc rối to sau khi các đệ tử ký danh trở về vấn kiếm tông sinh hoạt như cũ các đệ tử ký danh có được các loại vật phẩm trong di tích thượng cổ trừ mỗi người giữ lại hai cái mình thích nhất ra những thứ khác bị yêu cầu nộp lên tông môn tất nhiên sẽ không nộp miễn phí tính theo độ quý hiếm của vật phẩm có thể đổi số điểm cống hiến cho môn phái nhất định đinh hạo sờ được mấy thạch khí huyền binh trong thương khố không gian nửa ngưng tụ đinh hạo chọn một đôi đao kiếm giữ gìn tốt nhất còn lại hơn 10 cái nộp hết lên tông môn đổi được bốn năm điểm cống hiến cho môn phái đối với đinh hạo là thu hoạch to lớn bởi vì điểm cống hiến cho môn phái có thể lấy vô số kỳ trân trong kho vũ khí tông môn quý giá hơn cả huyền tinh thạch bất cứ đệ tử vấn kiếm tông nào đều có thể dùng điểm cống hiến cho môn phái đổi lấy huyền tinh thạch huyền công bí tịch đang dược áo giáp, vũ khí, các loại tài nguyên tu luyện, thậm chí thanh toán điểm cống hiến cho môn phái để thuê minh văn đoàn tạo sư trong tông môn, đặc biệt chế tạo vũ khí, áo giáp cho mình. Có thể thuê cường giả trên tiên thiên võ tông cảnh trong tông môn chuyên môn chỉ đạo mình tu luyện võ đạo trong thời gian ngắn, nói đơn giản là điểm cống hiến cho môn phái hầu như thực hiện mọi nguyện vọng của ngươi. Đồng rằng chỉ cần ngươi thanh toán đủ nay hiệu điểm cống hiến cho môn phái thì thậm chí khiến trưởng môn lý kiếm ý tự mình chỉ điểm, bởi vì điểm cống hiến cho môn phái đại biểu cho một người cống hiến cho vấn kiếm tông, Người càng cống hiến nhiều thì được đến càng nhiều. Những người làm ra cống hiến lớn cho vấn kiếm tông xứng đáng được tông môn đáp lại và tôn kính, trừ đinh hạo ra, đám người Lý Lan, tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong, Mã Nhất Phi cũng lấy thạch khí huyền khí đổi điểm cống hiến cho môn phái ở mức nhất định, số lượng ngang ngửa với đinh hạo, chỉ có Lư Bằng Phi là khổ, Lư Bằng Phi chỉ được có một thạch kiếm tàn phẩm nhất, gã tiết không chịu nộp cho môn phái nên không vớt được điểm cống hiến cho môn phái, các đệ tử ký danh, giáo viên rèn luyện cũng được thu hoạch không nhỏ, đám người Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, võ Si Trần Thắng đều có cơ duyên, nhưng bên trong nghịch thiên nhất vẫn là nhậm tiêu giao tên mập siêu may mắn bị vô số người nguyền rủa nên trúng xét đánh. Nhậm tiêu giao tên mập siêu may mắn thích ăn đùi gà, một mình được mấy trăm huyền khí tác dụng khác nhau, còn được mấy chục bí tịch thượng cổ tông môn. Cộng lại nhậm tiêu giao tên mập siêu may mắn đổi được 7 vạn điểm cống hiến cho môn phái, giàu đến nỗi không ai theo kịp. Rất nhiều trưởng lão tông môn vất vả khổ cực dốc sức làm mấy trăm năm cũng bị nhậm tiêu dao tên mập siêu may mắn trong một đêm vượt qua, bọn họ khóc không ra nước mắt. Quá trình nhậm tiêu giao tên mập siêu may mắn có được báo vật, bí tịch làm người nghe muốn ngủ mã phân thay gã. Nghe nói hôm đó khi biến dị xảy ra, những người khác bị truyền tống đến các loại không gian giết nhau, gặp nguy hiểm vô cùng, suýt mất mạng, liều mạng lắm mới được đến chút đỉnh báo vật. Nhậm tiêu giao tên mập siêu may mắn thì bị ánh sáng bí ẩn đưa vào một kho vũ khí không gian chưa bị phát hiện, chẳng những không gặp nguy hiểm ngược lại báo vật bên trong đều vào túi gã. Cuối cùng khi Đinh Hạo khống chế ảo trận truyền tống những người khác đi ra nhậm tiêu giao tên mập siêu may mắn cũng ra theo, quá nghịch thiên khiến người hận ngứa răng, tên mập này là con riêng của thần linh nào đó đúng không? Đinh Hạo nghe đồn cũng hâm mộ, ghen tị nhậm tiêu giao tên mập siêu may mắn, nhưng Đinh Hạo nghĩ lại có được cực âm ngục băng chi tinh, cực dương thiên hỏa chi tinh quý giá hơn xa nhậm tiêu giao tên mập siêu may mắn, dù sao thiên tài địa bảo như vậy chỉ ngộ chứ không thể cầu, dù có nhiều điểm cống hiến cho môn phái cung không đổi được. Tính ra thì hình như Đinh Hạo may mắn hơn nhậm tiêu giao tên mập siêu may mắn, thời gian trôi qua, dư âm di tích thượng của Tây Nam sơn mạch biến dị dần biến mất trong vấn kiếm tông. Từ những cường giả cao tầng còn ôm may mắn ra, các đệ tử ký danh năm viện tập trung vào tu luyện gian khổ, căng thẳng. Sau khi Đinh Hạo trở về vấn kiếm tông luôn biểu hiện điệu thấp, nhất định phải đi, cũng để cho đám tiểu nhị biết chủ nhân của bọn họ là ai. Nếu thiên tuyết giáo sư không thích thì sau này ít đi, Đinh Hạo cười kéo tay áo mỹ nữ ngự tỷ Tây Môn Thiên Tuyết đi hướng thiên thượng nhân gian. Tây Môn Thiên Tuyết kịp mình, bất đắc dĩ lắc đầu, mặc cho Đinh Hạo lôi kéo đi theo sau hắn. Thiên thượng nhân gian, đây là cửa hàng thành lập mới nhất trong thiên thượng nhân gian bậc ba vấn kiếm tông trước đó thiên thượng nhân gian là thiên lý lâu bị đoàn thể đệ tử nội môn đoạn thiên lý bá chiếm hoành hành khắp nơi khối u tai họa toàn thiên thượng nhân gian nhiều người giận mà không dám nói gì nhưng không lâu về trước thiên lý lâu chọc phải cái đinh cứng bởi vì đám người thiên lý lâu ép mua thứ đệ tử ký danh có được trong rèn luyện đánh bị thương mấy đệ tử ký danh thanh sam đông viện chọc giận tiểu thiên tài đinh hạo mới nổi gần đây trong các đệ tử ký danh vấn kiếm tông đinh hạo một người một kiếm đánh sụp thiên lý lâu vĩ diệt đoàn thể kiêu căng bá đạo chuyện này từng là đề tài hấp dẫn nhiều người trong khu thương mại bàn luận mọi người đều vỗ tay mừng thiên lý lâu sụp đổ danh tiếng ninh hạo nổi hơn các đệ tử ký danh năm viện đông tây nam bắc trung khác truyền ra từ khu vực đặc biệt nhất trong vấn kiếm tông khu thương mại đám người đoạn thiên lý tan tác khiến thiên lý lâu cây đổ bầy khỉ tan thiên lý lâu trống cửa hàng trong khu thương mại đắt như tôm tươi bình thường chờ mấy chục năm cũng chưa chắc có một cửa hàng trống trong phút chốc nhiều thương nhân có đầu óc buôn bán thế lực các nơi muốn mua cửa hàng có vị trí rất hoàng mỹ này nhưng mọi người tranh qua tranh lại dùng đủ chiêu trò cuối cùng bị một thương nhân bí ẩn vung tiền như rác chiếm cục thịt mở làm người ta hâm mộ ghen tị thế là thiên thượng nhân gian thay cho thiên lý lâu đứng sừng sững ở khu phồn hoa nhất khu thương mại đã là hoàng hôn trên bầu trời rơi tuyết trắng ánh nắng mùa đông lạnh lẽo rơi xuống đất khiến khu thương mại náo nhiệt cả ngày tăng phần nhau hòa hiếm gặp nghe nói không nghe đồn có một tiểu thiên tài tuyệt thế tên là tây môn thiên tuyết điều chế ra dẫn khí đang hoàng mỹ sau khi dùng không bị tác dụng phụ gì có thể trăm phần trăm thành công dẫn khí đã được các đại sư đang đạo linh thảo đường kiểm nghiệm, ta có nghe nói chuyện này, tuy hơi khó tin nhưng truyền từ linh thảo đường chắc không phải giả, đúng vậy. Dẫn khí đang bản hoàng mỹ, đúng là quá khó tin. Ngay cả Trần Nam Triều địa sư đang vương tuyết châu đều bó tay trước bài toán khó vậy mà bị một đệ tử hậu bối phá giải, Tây Môn Thiên Tuyết có lai lịch gì mà yêu nghiệt quá vậy, vẫn kiếm tông sắp nổi dậy rồi, trước trước kia có một đinh hạo giờ ra một Tây Môn Thiên Tuyết, đều là đẳng cấp yêu nghiệt. Thiên tài lớp lớp, đây là điềm báo cả tông môn đi lên. Ha 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 chuyện tốt, vấn kiếm tông hưng thịnh thì là việc siêu tốt với thương đoàn chúng ta. Khi đó nhờ vào thế lực vấn kiếm tông địa vị của chúng ta cũng nước lên thì thuyền lên, có thể mở rộng đến thành trấn, nơi nhân loại cư ngụ trong tuyết châu, ừm. Phải tìm cách trèo lên hai cây cao đinh hạo, tây môn thiên tuyết. Trước giờ ta không nhìn lầm, mọi người không tin thì chờ xem. Tuy bây giờ hai người vẫn là đệ tử cơ bản nhưng sớm muộn gì sẽ trở thành trụ cột vững vàng của toàn vấn kiếm tông. Ha 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 ha. Trương trưởng quỷ, chuyện này người mù đều nhìn ra được, không cần ngươi nói, nhưng bây giờ ta càng để ý quyền tiêu thụ dẫn khí đan, đám người chúng ta có lấy được không? Chật chật chật, nếu được quyền sở hữu thì giàu to, ngồi trên núi vàng núi bạc, trong khu thương mại lúc này buôn bán hơi hẻo lánh, chưởng quầy, tiểu nhị vài cửa hàng ngồi trước thư giãn sau một ngày bận rộn, trò chuyện với nhau. Cùng là người trong nghề, ngày thường rất quen thuộc nhau. Như thường khi mọi người bắt ghế quay một vòng, trò chuyện. Hai ngày nay lời đồn liên quan đến dẫn khí đang bản hoàng mỹ như tiếng sấm giữa trời xanh nhanh chóng chiếm vị trí đề tài hấp dẫn nhất thay vì thiên thượng nhân gian thành lập. Chính lúc này, hướng thiên thượng nhân gian phía xa có tiếng ồn ào xen lẫn tiếng chửi mắng, kêu gào, khiến nhiều người chú ý. A, à, lại có người đi thiên thượng nhân gian gây sự, chắc là đám tôn lượng kêu căng ngang ngược, đây là lần thứ 10 sau 6 ngày đúng không? Mỗi ngày đi tới cửa thiên thượng nhân gian gây sự rõ ràng là không cho người ta làm ăn, thật quá đáng, huynh đệ tôn lượng, tôn tân không phải thứ tốt lành gì, trước kia đã thèm thuồng vị trí thiên lý lâu. Bọn chúng không dám giành với đám người đoạn thiên lý, bây giờ thiên lý lâu đổi thành thiên thượng nhân gian, lão bản sau lưng đổi thành thương đoàn họ vương nên mới sốt ruột nhảy ra gây sự. Hai tên đó ỷ vào biểu ca là đệ tử nội môn lại được trưởng lão trong tông môn ưu ái, cáo mượn oai hùng khắp khu thương mại, làm sằng làm bậy. Hừ, ta thấy rồi sẽ có ngày báo ứng thiên lý lâu bị hủy diệt sẽ rơi trên đầu bọn họ, sợ là khó, hai tên đó rất gian, toàn bắt nạt kẻ yếu sẽ không trêu vào nhân vật như đinh hạo đám người ngồi trước cửa thở dài bất đắc dĩ lắc đầu trong khu thương mại vấn kiếm tông trừ cạnh tranh buôn bán kịch liệt ra các loại quy tắc ngầm thế lực ngầm hay so kè với nhau mặc dù vấn hình đường của vấn kiếm tông đã đặt ra nhiều quy tắc mỗi thương đoàn tại đây đều có thực lực nhưng vẫn thường xảy ra chuyện quần thể yếu chịu thiệt ví dụ như huynh đệ tôn lượng tôn tân chỉ là hai tiểu nhị trong khu thương mại sau này bởi vì biểu ca của bọn họ cá chép vượt long môn trở thành đệ tử nội môn vấn kiếm tông lại được một vị trưởng lão nội môn ưu ái thế là biến hình xây dựng thương đoàn cho mình lên cao vèo vèo. Huynh đệ tôn lượng ý vào thế lực biểu ca cá chép vượt long môn thường xuyên lũng đoạn thị trường khu thương mại, là ác bá trong này. Khi mọi người nói chuyện đều bất đắc dĩ lắc đầu, thấy tiếc và tội nghiệp lão bản thiên thượng nhân gian. Bị hai ác bá tôn lượng vô sĩ cúng quyết, chắc không lâu sau thiên thượng nhân gian sẽ đóng cửa, phá sản. Chính lúc này, một đôi thiếu niên thiếu nữ bắt mắt thân mật như người yêu, nhỏ giọng nói chuyện sóng vai chậm rãi đi trên đường. Một đôi trai tài gái sắc hấp dẫn ánh mắt nhiều người, nam nhân khoảng 14, 5 tuổi, thân cao thon dài, tóc đen như suối, vai rộng eo thon, phong thái như ngọc. Nam nhân mặc áo xanh, mặc như quan ngọc, mặt mày tuấn tú, mày kiếm xéo vào thái dương, khóe môi cong lên cười thân thiết. Nam nhân toát ra sự tự tin nắm giữ mọi thứ khiến người khâm phục, nữ nhân mặc váy bông màu tím nhạt, áo choàng tím, kiểu điệu thục nữ như đóa mai nở, thanh nhã tú mỹ, điềm tĩnh dịu dàng. Tóc huyền tản ra bên mép áo chàng như gấm vóc ánh nắng chiếu xuống toát ra hơi thở thần thánh không thể kinh nhờn, đẹp mộng ảo, đây là, trong đám người, trưởng quầy trẻ dịp thần của tụ bảo trai mắt sáng ngời, kích động đứng bật dậy, gã nhận ra thân phận thiếu niên tuấn tú kia, trưởng quầy, tiểu nhị khác đều có mắt sắc, thấy thế ngẩn người thoáng chốc đứng dậy, nhận ra thân phận của thiếu niên đó, nói đùa, bây giờ khu thương mại cấp thấp, thấp có ai không nhận ra tiểu gia này, trước cửa đại đường thiên thượng nhân gian, lệnh hồ doanh doanh tức giận trợn to mắt nói. Cái này không phải điệp cương kiếm tiệm chúng ta bán ra, các ngươi thật là, cố tình gây sự, phi, cô nương kia, đừng nói nhảm nhiều. Hôm qua đại gia ta đến chỗ các ngươi mua điệp cương kiếm, không lẽ sẽ nói oan cho các ngươi, một nam nhân vạm vỡ mặt dữ tợn, để râu dựng đứng như cương châm cười nhạt, đúng vậy. Cô nương kia, hôm qua ta chính mắt thấy nàng bán điệp cương kiếm cho vị huynh đệ này, không lẽ muốn chối, thiên thượng nhân gian các ngươi làm ăn như vậy sao? Lấy đồ giỏng gian lạng lừa gạn, ông trời khó tha, cút khỏi khu thương mại đi, đúng rồi, gian thương cút ra khu thương mại sau lưng nam nhân vạm vỡ có mấy chục tên côn đồ đi theo đốt lửa thổi gió. Vài người đứng xem không rõ chuyện cũng hò reo, tình cảm quần chúng bị người cố ý kích động, thế cục dần mất khống chế. Mọi người chen chúc vào cửa hàng, lệnh hồ doanh doanh bất ức hốc mắt ửng đỏ. Ngươi! Các ngươi nói nhảm, không có chuyện đó, các ngươi! Thiếu nữ yếu đuối đối diện một đám người vạm vỡ ngang ngược thấy hơi run, nhưng nàng vẫn cắn răng giải thích với người xung quanh, xin mọi người đừng nghe bọn họ, thiên thượng nhân gian chúng ta chưa từng bán điệp cương kiếm loại này, nếu không tin thì mọi người hãy vào cửa hàng xem, đàn bà thối, ngươi còn cãi, nam nhân vạm vỡ tức giận quát. Lão tử nói mau ở đây là tại đây, mua ở chỗ này, nam nhân vạm vỡ xoay người, vung tay, nghe răng cười nói. Các huynh đệ, đập cho ta. Thiên thượng nhân gian chó chết gì đó dám lừa tôn lượng ta, hôm nay không cho lão tử giải thích thì đập phá tiệm gian dối này. Thiên su lão sư, đinh hạo ca ca kêu chúng ta mau đồ cho học viện bây giờ đã mau đủ rồi tại sao chúng ta chưa trở về. Ni tử và hoang hoang, hai cô bé đi theo bên cạnh lão nhân xấu xa thiên su gian thương ánh mắt tò mò nhìn xung quanh ni tử và hoang hoang sống trong khu bần dân đây là lần đầu tiên bọn họ đến khu thương mại phồn hoa thế giới bên ngoài rực rỡ khiến hai cô bé ni tử và hoang hoang mở rộng tầm mắt thấy không kịp nhìn tất cả đều nhờ đinh hạo ca ca mang đến nếu không có đinh hạo thì có lẽ ni tử và hoang hoang vĩnh viễn ở trong xóm nghèo mỗi ngày làm bạn bên đống rác lớn lên gã cho nam nhân bình thường thành công cụ sinh con dưỡng cái sống nghèo khổ mỗi ngày sẽ căng thẳng thần kinh mặt người đánh chửi, suốt đời không có duyên đi dạo trong khu thương mại sạch sẽ, xinh đẹp như vậy, quan trọng nhất là đinh hạo ca ca cho ni tử và hoang hoang cơ hội thay đổi vận mệnh, lão nhân xấu xa thiên su lão sư xoay trong mắt gian tà liếc mỗi cửa hàng, quầy ven đường, biểu tình xấu xa cười nói. Hì hì, khó khăn lắm mới đến đây một chuyển, không đi dạo sao được. Như thế nào? Hai nha đầu không thích chỗ này sao? Không phải, chỗ này thật đẹp, lại sạch sẽ, nhiều người, ta rất thích nơi này, đúng vậy. Không khí cũng thơm, không như khu bần dân khắp nơi đầy mùi hôi qua chỗ này có nhiều thứ vui thật ni tử và hoang hoang mắt lộ tia hâm mộ nhìn đám người đi qua lại mặc quần áo áo giáp sạch đẹp ni tử và hoang hoang lại nhìn người mặc vải thô đầy miếng vá đi trên đường cái rộng rãi khu thương mại thật giống như nằm mơ đối với ni tử và hoang hoang so sánh sóng nghèo bọn họ sinh ra và lớn lên thì khu thương mại sạch sẽ sáng sủa tựa như thiên đường nếu tốt như vậy thì tại sao sốt ruột đi về lão nhân xấu xa thiên xu gian thương không biết trong bụng nghĩ gì dắt hai cô bé ni tử và hoang hoang chậm rãi đi lướt qua mỗi cửa hàng, quầy ven đường, nhìn như không có mục đích, giết thời gian, cần quay về tu luyện, ni tử và hoang hoang đồng thanh kêu lên. Đinh Hạo ca ca nói chịu khổ trong mới là người trên người. Chúng ta muốn thay đổi xuất thân, vận mệnh của mình thì cần cố gắng hơn người ta gấp ngàn vạn lần, các ngươi trúng độc của tên mặt trắng Đinh Hạo rồi, quá sâu. Lão nhân xấu xa thiên su giang thương hậm hực gật đầu, nói. Sùng bái hắn như vậy sao? Xem mỗi câu hắn nói như lời thánh, quả thực là bị tẩy não, ni tử và hoang hoang tiếp tục đồng thanh kêu lên. Những gì Đinh Hạo ca ca nói toàn là tốt cho chúng ta, trong lời nói của hai cô bé không chút che giấu tôn sùng Đinh Hạo cùng nhiệt, lão nhân xấu xa thiên su gian thương. Được rồi, phục hai đứa, lão nhân xấu xa thiên su gian thương lộ biểu tình các ngươi thắng, nghiến răng nói. Mua thêm mấy món nữa rồi về, yên tâm, sẽ không chậm trễ thời gian các ngươi tu luyện. A, à, bên kia có trò hay xem. Ha 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 rốt cuộc có thể góp vui. Đi, chúng ta đi xem, mắt lão nhân xấu xa thiên su giang thương sáng lên nhìn đám người tụ tập quanh thiên thượng nhân gian, kéo hai cô bé ni tử và hoang hoang chạy tới. Rốt cuộc các ngươi muốn giải thích cái gì, cửa chính sảnh thiên thượng nhân gian, lệnh hồ doanh doanh thấy tình hình ngày càng tệ, nhiều người không biết sự thật tụ tập lại, không khí bị kích động biến nóng nảy. Lệnh hồ doanh doanh lựa chọn nhúng nhường, lao dọc lệ vương khóe mắt, cắn răng hỏi, giờ phút này, lệnh hồ doanh doanh bề ngoài yếu đuối nhìn đáng thương lộ ra mặt ngoài mềm trong cứng mắt lệnh hồ doanh doanh ngấn lệ đứng thẳng người như cọng cỏ trong gió táp mưa xa giải thích thì khuôn mặt dữ tợn của nam nhân vạm vỡ tôn lượng lộ biểu tình âm mưu thành công vuốt cầm mắt xoay tròn tôn lượng cười âm trầm nói này dễ nói chỉ cần nàng bồi thường tổn thất 500 huyền tinh thạch cho ta thì bỏ qua chuyện này 500 huyền tinh thạch không khí nhốn nháo vì câu nói của tôn lượng biến tĩnh lặng vang lên một chuỗi tiếng hút ngụm khí lạnh một cây điệp cương kiếm bình thường mà tôn lượng hết giá 500 huyền tinh thạch bồi thường rõ ràng là trấn lột dù là vũ khí bách luyện tinh cương chém sắt như chém bùn cũng không có giá 500 huyền tinh thạch. Đây là thu nhập hương một năm của thương đoàn cỡ trung, mệt tôn lượng không biết ngượng nói ra miệng, lệnh hồ doanh doanh giật mình kêu lên. 500 huyền tinh thạch, tuy lệnh hồ doanh doanh đã đoán được tôn lượng sẽ hết giá cao nhưng cao đến mức này thì thật là mất trí rồi. Cộng hết đồ trong thiên thượng nhân gian cũng không đáng giá 500 huyền tinh thạch, rõ ràng tôn lượng muốn đuổi tận giết tuyệt, như thế nào? Không bồi thường không bồi thường thì hôm nay lão tử đập nát tiệm lừa đảo các ngươi công lượng nghe răng cười gã đến vì gây sự không quan tâm bồi thường Công lượng chỉ cần cửa hàng ngươi lệnh hồ doanh doanh tức giận người run run nghiến răng nói các ngươi đừng quá đáng công lượng độc ác cười to bảo quá đáng ha 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 tôn lượng kêu căng vênh váo nói đang nghe truyện trên kênh tv audio cv hôm nay đại gia ta quá đáng rồi nàng làm gì ta như thế nào không bồi thường đúng không các huynh đệ đập cho ta công lượng dứt lời một đám người du côn lao ra khỏi đám người ai nấy thân hình vạm vỡ hung thần ác sát tay cầm gậy đại đao hùng hổ lao vào thiên thượng nhân gian định đập phá chính lúc này giọng thiếu niên đầy khí thế vang lên khoan đã a à, mọi người nhìn sang thấy một thiếu niên cao khoảng một thiêu bảy mặt trường sam xa màu xanh lưng đeo trường kiếm mặt trắng tóc đen mắt hẹp dài môi mỏng mũi ưng hơi thở âm trầm chậm rãi đi ra từ hậu đường thiên thượng nhân gian vị bằng hữu này sự thật như thế nào trong lòng ngươi và ta biết rõ ta bồi thường cho ngươi một viên hạ phẩm huyền tinh thạch chuyện này bỏ qua đi cái gọi là mọi chuyện chừa một đường sau này dễ gặp mặt cần gì làm việc tuyệt đường như vậy thiếu niên mũi ưng mỉm cười bình tĩnh rất có khí chất chậm rãi nói chuyện tôn lượng đánh giá thiếu niên mũi ưng từ trên uống dưới khinh thường nói ngươi là cái thứ gì thiếu niên mũi ưng không tức không giận biểu tình như thường bình tĩnh nói tại hạ là một trong chủ sở hữu thiên thượng nhân gian chỉ là một đệ tử ký danh thanh sam đông viện bình thường thanh sam đông viện tôn lượng giật mình bản năng nghĩ đến một thiếu niên không thể trêu vào nhưng tôn lượng nhìn kỹ thiếu niên mũi ưng trước mắt bề ngoài khác với người kia quá xa mặc dù khí chất có chút giống nhưng thiếu niên mũi ưng so với người đó thì kém rất nhiều chắc không phải cùng một người tôn lượng thở vào biểu tình tôn lượng kiêu căng nói như thế nào một đệ tử ký danh đê tiện cũng dám nhúng tay vào chuyện của lão tử không đợi vương tiểu thất nói gì tôn lượng đã khoát tay, mất yên nhẫn nói. Thôi thôi, mặc kệ ngươi là cái thứ gì hôm nay nếu bồi thường 500 huyền tinh thạch cho đại gia ta thì bỏ qua chuyện này. Nếu không, lão tử không cần biết ngươi là ai, sẽ đập nát tiệm lừa đảo này, xem ra các hạ thật sự muốn dồn chuyện vào đường cùng. Nhưng trước khi gây chuyện hãy hỏi cho rõ ràng dù là đệ tử ký danh nhưng có vài người không phải tiểu nhân vật như ngươi ó thể rơi vào, biểu tình trên mặt vương tiểu thất chợt biến kiêu ngạo, hùng hổ nói cây điệp cương kiếm của ngươi vốn không phải thiên thượng nhân gian ta bán ra nếu thật sự làm lớn chuyện thì không được bồi thường dù chỉ là một huyền tinh thạch tôn lượng thấy thiếu niên mũi ưng bỗng cứng miệng trong lòng gã nổi lên nghi ngờ nhưng tôn lượng ngẫm lại lai lịch thiên thượng nhân gian mấy ngày trước gã đã phái người điều tra rõ ràng sau lưng tuyệt đối không có thế lực lớn gì thiếu niên mũi ưng trước mắt qua thời gian dài mới dám đi ra chắc chỉ phô trương thanh thế ha ha tưởng gã sẽ bị hù sợ sao ha 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 lão tử nói mua ở chỗ của ngươi thì chính là tại đây Tôn lượng bá đạo nghe răng nói. Nếu ngươi là đệ nhất kiếm thanh sam đông viện đinh hạo thì hôm nay lão tử không nói hai lời lập tức xin lỗi rời đi. Ha ha, đáng tiếc ngươi không phải. Vậy nên lão tử khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn bồi thường 500 huyền tinh thạch, nếu không thì... Hi hi, lão tử sẽ dùng nắm đấm nói đạo lý với ngươi, nói đến đây tôn lượng siết nắm tay, đã mất đi kiên nhẫn, vương tiểu thất thầm mừng rỡ nhưng không nói toạt ra, lạnh lùng cười. Nơi này là khu thương mại vấn kiếm tông, các ngươi du công vô lại cũng dám ngang ngược như vậy, thật là không biết sống chết. Không sợ nói thật cho ngươi biết, ta đã phái người đi mới chấp pháp kiếm sĩ đội chấp pháp, chắc bọn họ sắp đến, vì giữ trật tự các nơi trong tông môn, đặc biệt là khu thương mại, vẫn kiếm tông chuyên môn tuyển một số đệ tử ngoại, nội môn có thực lực khá hợp thành đội chấp pháp số lượng nhất định, giải quyết các loại mâu thuẫn trong thương nhân, đội chấp pháp pháp luật nghiêm ngặt, là tổ chức có quyền lực cao nhất nơi này, mới đầu Vương Tiểu Thất ở trong nội đường, gã xuất hiện chậm như vậy là vì kêu đội chấp pháp đến. Vương Tiểu Thất xuất thân từ thế gia thương nhân, gặp ác bá vô lại như tôn lượng có thế lực nhất định không thể cứng đối cứng dùng đầu ó giải quyết mới là cách vương tiểu thất thích nhất nghe vương tiểu thất nói lệnh hồ doanh doanh và vài nhân viên bán hàng trong thiên thượng nhân gian thở và nhẹ nhõm nếu đội chấp pháp đến thì chắc có thể giữ lễ công bằng ai ngờ tôn lượng nghe xong không sợ còn ngửa đầu cười to bảo ha 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 đội chấp pháp ha 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 tốt tốt quá ta cũng hy vọng đội chấp pháp mau đến tôn lượng chưa nói xong thì đám đông xôn xao đám người đứng xem biểu tình sợ hãi tránh ra một con đường mười mấy thanh niên mặc đồng phục giáp nhẹ đỏ rực lưng đeo trường kiếm đỏ cùng kiểu mặt không biểu tình đi tới khí thế ảnh băng âm u khiến người nghẹt thở thanh niên cao gầy mặt tam giác dẫn đầu mặt đen như sắt không biểu tình lạnh băng thanh niên cao gầy mặt tam giác cực kỳ uy nghiêm đánh giá bốn phía lạnh lùng quát như thế nào không làm ăn mà dám tụ tập gây sự không lẽ muốn chết người tên là chu chí hạo một trong mười tiểu đội trưởng đội chấp pháp chu chí hạo lòng dạ hiểm độc lạnh lùng thủ đoạn độc ác rất nổi tiếng trong khu thương mại chu đội trưởng vương tiểu thất thở vào vội mỉm cười kể lại chuyện đã xảy ra cuối cùng vương tiểu thất bổ sung mọi chuyện ta nói đều là thật xin chu đội trưởng trả lại công bằng cho thiên thượng nhân gian ta việc này chúng ta hoàn toàn bị vu oan chu chí hạo nghe xong không lộ vẻ gì mặt lạnh băng ánh mắt như đau nhìn tôn lượng đó chỉ là lời nói một phía tôn lượng cười nhạt tới gần chu chí hạo biểu tình lòng đầy căm hận biện giải chu đội trưởng hôm qua huynh đệ của ta tốn trăm lượng bạc mua một thanh điệp cương kiếm trong thiên thượng nhân gian đi hoang dã săn bắn lúc chiến đấu với giả thú bỗng nhiên điệp cương kiếm gãy huynh đệ của ta bất ngờ không kịp đề phòng bị thương nặng sau này chúng ta phát hiện điệp cương kiếm dùng sắt vụn chế tạo không thể sử dụng rõ ràng là lừa người không quan tâm mạng sống của võ giả cực kỳ đáng giận chu đội trưởng tuyệt đối không thể dung túng cho gian thương như vậy làm hỏng danh dự của vấn kiếm tông ta nên trừng trị nghiêm khắc hai bên mỗi người nói có lý mặt chu chí hạo không biểu tình không biết trong đầu gã nghĩ gì chu chí hạo cầm lấy điệp cương kiếm gần như vỡ ra quan sát kỹ tay nhẹ búng len ken một tiếng điệp cương kiếm gãy thành hai rớt xuống đất thấy vậy tiểu đội trưởng đội chấp pháp chu chí hạo tức giận quát đúng là kiếm gãy đáng giận võ giả chúng ta ra sống vào chết săn bắt yêu ma bảo vệ an toàn cho nhân loại vậy mà có gian thương tổn hại mạng sống võ giả tạo ra vũ khí không chịu nổi một kích đáng bị băm vằm ra chu chí hạo nói câu này tràn đầy chính khí chém đinh chặt sắt, Vương Tiểu Thất biến sắc mặt. Vương Tiểu Thất nghe ra ý của Chu Chí Hạo muốn bảo vệ ác bá vô lại tôn lượng, người đâu, hãy bắt đám người thiên thượng nhân gian buôn bán gian dối, bán ra kiếm gãy hại võ giả cho ta. Lấy xiềng xích hắc thiết trăm cân ra đưa đi vấn hình ngoại đường giam giữ, tra khảo mạnh tay vào. Tuyệt đối không thể khoan dung chuyện này, Chu Chí Hạo phất tay, quả nhiên ra phát quyết nghiên hướng đoàn người tôn lượng, Chu đội trưởng, ngươi, Vương Tiểu Thất vừa tức vừa sốt ruột, lòng lạnh lẽo, tại sao chuyện như thế này? vương tiểu thất xuất thân từ thế gia thương nhân hiểu nhiều các loại quy tắc trước đó lén viếng nhiều tiểu đội trưởng đội chấp pháp đưa tặng lễ vật tự cho rằng đã khơi thông quan hệ đặc biệt là chu chí hạo vương tiểu thất đưa lễ vật đắt tiền ba bốn lần gã từng ổ ngực bảo đảm sẽ không khó xử thiên thượng nhân gian tại sao vào phút mấu chốt này chu chí hạo lật kèo đứng về phía tôn lượng tôn lượng thấy vậy cười độc ác đắc ý nói hi hi tiểu tử mới đến tự cho là thông minh ngươi cho rằng chút sắc vụn của ngươi có thể giấu giếm được lão tử chu đội trưởng có nhận quà của ngươi nhưng đây là thế giới thực lực làm vua, ngươi có đưa nhiều lễ vật tiền tài cũng không bằng một câu của biểu ca ta. Công lượng nói nhỏ bên tai vương tiểu thất, giọng điệu treo chọc vui sướng khi người gặp họa. Vương tiểu thất đã hiểu ra, sốt ruột, bất chấp cái khác để thành viên đội chấp pháp ra. Vương tiểu thất lớn tiếng nói, ta không phục. Điệp cương kiếm chất liệu giỏng căn bản không phải tiệm ta bán, to gan, càng rỡ, tiếng quát mắng thi nhau vang lên. Biểu tình chu chí hạo tức giận túng cổ áo vương tiểu thất gần như xách cả lên, lạnh lùng cười. Như thế nào? Ngươi dám chống lại lệnh bắt? Tiểu tử, hãy nghĩ rõ ràng hậu quả. Đội chấp pháp có quyền giết tại chỗ kẻ dám chống lệnh, ngươi, lòng Vương tiểu thất lạnh lẽo, không dám chống cự nữa, Vương tiểu thất biết đã rơi vào hố, lúc trước Vương tiểu thất chỉ giải quyết chút chuyện trong gia tộc, tự cho rằng đã tốt nghiệp, nhìn thấu lòng người. Thật ra Vương tiểu thất không có nhiều kinh nghiệm, còn quá non, nghĩ sự việc rất đơn giản, lần này ngay từ đầu là cái bẫy, đối phương đã đặt bẫy chờ sẵn công lượng và chu chí hạo là cá mẹ một lứa buồn cười vương tiểu thất tự cho rằng nắm tất cả trong tay còn kêu người mời đội chấp pháp đến vương tiểu thất không biết rằng không phải mời người giúp đỡ đến mà là đồng lõa đinh sư huynh ta khiến ngươi thất vọng vương tiểu thất thấy buồn khổ vô cùng nhớ đến ban đầu gã khí phách hăng hái đinh hạo mong chờ thiên thượng nhân gian vương tiểu thất buồn bã mục đích ban đầu là vương tiểu thất muốn thiên thượng nhân gian trở thành cây tiền kiếm tiền giúp ích cho tu luyện ai ngờ ai ngờ vương tiểu thất đã làm hỏng chuyện hai thành viên đội chấp pháp đi tới thô bạo trồng xích hắc thiết lên người nhóm vương tiểu thất xích sắc len ken mười mấy tiểu nhị thị nữ lệnh hồ doanh doanh sợ hãi mặt trắng bệch trung lẫy bẫy trở thành tù nhân ha 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 chu đội trưởng quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc nhìn sơ đã biết ai sai ai trái người làm quá đúng không chỉ là tiểu tử điêu hoa này mà tất cả tiểu nhị thị nữ thiên thượng nhân gian mấy tiện tỳ trợ giúp kẻ ác cũng ên bị bắt hết công lượng cười to biểu tình thắng ợi nói thứ gian thương xấu xa bán vũ khí rách nát hại võ giả nên bị nghiêm trị tuyệt không thể nhân nhượng chu chí hạo mỉm cười gật đầu định nói gì thì trong đám người chợt có giọng cô bé non nớt vang lên người xấu Người mau kiếm từ chỗ bách phong phường là tự ngươi làm gãy ta trông thấy tuy thanh âm nhỏ nhưng rõ ràng rơi vào tai mọi người đám người biến sắc mặt nhìn hướng phát ra thanh âm một cô bé mặc áo vải thô màu đen đầy mụn vá khoảng 10 tuổi chẳng biết từ khi nào chen lên trước trận to đôi mắt đen lấy cực kỳ chắc chắn nói Bên cạnh cô bé có đồng bạn cột tóc đuôi ngựa nắm chặt tay nàng, khoảng 10 tuổi. Hai cô bé ăn mặc nghèo nàng, trang phục cộng lại không đủ nửa đồng tiền, rõ ràng là đến từ khu bần dân. Nhưng hai cô bé rất xinh đẹp, da trắng búng ra sữa, đôi mắt đo ngập nước trong veo, phấn điêu ngọc mài, đáng yêu ngoan ngoãn. Điều duy nhất không hài hòa là đứng bên cạnh hai cô bé như tinh linh là một lão nhân bề ngoài trừ xấu xa ra không thấy giống gì khác, chính là tử ni, hoang hoang, lão nhân xấu xa thiên su lão sư trong khu bần dân, vô địch huyền vũ học viện lời của cô bé khiến mọi người ngây ra tiểu đội trưởng đội chấp pháp chu chí hạo hơi biến sắc mặt tôn lượng liếc qua thấy hai cô bé xinh đẹp làm mắt gã lóe tia dâm tà tức giận quát tiểu tạp chủng ăn mày từ đâu chui ra nói bậy cái gì ta à, bị tôn lượng giữ tận hung ác trừng ni tử tính cách yếu đuổi sợ hãi lùi lại một bước thấy bạn nhỏ bị ăn hiếp hoang hoang thì tính cách cứng rắn che trước mặt ni tử ngẩng đầu cưỡng ngực can đảm nói ngươi la lối cái gì giữa trưa chúng ta chính mắt thấy ngươi mua điệp cương kiếm mười lượng bạc trong bách phong hường sau khi mua đi ra cửa tự mình làm rất nhiều vết trạng. Cái này không phải mua trong thiên thượng nhân gian lại chạy đến nơi đây lừa bịp tống tiền, thật là vô sĩ, cái gọi là con nít vô tư. Nếu người trưởng thành nói những lời này có lẽ sẽ có người nghi ngờ, nhưng hai cô bé ngây thơ nói ra lại khiến mọi người vô điều kiện tin tưởng. Trong phút chốc ánh mắt nhìn đám người tôn lượng biến kinh thường, coi rẻ, thì ra là vậy, quá vô sĩ, đi ngang lũng đoạn thị trường còn nói người ta là lừa đảo, vừa ăn cướp vừa la làng, các ngươi nên cút khỏi khu thương mại đội chấp pháp không điều tra đã tùy tiện quyết định hoan uổng người tốt dung túng ác đồ thật khiến người chạnh lòng trong đám người rộ lên tiếng chửi mắng thế cục vốn đã quyết định chỉ vì mấy câu ni tử hoang hoang nói lại biến hỗn loạn nghịch chuyển trong chớp mắt một số người không rõ sự thật lúc này môi hở răng lạnh dần nghiêng hướng thiên thượng nhân gian hành động xấu xa của đám người tôn lượng hoàn toàn phá hủy quy tắc khu thương mại làm mọi người e ngại nhất xung quanh đầy tiếng mắng đám người tôn lượng dù có mặt dày bụng xấu đến đâu cũng không chịu nổi thành viên đội chấp pháp chu chí hạo biểu tình lúng túng thật là đáng chết mọi thứ diễn biến theo kế hoạch ai ngờ bỗng có bé gái nào chạy ra phá rối trước mặt công chúng đội chấp pháp công nhiên làm việc tư trái pháp luật nếu lọt vào tai cao tầng tông môn thì đội chấp pháp khó thể ăn nói chu chí hạo nhíu mày nháy mắt với tôn lượng tôn lượng quê quá nổi giận làm liều bước tới gần ni tử hoang hoang tôn lượng nghe răng cười nói hai tạp chủng đê tiện ra từ xóm nghèo nghe ai sai khiến dám chạy ra nói bậy bạ nói đi có phải ngươi được thiên thượng nhân gian mua chuộc hai cô bé ni tử hoang hoang bị khí thế của tôn lượng hù mặt tái nhật nhưng không sửa miệng vui chao vị đại gia này bất giận bất giận tiểu hài tử không hiểu chuyện thuận miệng nói lung tung ta làm chứng chúng ta chưa từng đến bách phong phường cũng không thấy đại giá dùng búa sắt đập gãy điệp cương kiếm lão nhân xấu xa thiên su lão sư biểu tình hoảng loạn đứng ra cúi đầu không lưng cười làm lành tiếp đó quát mắng hai cô bé bên cạnh sao không mau xin lỗi đại gia này đi các ngươi không thấy gì hết không chịu ni tử ngoài mềm trong cứng siết tay nói hạo ca ca nói không thể khuất phục trước cái ác chúng ta thật sự thấy hắn làm hỏng điệp cương kiếm đúng đúng chính là tên này đồ xấu xa còn hung dữ như vậy hoang hoang tức giận nói ta có thể làm chứng ta không thể làm hạo ca ca thất vọng hai cô bé can đảm làm nhiều người xung quanh thấy xấu hổ sự việc phát triển đến mức này mọi người đã hiểu có nhiều người giống như ni tử hoang hoang chính mắt thấy âm mưu của đám người tôn lượng nhưng không dám đứng ra bên vực thiên thượng nhân gian So với hai cô bé ni tử, hoang hoang thì bọn họ cảm thấy không có mặt mũi, một số người thầm kinh ngạc. Hạo ca ca là ai mà khiến hai cô bé linh khí thoát tục như vậy sùng bái, tôn lượng nói. Khốn kiếp, hai tiểu đê tiện không biết trời cao đất rộng, tuổi nhỏ đã xảo quyệt như vậy, coi như xinh xắn. Ha ha, lão tử phế các ngươi, để xem hạo ca ca của các ngươi có xuất hiện không, vù 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 vù, bàn tay kèm tiếng gió rít tắt hướng ni tử, hoang hoang, rõ ràng tôn lượng dùng hết sức, gió kêu vù vù, dù là tảng đá cũng bị đập bẹp nếu túng hai cô bé non nớt này chắc sẽ hương tiêu ngọc vẫn tôn lượng nổi sát tâm với hai cô bé trong đám người vang lên tiếng kinh kêu hai cô bé ni tử hoang hoang còn nhỏ bị gió mạnh bao phủ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch quên tránh né lão nhân xấu xa thiên su lão sư đứng bên cạnh ni tử hoang hoang dường như cũng sợ đứng ngay tại chỗ không ai thấy bàn tay gầy gò dưới tay áo nâng lên muốn làm gì nhưng rất nhanh lão nhân xấu xa thiên su lão sư phát hiện điều gì chậm rãi rủ xuống trong khoảnh khắc một tiếng lạnh lùng quát dừng tay mọi người thấy hoa mắt trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc một bóng người áo tím như hồn ma xuất hiện trước mặt hai cô bé cổ tay như ngọc năm ngón thun dài duỗi ra nhẹ nhàng vỗ một chưởng mang theo tự ý va chạm với bàn tay tôn lượng bùng một tiếng trầm đục gió tán loạn tôn lượng hét to a à, đinh hạo như bị điện giật lùi nhanh ra sau một tay mềm hoặc xuống phía đối diện thân hình yêu kiều đứng thẳng a à, a à, tay của ta tay của ta gãy rồi tôn lượng ông tay hết thảm thiết đau đến mặt nhăn nhíu vàng như thoa phấn vàng, la hét giống heo bị thọc tiết, là ai? Dám hành hung bị thương người trước mặt ta, Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp biến sắc mặt, lắc người tới trước mặt bóng người màu tím, khí thế tăng vọt muốn ra lệnh bắt người, không khí căng thẳng, mười mấy thành viên đội chấp pháp rút kiếm khỏi vỏ bao vây lại, phát ra hơi thở huyền khí. Khí thế thế hung hăng dân trào, bốn phía như biến thành chiến trường, đám đông sợ teo tim, thụt lùi lại, nhưng mà, bóng dáng yêu kiều màu tím lờ đi kiếm sĩ đội chấp pháp như sói như cọp bao vây, nhíu mày, nhẹ giọng nói. Chu đại đội trưởng, quan uy lớn thật, mơ hồ thấy giọng Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp khá quen, gã thầm giật mình. Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp nhìn kỹ người đó, có tia xét xẹt qua não gã, khí lạnh từ xương sống chạy lên đầu. Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp như rơi vào hầm băng, Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp lắp bắp không nói trọn câu. Tây, Tây, Tây môn sư tỷ. Ta, à, lúc này nữ nhân trang nhã, trong trắng như đóa sen trắng không trách móc gì chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp chỉ nhíu mày nói một câu đủ khiến gã tiểu đội trưởng đội chấp pháp tim đập chân rung bởi vì chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp nhận ra thân phận của nữ nhân này tây môn thiên tuyết thiên tài đang đào chói lọi nhất thế hệ trẻ trong vấn kiếm tông được vô số trưởng lão trong tông môn xem là nhân tuyển trưởng tọa linh thảo đường trong tương lai đặc biệt là thời gian này thiên tài nữ đang đạo tây môn thiên tuyết phá giải bù đắp thiếu sót dẫn khí đang mà trần nam triều đang vương tuyết châu đều không làm được trở thành bảo bối độc nhất vô nhị toàn cao tầng vấn kiếm tông hận không thể nâng trong tay. Tây môn thiên tuyết muốn gì được nấy, nổi như cồn trong vấn kiếm tông. Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp từng là đệ tử vào vấn kiếm tông cùng thời với Tây môn thiên tuyết, gã có chút thiên phú nên mới nổi bật trong mấy ngàn đệ tử trở thành một trong mười tiểu đội trưởng đội chấp pháp khu thương mại. Tuy nhiên so với yêu nghiệt Tây môn thiên tuyết thì Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp là bùng với chim bằng, đông đóm và sao sáng. Tây Môn Thiên Tuyết và Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp trên lệch cách biệt một trời một vực, năm đó là đệ tử cùng thời, Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp từng ngưỡng mộ Tây Môn Thiên Tuyết nhưng không dám thổ lộ, chỉ nhìn từ xa. Bởi vậy Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp rất hiểu tính cách thiếu nữ không ăn nhân gian khói lửa này, mới rồi Tây Môn Thiên Tuyết biểu hiện tuy không quát mắng, nói nặng nhưng Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp biết rõ đã là biểu hiện nàng rất giận. Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp không chút nghi ngờ, Tây môn thiên tuyết nhẹ nhàng nói một câu đủ khiến cao tầng tông môn rút lại vị trí tiểu đội trưởng của gã, thậm chí kết cục càng thảm. Mấy năm nay Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp nhìn quen đủ tình hình nhưng lúc này đầu óc trống rỗng, sao Tây môn sư tỷ xuất hiện tại đây? Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp ngay như phỏng, thành viên khác trong đội chấp pháp ai nấy đều là cáo, thấy bộ dạng của Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp, dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng cảm giác không thích hợp, chỉ có Tôn Lượng là chưa chú ý đến. Tôn Lượng gian ác quen thói côn đồ cảm giác cánh tay đau thấu óc, gã nổi giận hư sư tử đang trong thời kỳ phát tình bị cướp đi phối ngẫu, đánh mất lý trí, Tôn Lượng điên cuồng gào thét. Còn ngẩn ra đó làm gì? Tổ cha nó, lên cho ta, giết tiện nhân này, đám chó săn của Tôn Lượng múa đao thương trường kiếm vây quanh Tây Môn Thiên Tuyết, lúc này Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp tỉnh táo lại, Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp nhìn đám người không biết sống chết dám ra tay với Tây Môn Thiên Tuyết, gã đánh trùng mình, toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp tác mấy bạc tay làm ba, năm nam nhân vạm vỡ văng ra xa, mặt Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp trắng bệch quát to. Một đám chó chết, dám đánh Tây môn sư tỷ, chán sống rồi sao? Bắt cho ta, bắt hết, công lượng thế mới nhận ra sự việc không như gã tưởng. Chu đội trưởng có phải là lầm, lầm bà nội ngươi, Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp tác mạnh, công lượng khóc kêu cha gọi mẹ, mắt sưng như đầu heo, nói thật là lúc này Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp chỉ muốn giết tôn lượng. Nếu không tại tên khốn kiếp này thì sao Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp bị Tây Môn Thiên Tuyết thấy trong tình huống như vậy? Cả sẽ không chọc Tây Môn sư tỷ bất mãn. Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cảm thấy tương lai u ám trong vấn kiếm tông, Tây Môn sư tỷ, không ngờ là người, ta. Người bị sợ hãi, mới rồi Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp còn hung thần thần ác sát không ai bị nổi giờ thì hiền như con thỏ, cúi đầu không lưng cười nịnh, trong không gian tĩnh lặng vang lên một chuỗi tiếng hút ngụm khí lạnh. Lúc này dù là đồ ngốc cũng hiểu thì ra thiếu nữ trang nhã mặc áo choàng tím nhìn như yếu đuối nhưng là một đại nhân vật siêu tôn quý. Chu Chí Hạo là đội trưởng đội chấp pháp cũng không dám chọc, tôn lượng quên đau, ngay như phỏng, Tây Môn Sư tỷ không lẽ là... Cô nãy nãy Tây Môn Thiên Tuyết Thiên Tài đang đạo gần đây nổi như cồn, trời à, gã đã chọc phải người gì vậy, biểu tình trên mặt Tây Môn Thiên Tuyết lộ rõ chán ghét, vốn Tây Môn Thiên Tuyết chỉ bị động theo Đinh Hạo đi thiên thượng nhân gian một vòng không ngờ gặp chuyện như vậy, không nói đầu đuôi câu chuyện như thế nào chỉ nói phút cuối công lượng xuống tay với hai cô bé nhỏ xíu không có sức đánh trả đủ khiến mỹ nữ ngự tỷ lạnh lùng tức giận chưa từng có cho nên tây môn thiên tuyết mới lao lên trước đinh hạo còn chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp kêu tây môn thiên tuyết là tây môn sư tỷ thì nàng hoàn toàn không có ấn tượng có lẽ cùng viện lúc nàng là đệ tử ký danh nhưng chuyện đó không quan trọng tây môn thiên tuyết hoàn toàn không muốn có một sư đệ như vậy tây môn thiên tuyết nhìn chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cười nịnh lại nhíu mày tây môn thiên tuyết không nói chuyện quay đầu nhìn đinh hạo đứng bên cạnh lúc này đinh hạo biểu tình bình tĩnh nhưng không hiểu sao tây môn thiên tuyết cảm giác có khí lạnh đáng sợ phát ra từ người thiếu niên tuấn tú như yên lặng trước bão tố khiến người nghẹt thở lúc này chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp mới chú ý thấy thiếu niên tuấn tú như ngọc đứng bên cạnh tây môn thiên tuyết nhưng bây giờ trong lòng gã rất khủng hoảng vô cùng lo âu không chú ý nhiều phản ứng đầu tiên là chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cho rằng thiếu niên là dược đồng gì đó của tây môn thiên tuyết vì vậy gã không chu su trọng hao ca ca đi tử, hoang hoang nhận ra Đinh Hạo, vui vẻ chạy tới ôm hai tay hắn, vài người tập trung vào người Đinh Hạo, thì ra thiếu niên anh khí bừng bừng này chính là Hạo ca ca mà hai cô bé nói, xem cách ăn mặc chắc là đệ tử ký danh. a, à, hắn là. Vài người tin tức nhạy dần nhận ra thiếu niên là ai, hút ngụm khí lạnh rồi biến thành cười thầm. Đám ác bá tôn lượng lần này đạp Đinh rồi, Hạo ca ca sao lại đến đây? Hai cô bé tính cách khác nhau và các đồng bạn trong vô địch huyền vũ học viện đều thích gọi Đinh Hạo là Hạo ca chứ không phải Đinh lão sư. Đinh Hạo cúi đầu, nở nụ cười, cưng chiều vuốt đầu hai cô bé, ta đã nhìn thấy hết, các ngươi thật can đảm. Hai cô bé biểu tình kiêu ngạo, được Hạo ca ca khích thế khiến ni tử, hoang hoang lân lân như bay trên mây. Đinh Hạo ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn hướng Vương Tiểu Thất bị gông xiềng khóa, cười nói: "Như thế nào, chuyện là thế này." Có mấy bằng hữu mắc bệnh đỏ mắt, thấy chúng ta buôn bán khấm khá nên ghen ghét, cố ý đến thử thực lực của thiên thượng nhân gian chúng ta. Toàn thân Vương Tiểu Thất bị trói bằng xích, biểu tình gã nhẹ nhàng, nhấn mạnh chữ chúng ta vì muốn nói cho mọi người biết thiên thượng nhân gian thuộc về đinh hạo vương tiểu thất kể rõ chuyện xảy ra lúc trước trái tim luôn treo cao của vương tiểu thất rốt cuộc rơi xuống bụng gã thấy nhẹ nhõm hay thậm chí là hưng phấn có tây môn giáo sư và đinh sư huynh trong chừng để xem hôm nay còn ai dám đụng vào thiên thượng nhân gian đinh hạo nghe xong không tức giận mà vô cùng nghiêm túc gật đầu nói a à, nếu chu đội trưởng đội chấp pháp muốn ngươi phối hợp điều tra thì ngươi hãy đi nhà giam vấn hình ngoại đường ở mấy ngày đi không nên vội đi ra, ta nghĩ cao tầng tông môn sẽ cho chúng ta lời giải thích hợp lý. Vương Tiểu thất ngẩn người dây sau hiểu ý, Đinh Sư Huynh muốn gây lớn chuyện, hay, cách hay, thiên thượng nhân gian được quyền bán dẫn khí đan, sau này sẽ khiến vài người hâm mộ, ghen tị, âm thầm chơi xấu. Hôm nay mượn cơ hội này lập uy, để những kẻ có bụng dạ xấu xa hiểu rằng thiên thượng nhân gian không dễ bị người ăn hiếp, Vương Tiểu thất cười gian nói. Ta hiểu rồi, ta sẽ phối hợp chu đội trưởng điều tra, Vương Tiểu thất nhấn mạnh chữ phối hợp, kẻ ngốc cũng nghe ra được bên trong chất chứa rào phúng, Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp thấy Đinh Hạo, Vương Tiểu Thất kẻ sướng người hòa, trong lòng gã hơi tức giận, Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp thầm nghĩ. Tây môn sư tỷ được môn phái chú trọng nên ta không trêu vào được, nhưng hai đứa các ngươi mặc trang phục đệ tử ký danh, là cái đinh gì? Dám chỉ câu dâu mắng cây Hoè lão tử. Thật là không biết trời cao đất rộng, về sau sẽ cho các ngươi biết tay, nhưng Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp không dám nói lời đó trước mặt Tây môn thiên tuyết. Tuy nhiên ánh mắt Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp nhìn Đinh Hạo, Vương Tiểu Thất tràn ngập uy hiếp, Đinh Hạo không thèm nhìn Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp, hắn chậm rãi đi tới gần mấy tiểu nhị, thì nữ lệnh Hồ Doanh Doanh sợ hãi run lẩy bẩy, Đinh Hạo mỉm cười nói: "Mọi người bị sợ hãi, một mình Tiểu Thất đi phối hợp điều tra là được, các ngươi không cần vào lao tù lạnh lẽo ẩm ướt chịu tội." Đinh Hạo nói xong nhẹ ấn tay vào xích hắc thiết trên cổ tay lệnh Hồ Doanh Doanh, một luồng sáng màu bạc chợt lóe, sương lạnh mỏng manh phủ lên sắc đen. Đinh Hạo bóp nhẹ, Trăng rắc một tiếng xích thô như cánh tay con nít đứt ra từng khúc tựa củi mục rớt xuống đất to gan tiểu tử càng rỡ các kiếm sĩ đội chấp pháp vừa kinh vừa giận quát mắng làm hỏng xiềng xích chấp pháp tương đương kháng pháp đúng là không để bọn họ vào mắt đinh hạo làm như vậy không khác gì tác mặt đội chấp pháp trước mắt bao người tôn lượng mặt sưng như heo thầm mừng rỡ mắt tràn ngập độc ác căm hận tôn lượng chờ đợi đinh hạo gây họa trong lòng chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp dâng lên giận dữ biểu tình chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp âm trầm định nói cái gì chợt có tia chớp lóe lên trong đầu chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp nhìn sương bạc phủ xích hắc thiết lại ngó thiếu niên tuấn tú mặc áo xanh đệ tử ký danh đệ tử ký danh thanh sam đông viện huyền khí băng sương phong tuyết mấy đặc điểm rõ ràng tổ hợp lại khiến chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp hút ngụm khí lạnh một cái tên như mặt trời ban trưa hiện ra trong đầu gã đệ nhất kiếm thanh sam đông viện đinh hạo nghĩ đến tên này chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp như rơi vào hầm băng chân trung cầm cập chu chí hạo là một trong 10 đội trưởng đội chấp pháp khu thương mại tuy gã không chính mắt thấy đinh hạo nhưng tin tức nhanh nhạy biết cái tên đinh hạo có ý nghĩa gì tuy đinh hạo chỉ là một đệ tử ký danh nhưng vì thiên phú siêu đẳng được cao tầng tông môn chú trọng nghe nói trưởng môn đích thân gặp mặt hắn hai lần nhân vật như vậy dù thân phận địa vị hiện tại không cao nhưng tương lai tiền đồ sáng lạng đội trưởng đội chấp pháp như chu chí hạo không thể đụng chạm vào đinh hạo càng khiến chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp sợ là không như tây môn thiên tuyết tính tình lạnh nhạt không ham tranh đấu cái tên đinh hạo nứt tiếng khu thương mại mọi người đều biết Kết cục thê thảm của đám người đoạn thiên lý rõ ràng như ngày hôm nay xảy ra. Nếu bị Đinh Hạo gây lớn chuyện lên cao tầng tông môn thì đó sẽ là tai nạn cho hơn 10 thành viên đội chấp pháp, đáng chết, sao lại chọc phải đại gia này? Nghe Đinh Hạo và thiếu niên mũi ưng đối thoại thì dường như thiên thượng nhân gian là cửa hàng của Đinh Hạo. Vậy mà gã và tên khốn công lượng chủ động đi lên gây sự với thiên thượng nhân gian, Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cảm thấy lúc sáng sớm xuống giường chắc chắn đã đạp phân chó, nếu không thì sao xui đến thế? Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp lau mồ hôi trắng chợt nghĩ ra điều gì nhìn thiếu niên mũi ưng bị gông xiền trói lại chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp lắp bắp ngươi ngươi là thiếu niên mũi ưng cười nói ta tên là vương tiểu thất vương tiểu thất quả nhiên là vương tiểu thất chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp thầm rít gào đã khẳng định suy đoán trong lòng lần trước thiên lý lâu trong một phút sụp đổ tan tành là bởi vì đoạn thiên lý đánh vương tiểu thất thiếu niên thợ săn trương phàm chọc giận đinh hạo sau này nhiều người xem vương tiểu thất như ôn thần tránh không kịp, không nghĩ tới hôm nay bị xiền xích trói là một trong hai ôn thần đó, tên ôn thần quả nhiên là danh bất hư truyền. Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp nhìn Vương Tiểu Thất cười tủm tỉm, gã muốn quỳ xuống, teo tim. Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp thề sau này phải mời họa sĩ chuyên nghiệp nhất vẽ mặt Vương Tiểu Thất cho mỗi một kiếm sĩ đội chấp pháp dưới tay nhìn mấy trăm lần mỗi ngày, xem rõ ràng để không treo vào ôn thần này nữa. Tây môn sư tỷ, xin nghe ta giải thích. Chuyện này là chúng ta sơ sẩy, trước khi đến không điều tra rõ, đội chấp pháp chúng ta nguyện xin lỗi đinh huynh đệ xin sư tỷ nể tình từng cùng học nói tốt dùng trước mặt đinh huynh đệ chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp muốn khóc chuyện hôm nay là đội chấp pháp sai trước đã làm trái môn quy nếu gây lớn chuyện vấn hình đường điều tra sơ là biết sự thật ngay khi đó đám người chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp không chịu nổi tây môn thiên tuyết nhìn chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp lắc đầu im miệng tây môn thiên tuyết yểu điệu như án mây tím theo sau đám người đinh hạo vào đại đường thiên thượng nhân gian Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp đứng im tại chỗ, lúc này đám người Tôn Lượng đã hiểu chọc vào ai, sợ đến sắp tè ra quần. Mấy người liếc nhau, Tôn Lượng bất chấp xương tay gãy, mặt sưng như heo, gã muốn co giò chạy, khốn kiếp, các ngươi muốn chạy. Người đâu, bắt lại đánh tơi tả cho ta. Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp thấy vậy thì tức điên lao qua túm cổ hung thủ Tôn Lượng đấm đá. Mười mấy kiếm sĩ đội chấp pháp lúc này hiểu ý Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp, không nói câu nào trồng xích vào người đám côn đồ, hành hung tiếng kêu gào vang vọng khắp khu thương mại người đứng xem trợn mắt há hốc mồm nhìn tình huống này cảm thấy như nằm mơ ly kỳ hấp dẫn có ai ngờ đến cuối cùng sẽ là kết cục như vậy đám ác bá tôn lượng xem như trộn gà không thành còn mất nắm gạo xui như mắt sao quả tạ đắc tội hai thiên tài của tông môn đinh hạo tây môn thiên tuyết cho dù biểu ca của tôn lượng có là đệ tử nội môn ưu tú cũng không che chở được gã nhìn cái tên này thường hoành hành bá đạo bị người ta đánh thê thảm như con chó nước mắt nước mũi chảy ra vang xin mọi người thấy thỏa lòng rất sung sướng Vương huynh đệ thấy hài lòng chưa? Nếu còn không hài lòng thì chúng ta đánh tiếp. Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp không dám tìm Đinh Hạo, Tây Môn Thiên Tuyết chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Vương Tiểu Thất còn ở bên ngoài. A, à, ta vừa lòng. Vương Tiểu Thất kéo cánh tay khiến xiềng xích kêu loảng xoảng, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Chu đội trưởng nói gì ta nghe không hiểu. Ta chỉ là một đệ tử ký danh nho nhỏ, dù bọn họ có bị đánh chết cũng không liên quan đến ta, sao có thể hỏi ta vừa lòng hay không? Vân vân vân, ta biết rồi. Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp gật đầu, xoay người vung tay lên, nói. Đánh, đánh tiếp cho ta. Đám khốn kiếp hoành hành lũng đoạn thế trường này Chu Chí Hạo ta sớm muốn giải quyết chúng, hôm nay mượn cơ hội này chỉnh đốn đàng hoàng. Các kiếm sĩ đội chấp pháp lại quyền đấm cước đá, đánh đám người tôn lượng khóc nức nở, đến nỗi hận phụ mẫu sinh ra mình làm gì. Các kiếm sĩ đội chấp pháp cũng hận, đám khốn kiếp khu thương mại không có mắt, bọn họ xứng đáng nhưng lại kéo theo đội chấp pháp. Lần này tốt lắm, báo hại chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp và bọn họ cùng chịu tội đắc tội người nếu gây lớn chuyện thì chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp gặp xui xẻo mười mấy kiếm sĩ đội chấp pháp cũng lột da bọn họ nghĩ đến khó khăn lắm mới có được địa vị kiếm sĩ đội chấp pháp vì điều này mà thất bại trong gan tất là khó nén lửa giận trong lòng ra tay càng ác hơn một lát sau người đám tôn lượng đẫm máu xỉu chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cười nịnh nói vương sư đệ bây giờ ngươi thấy thoải mái hơn chưa nếu còn khó chịu thì ta đánh tiếp Vương Tiểu Thất nhìn đám người tôn lượng nằm bịch dưới đất như chó chết, lại nhìn Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cười nịnh nọt, Vương Tiểu Thất lắc đầu, nói: "Thôi, nếu đánh chết đám côn đồ này sẽ gây rắc rối, ta không muốn khiến Chu đội trưởng khó xử." Vương Tiểu Thất nói câu này hiến Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp, các kiếm sĩ đội chấp pháp thở vào, "Tốt, tốt quá, chỉ sợ ngươi không chịu, nếu đã thả lỏng miệng nghĩa là chuyện này thành công một nửa." Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cười như hoa cúc nở, cúi đầu, không lưng nói: Vương huynh đệ thật nhân từ, nếu là ta thì đã đánh chết đám khốn kiếp này. Hì hì, vương sư đệ, ta có mắt không trồng, đắc tội đinh sư đệ, ngươi nhớ nói giúp ta. Nếu biết thiên thượng nhân gian là sản nghiệp của hắn và tây môn sư tỷ thì sẽ không xảy ra chuyện vừa rồi. Vương tiểu thất nhìn chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cười tươi, lòng thầm chán ghét nhưng không lộ ngoài mặt. Cái gọi là thà gây sự với quân tử chứ không chọc tiểu nhân. Người như chu chí hạo tuy không đáng tin nhưng dù gì gã là một trong các tiểu đội trưởng đội chấp pháp khu thương mại nếu vương tiểu thất đắc tội chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp gã chó cùng rất dậu khiến các kiếm sĩ đội chấp pháp khác cùng chung mối thù thì không tốt cho thiên thượng nhân gian phát triển vương tiểu thất thành lập thiên thượng nhân gian trừ muốn phát triển sản nghiệp gia tộc vào vấn kiếm tông ra mục đích lớn nhất là nghĩ cho đinh hạo vương tiểu thất biết đinh hạo xuất thân từ xóm nghèo rất là nghèo nàn võ giả có thiên tài cỡ nào trên đường trưởng thành không thể thiếu kim tiền tài bảo phụ trợ vương tiểu thất hy vọng thiên thượng nhân gian thành hậu đài vững chắc cho đinh hạo phát triển cung cấp tài nguyên không dứt đối với Vương Tiểu Thất thì quan hệ cùng Đinh Hạo quan trọng hơn buôn bán của gia tộc, vì Vương Tiểu Thất biết rõ khi Đinh Hạo trưởng thành, tiến vào cao tầng vấn kiếm tông sẽ giúp ích cho gã và gia tộc lớn lao vô cùng, thiên tài như Đinh Hạo tu luyện tăng cao thực lực mới là số một, sẽ không đặt nhiều công sức vào xử lý chuyện lẻ tẻ. Đinh Hạo kiêu ngạo, sẽ không kết bạn với tiểu nhân, vậy nên những mặt âm u hãy để Vương Tiểu Thất gã xử lý thay hắn, nghĩ đến đây biểu tình của Vương Tiểu Thất dịu đi, nói, ta tin tưởng trong chuyện này chắc là chu đội trưởng và các huynh đệ bị tôn lượng lừa gạt ta sẽ nói rõ với đinh sư huynh còn về vương tiểu thất liếc đám người tôn lượng giả chết nằm dưới đất chu chí hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp hiểu ý nói vương sư đệ yên tâm ta sẽ nhốt mấy tên này vào ngục vấn hình đồn thật lâu ta bảo đảm sau này không bao giờ có cùng đồ mắt mù nào quấy rối thiên thượng nhân gian nữa vương tiểu thất vừa lòng gật đầu nói vậy vất vả chu đội trưởng không biết chu đội trưởng có thời gian không Lát nữa ta làm chủ mời chu đội trưởng và các vị huynh đệ nể mặt, mọi người cùng nhau chè chén vài cốc, như thế nào? Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp mừng rỡ, nói. Vậy thì tốt quá, sao dám để vương huynh đệ tốn kém? Nói thật là nếu không liên quan đến Đinh Hạo, Tây Môn Thiên Tuyết thì 100 vương tiểu thất đứng trước mặt Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp gã cũng không để ý, nhưng bây giờ... Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp hận không thể xem thiếu niên mũi ưng trước mắt là ca ca ruột, kết thân với thiên tài tông môn như Đinh Hạo, Tây Môn Thiên Tuyết thì sau này khó thể tính toán đến ít lợi. Sau này Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp có thể hãnh diện trong 10 đội trưởng đội chấp pháp, các ngươi nghe kỹ đây, bản đội trưởng tự mình điều tra, thiên thượng nhân gian trong sạch. Đám người tôn lượng lũng đoạn thị trường, giải vào một vấn hình đường nhốt 6 ngày, Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp quát với đám người đứng xem rồi tự mình gỡ xiềng xích trên người Vương Tiểu Thất, ra lệnh thuộc hạ áp giải đám du côn tôn lượng vào ngục. Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp và mấy tâm phúc cùng Vương Tiểu Thất đi tửu lâu lớn nhất khu thương mại, chật chật chật, không ngờ thiên thượng nhân gian có chỗ dựa không nhỏ, đúng vậy. Lòng người ấm lạnh, thế giới này chủ yếu thực lực là mạnh, Chu đội trưởng đó biến sắc mặt nhanh thật, thiên tài như Đinh Hạo, Tây Môn Thiên Tuyết có lực ảnh hưởng khá lớn, là đại nhân vật trong khu thương mại cấp thấp như chúng ta. Hưng, nhưng khu thương mại trung giai khu bậc ba nước càng sâu, có một số việc không phải bọn họ có thể ảnh hưởng, đó là chuyện sau này, trước mắt nhìn xem sau này còn ai dám gây rắc rối với thiên thượng nhân gian khu thương mại cấp thấp chúng ta lại có thế lực mới sinh ra nhưng con người đinh hạo sẽ không vênh váo kiêu căng như tôn lượng là tin tức tốt cho dân buôn bán chúng ta đinh hạo không ở lại thiên thượng nhân gian quá lâu đinh hạo trấn an đám người lệnh hồ doanh doanh bị sợ hãi giới thiệu tây môn thiên tuyết cho mọi người tuyên bố thiên thượng nhân gian được quyền buôn bán dẫn khí đan đinh hạo tuyên bố xong tin tức trung động liền rời khỏi khu thương mại tai họa ngập đầu bởi vì cơ duyên xảo hợp ngược lại biến thành buổi tuyên truyền cho một khu thương mại đám người lệnh hồ doanh doanh mừng như điên đặc biệt là lệnh hồ doanh doanh nàng thuộc một trong các nhân viên bán hàng giỏi nhất chú đỉnh hào sau này vì một số việc riêng cần gấp một món tiền vương tiểu thất biết được bỏ ra số tiền lớn kéo lệnh hồ doanh doanh đến thiên thượng nhân gian ban đầu lệnh hồ doanh doanh phập phòng lo sợ giờ biết lão bản thật sự thì thầm mừng quá may mắn trong thế giới lạnh băng mạnh ăn thịt yếu này chỉ có chủ nhân cường đại thì những người đi theo yếu ớt cần dựa dẫm như bọn họ mới được che chở tốt hơn. Trong một buổi tối mọi người trong khu thương mại đều biết chủ nhân thật sự của thiên thượng nhân gian là hai đại nhân vật Tây Môn Thiên Tuyết, Đinh Hạo. Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp càng tuyên bố rùng ben là vương tiểu thất thiên thượng nhân gian chính là bằng hữu của gã. Ai dám đến cửa hàng gây sự nghĩa là kiếm chuyện với gã, đừng trách gã không nể mặt. Cùng lúc đó, thiên thượng nhân gian có được quyền bán dẫn khí đang bản hoàng mỹ khiến người thèm thuồng tin tức này lặng lẽ khuếch tán chấn động khu thương mại điều này nói lên năng lực của thiên thượng nhân gian không đơn giản ít nhất có mấy vị trưởng lão nội môn trưởng lão có quyền lực trong linh thảo đường ủng hộ mới được đãi ngộ lớn như vậy tin tức truyền ra những thế lực trục trịch muốn đối phó thiên thượng nhân gian lập tức chìm xuống tìm đủ cách kéo gần quan hệ với cửa hàng mới lôi kéo đinh hạo tây môn thiên tuyết ngôi sao mới tiềm lực vô hạn khi đinh hạo trở về từ khu thương mại đã là nửa mặt trời lặn xuống núi bạc phía xa trên bầu trời gió lạnh rít gào tuyết rơi Đinh Hạo từ biệt Tây Môn Thiên Tuyết ở nửa đường, cùng hai cô bé ni tử, hoang hoang, lão nhân xấu xa thiên su lão sư đi đến sóng nghèo khu chứa rác sau núi. Hàng rào nhà tranh nhỏ Đinh Hạo từng sinh sống được phụ huynh khu bần dân sửa chữa liên tục mấy ngày giờ trở thành kiến trúc sạch sẽ, gọn gàng, hùng vĩ nhất xóm. Bởi vì các phụ mẫu biết nơi này là cơ hội duy nhất đến con cái của mình đi ra xóm nghèo, trở thành một võ giả có địa vị cao thượng. Xóm nghèo nhờ có một thiên tài như Đinh Hạo, nếu không thì con cái của bọn họ vĩnh viễn như chính họ, là nô lệ đáng thương, không có ngày trở mình, cho nên bọn họ mới nhiệt tình như vậy, tìm hết cách cung cấp các điều kiện tiện lợi cho bọn nhỏ. Trong gió tuyết tráng chiều, mười mấy gian nhà gỗ rộng rãi đứng trong tuyết, sân mở rộng gấp mấy chục lần, hùng vĩ mà trang nghiêm. Đây chính là vô địch huyền vũ học viện, lão nhân xấu xa thiên su lão sư tuy là gian thương, cho người cảm giác không đáng tin nhưng rô nhiều công sức vào vô địch huyền vũ học viện, làm việc đàng hoàng. Khi Đinh Hạo đến trong sân có rất nhiều đứa trẻ kiên trì rèn luyện cơ thể, có một số người lớn đứng bên cạnh cùng đám nhóc rèn luyện. Tuy vì tuổi tác nên bọn họ không có cơ hội vào vấn kiếm tông nhưng luyện công rèn thân thể khỏe mạnh, Đinh Hạo đến khiến mọi người hoang hô. Trong xóm nghèo này uy vọng của Đinh Hạo lớn không thể tả, từ người lớn đến con nít đều xem hắn là chúa cứu thế. Triệu Tinh Thành từng có mâu thuẫn, xung đột với Đinh Hạo lần trước thông qua trách nhiệm tông môn, trở thành đệ tử ký danh của vấn kiếm tông. Có lẽ bị Đinh Hạo tác động, Triệu Tinh Thành cũng trở thành giáo viên của vô địch huyền vũ học viện. Mỗi ngày Triệu Tinh Thành bỏ ra thời gian nhất định chỉ điểm bọn nhỏ tu luyện côn đồ ngày xưa trong xóm nghèo giờ cũng trở thành thiếu niên người người tôn kính triệu tinh thành mỉm cười chào hỏi đinh sư huynh đinh hạo cười chào lại vất vả triệu tinh thành xua tay nói có gì đâu ta nên làm những điều này ta cũng hy vọng bọn trẻ khu bần dân chúng ta cố gắng thay đổi vận mệnh trở thành võ giả thật sự so với điều đinh sư huynh làm thì điều ta làm rất nhỏ bé bây giờ ta hưởng thụ bạn rộn như thế này mỗi lần nghĩ đến chuyện khốn nạn lúc trước đã làm thì ta không còn mặt mũi nào Triệu Tinh Thành nói thật sự, trước khi Triệu Tinh Thành ỷ vào biết một vài chiêu thức tụ tập một đám thiếu niên du con làm mưa làm gió trong khu bần dân, hưởng thụ cảm giác ai nấy sợ hãi mình. Triệu Tinh Thành cho rằng đó là cảm giác cường đại, nhưng trong thời gian này khi gã cải tà quy chính, thấy sự tôn kính, cảm ơn trên mặt mọi người thì Triệu Tinh Thành mới thấy lúc trước gã ấu trĩ cỡ nào, Đinh Hạo vỗ vai Triệu Tinh Thành, nói. Cùng nhau cố gắng lên, thời gian chậm rãi trôi đi, Đinh Hạo kiểm tra tiến độ tu luyện của đám nhỏ khoảng một canh giờ, mang theo bọn chúng tu luyện trong phút chốc ngoài sân tràn ngập tiếng cười đùa khu bần dân bừng bừng sức sống mỗi người đều cảm giác hy vọng không còn buồn bã nặng nề mặt trời đã xuống núi trên cây cột to bốn phía sân tu luyện cắm ngọn đuốc đốt lửa kêu tí tách chiếu sáng sân đinh hạo chỉ đạo bọn nhỏ xong ngẫm nghĩ kêu triệu tinh thành tới gần đinh hạo nói tinh thành mấy ngày nữa ta sẽ rời khỏi vấn kiếm tông một đoạn thời gian nơi này giao cho ngươi trông chừng chúng ta đều lớn lên từ đây ngươi đã là đệ tử ký danh của vấn kiếm tông tin tưởng ngươi có thể chăm sóc đám trẻ có người ở ta cũng yên tâm nhiều triệu tinh thành ngẩn ra đinh sư huynh định xuống núi đinh hạo gật đầu nói ta có chút chuyện cần xuống núi giải quyết nhưng mà triệu tinh thành vô cùng kinh ngạc nói còn bốn ngày nữa là đại tái năm viện thứ hai không lẽ đinh sư huynh không tham gia theo ta được biết bình thường tông môn sẽ không cho đệ tử ký danh vô cớ đi ra ngoài đinh hạo mỉm cười nói đại tái năm viện đã không có ý nghĩa gì lớn với ta triệu tinh thành ngẫm nghĩ thấy đúng trong năm viện đông tây Nam, Bắc, trung chỉ có Đinh Hạo và một số người có tư cách nói câu này, người khác mà nói thì càng như trò cười. Đinh Hạo ngừng một lúc, tiếp tục bảo: "Sau khi ta đi nếu gặp chuyện gì không giải quyết được thì tìm đám Vương tiểu thất, Phương Thiên Dực Thanh Sam Đông viện hoặc Vương Tuyệt Phong, Tây Môn Thiên Tuyết giáo sư, Triệu Tinh Thành hưng phấn gật đầu, nói: "Đinh sư huynh yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ chăm sóc cho này thật tốt." Triệu Tinh Thành không thể không hưng phấn, Đinh Hạo giao trách nhiệm ý nghĩa gã bước vào vòng tròn phe Đinh Hạo, được hắn công nhận. Mặc dù Triệu Tinh Thành không được lợi gì nhưng đối với gã có được tình bạn với Đinh Hạo đã đủ kiêu ngạo, vinh diệu. Đinh Hạo nhìn dáng vẻ của Triệu Tinh Thành, miễn cười nói. Đương nhiên ngươi cũng đừng chậm trễ tu luyện, chắc sẽ không ai đến chỗ này gây rối. Chớp mắt đã qua hai ngày, Đinh Hạo âm thầm chuẩn bị rất nhiều, tốn điểm cống hiến cho môn phái đổi nhiều vật phẩm. Đinh Hạo dặn dò với các bằng hữu như thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Phương Thiên Dực, Lý Tàng Dương, Tiêu Thừa Tuyên, Lý Y Nhược, kế hoạch đã chuẩn bị gần hết. Đinh Hạo định tìm tạ giải ngữ chào hỏi, tiếc rằng thiếu nữ huyết mạch tạ giải ngữ vẫn đang trong giây phút mấu chốt kích phát lực lượng huyết mạch. Trên dưới tông môn cực kỳ chú trọng đệ tử huyết mạch, phái trưởng lão bảo vệ, từ chối mọi người viếng thăm. Đinh Hạo đi hai, ba lần không gặp được tạ giải ngữ đành quay về. Hôm nay Đinh Hạo đến tìm tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, yêu cầu xuống núi tự do rèn luyện, tự do rèn luyện. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong hơi bất ngờ, lần đầu tiên không độc miệng. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong nhíu mày nói, xem ra ước định 3 năm với một thiên dưỡng tọa áp lực lớn cho ngươi. Khá lắm, đi hoang dã tự do rèn luyện, nhận sinh tử kích thích có thể giúp võ giả tăng nhanh thực lực nhưng tỷ lệ chết khá cao, hơn nữa thực lực của ngươi. Ta đề nghị sau khi ngươi lên đến võ sĩ cảnh rồi hãy đi ra ngoài rèn luyện, đó mới là hành động sáng suốt. Đinh Hạo miễn cười nhẹ nhàng vỗ một chưởng, ầm 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 ầm, một khối đá to cách Đinh Hạo không xa vỡ vụn. Mắt tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong sáng rỡ nhìn chằm chằm Đinh Hạo dây lát, cười to bảo: Tiểu tử giỏi, Tuy chỉ có tu vi thất khiếu võ đồ cảnh nhưng phát ra lực công kích tương đương nhất khiếu võ sĩ cảnh, quả nhiên là yêu nghiệt quái vật. Được rồi, nếu ngươi có thể làm được điều này thì lão tử đồng ý ngươi. Ra ngoài trải nghiệm sự đời cũng tốt, mặt hồ bình tĩnh không thể rèn luyện ra thủy thủ thật sự. Ngươi nên đi hoang dã rèn luyện, đinh hạo không người nói. Đa tạ vương giáo sư, cảm tạ ta làm gì, tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong sờ cầm râu ria, cười gian nói. Còn sống trở về là tốt rồi. Bà nội nó, Ngươi đi rồi chắc chắn thứ hạng thanh sam đông viện trong đại tái năm viện rất chắc. Tổ cha nó, nghĩ tới là lão tử khó chịu, Đinh Hạo cười khờ không nói gì. Ừm, lúc trước ngươi gây ra nhiều rắc rối, nếu bị người ta biết ngươi đi ra ngoài rèn luyện không chừng sẽ bị đánh lén. Tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong râu sồn vuốt cầm trầm ngâm nói. Vậy đi, ngươi đừng kinh động ai, lặng lẽ xuống núi là được. Ta sẽ tuyên bố với bên ngoài là ngươi luyện công bế quan, không gặp ai. Như vậy sẽ bất nguy hiểm, rắc rối cho ngươi, Đinh Hạo cười nói lúc trước ta đã nghĩ đến chuyện này, nếu tổng giáo viên đã nhiệt tình giúp thì ta xin đa tạ, bà nội nó, thằng nhóc nhà ngươi quả nhiên sớm tính kế bọn họ tử, tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong trừng đinh hạo, ngẫm nghĩ, lấy ba miếng đá to cỡ bàn tay ra khỏi ngực, tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong đưa chúng cho đinh hạo, nghiêm túc nói. Ba thanh ngọc thạch bàn này là huyền khí loại phụ trợ lục giai, mỗi cái có thể phát ra một kích ta đánh hết sức, nhưng nó là vật phẩm tiêu hao chỉ dùng được một lần. Ngươi giữ bên người, vào phút mấu chốt có thể cứu mạng. Đinh Hạo nhận lấy thanh ngọc thạch bàn nhìn kỹ, ngọc thạch màu xanh hình dạng như miếng bánh, giống đĩa bay thu nhỏ vô số lần. Mặt ngoài thanh ngọc thạch bàn khắc minh văn vô cùng phức tạp, lớn nhỏ, dài ngắn khác nhau, như trời sao rậm rạp, phong phú phát ra lực lượng khủng bố không dễ phát hiện. Đinh Hạo cực kỳ cảm kích tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong. Tuy bình thường tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong nói chuyện độc miệng, biểu tình đáng đánh nhưng luôn quan tâm các đệ tử, đặc biệt là với Đinh Hạo cho đến nay tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong luôn đặc biệt chăm sóc đinh hạo hôm nay tặng cho vật quý giá như vậy đinh hạo cúi đầu chân thành nói đa tạ giáo sư tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong khẽ thở dài ngươi sống quay về là lời cảm ơn lớn nhất với lão tử tổng giáo tập xấu xa vương tuyệt phong ngừng một chút tiếp tục bảo vậy đi ta truyền tâm pháp thái huyền vấn kiếm khí thiên phần sau cho ngươi ngươi có thể tự tu luyện trong viêm diễm huyền khí thái huyền vấn kiếm khí thiên là tâm pháp cơ bản nhân giai đỉnh giai Đối với võ giả võ đồ cảnh, võ sĩ cảnh là hoàng mỹ không khuyết điểm. Nó còn là tâm pháp thủ thiếu dương đệ nhị kinh ngươi tu luyện, chờ khi ngươi hoàn toàn đã thông thủ thiếu âm, thủ thiếu dương, cô động 18 huyệt khiếu rồi tông môn sẽ chuẩn bị công pháp tốt hơn cho ngươi. Dựa theo truyền thống, mỗi ngày vào phút cuối trước khi mặt trời khuất núi bốn cánh cổng chủ yếu Thái Bình Thành sẽ đóng kín đề phòng yêu ma, mảnh thú xâm nhập, hôm nay đã là lúc mặt trời lặn, trên bầu trời tuyết trắng bay bay, trời chiều như máu, chân trời trôi án mây đỏ yêu giả, cánh cửa hướng tây nam, binh sĩ phủ thành chủ gác thành bắt đầu đóng cửa. Cơ quan đóng cửa thành sắt cao trăm thước khởi động tiếng vang như giả thú gào thét, cửa từ từ khép kín, chờ khi cửa sắt đóng lại, mặt sau có lồng trục to nặng 50.000 cân buông xuống khiến Thái Bình thành không thể phá vỡ. Một binh sĩ phát hiện điều gì, chỉ về phía xa, kinh ngạc nói: "A, à, các ngươi nhìn chỗ kia, mấy chục binh sĩ gác thành khác ngoái đầu nhìn. Cánh đồng tuyết phía xa có khói bốc lên dài như trường long, nhanh như mũi tên bắn chớp mắt vượt qua vài dặm đến gần, một binh sĩ gác thành hồi hộp nói: Nhanh quá vậy. Không lẽ là yêu ma, không, là một vị kỵ sĩ, tiểu đội trưởng binh sĩ Gác Thành biểu tình kinh sợ nói. Tốc độ thật nhanh, các binh sĩ Gác Thành thấy hoa mặt, gió mạnh như sóng biển ập vào mặt, ngựa hí dài. Một kỵ sĩ thiếu niên đến gần đám binh sĩ Gác Thành, thiếu niên khoảng 14, 5 tuổi, mặt như quan ngọc, mi như kiếm bén bay xéo vào Thái Dương, mắt sáng như sao ẩn chứa ánh sáng. Góc dáng thiếu niên thon dài đầy khí phách, phát ra anh khí khiếp người một con mèo trắng nhỏ tay gập nằm trên vai thiếu niên nửa tỉnh nửa ngủ như cục tuyết cực kỳ đáng yêu ngựa trắng dưới thân thiếu niên cao hai thước rưỡi răng giống như lợi nhẫn toàn thân cơ bắp như nghệ thuật đại sư điêu khắc bạch ngọc tạo ra tràn ngập sức bật một đống đỏ trên trán ngựa đầy giả tính như sư như rồng rất thần tuấn giống linh thú trên trời đúng là người như ngọc kiếm như hồng ngựa như rồng tiểu đội trưởng binh sĩ gác thành quay năm đóng giữ cửa thành thấy nhiều nhân vật thiên tài ra vào nhưng chưa từng gặp thiếu niên đẹp trai tuyệt vời như vậy đám binh sĩ gác thành cũng mắt tròn mắt dẹp nhìn, suy nghĩ duy nhất trong lòng đó là thiếu niên này có suy nghĩ duy nhất đó là thiếu niên này có lai lịch phi phàm, chắc là đệ tử truyền kỳ hạch tâm của tông môn nào đó vào đời rèn luyện, thiếu niên cười biểu tình thân thiết mỉm cười như gió xuân phất vào mặt. Các vị đại ca, tại hạ chạy đi suốt ngày làm lỡ một chút thời gian, muốn vào thành, có thể giúp dùng được không? Ha 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 ha. Không sao, cửa thành chưa đóng kín, thiếu hiệp có thể vào. Mời, tiểu đội trưởng binh sĩ gác thành cười tươi ra lệnh cho người nhường đường thiếu niên chắp tay cảm tạ, dục ngựa như rồng vào thành, biến mất phái cuối đường. Không lẽ thiếu niên là thiên tài của vấn kiếm tông, chắc là có lai lịch lớn, không nói cái khác, tuấn bả thiếu niên cửa chính là thần tuấn trong truyền thuyết. Nguyên tuyết châu này nó xếp ba hàng đầu, giá trị mấy vạn cân, chúng ta tiết kiệm suốt đời cũng không mau nổi một con ngựa như vậy, ha 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 ha. Vương ngũ ta gắt thành sáu năm, thấy nhiều công tử thế gia, thiên tài môn phái. Ai nấy ngang ngược kiêu ngạo không gì sánh được, tự cho là phong lưu tiêu sái nhưng so với thiếu hiệp vừa rồi thì đúng là gà đất chó nhà và thần long trên trời, đúng vậy. Càng khó được là hắn rất khiêm tốn, nho nhã lễ độ với binh sĩ gác thành cấp thấp chúng ta. Đây mới là thiếu niên anh hùng thật sự, đám binh sĩ gác thành tặc lưỡi lấy làm lạ kỳ ngộ hôm nay, bàn tán xôn xao. Thiếu niên kia một người một ngựa hiên ngang, thoáng nhìn một lần có lẽ vĩnh viễn khắc ghi trong đầu bọn họ, thành câu chuyện tán gẫu khoe khoang khi rảnh rỗi, thiếu niên vào thành tất nhiên là đinh hạo. Đinh Hạo trong rủi một đường trước khi mặt trời lặn đến Thái Bình Thành tìm quan trọ qua đêm. Đây là lần đầu Đinh Hạo đến nơi nhân loại tập trung. Đinh Hạo ngồi trên lưng ngựa nhìn bốn phía, rất tò mò. Đường cái Thái Bình Thành dùng đá to màu xanh lót đường, bằng hẳn, rộng hơn 20 thước, hai chiếc xe ngựa chạy song song dư giả. Mỗi cách 500 thước có một ngã tư phân cách Thái Bình Thành như bàn cờ vuông vực, rất tiện đi lại. Có thể tưởng tượng khi xảy ra chiến tranh với yêu ma con đường cái rộng rãi như vậy giúp nhân loại trong thời gian ngắn tụ tập nhiều võ giả, nhân lực ở tường thành, sẽ không có chuyện chen lấn. Ngàn năm qua nhân loại vì sống sót mà tôi luyện trong máu và lửa, kiến trúc Thái Bình Thành ưu tiên nhất là tiện lợi trong chiến tranh. Mặt trời đã xuống núi, bóng đêm bao phủ mặt đất. Người đi đường khá nhiều, tốt 5 tốt 3. Hai bên lầu các treo đèn lồng, nhìn từ xa như ngân hà rực rỡ, đèn sáng sủa, ánh sáng màu cam từng vòng mông lung trong bóng đêm tuyết trắng rơi rất đẹp. Vài quán hàng trong chưa nghỉ bán, vẫn hết to mời chào khách hàng hy vọng trước khi về nhà sẽ kiếm được một món tiền. Có võ giả mạo hiểm trở về, kết thúc một ngày nguy hiểm căng thẳng thần kinh. Võ giả trở về từ hoang dã hoặc phong trần vất vả bước đi nhanh, hoặc dơ chén nhậu nhẹt tưng bừng, hoặc bàn bạc tốt năm tốt ba bàn bạc thứ có được đổi lấy vật dụng hàng ngày. Đủ mọi loại người tới lui trên đường ồn ào, náo động. Nếu nói sinh hoạt trong sơn môn vấn kiếm tông bình tĩnh như ở dị thế thì Thái Bình thành cho Đinh Hạo cảm giác hồng trần, càng gần với cuộc sống người thường, có hơi thở con người. Đinh Hạo đi một lúc sau con đường trước mặt hẹp dần, người qua lại nhiều hơn, đèn đúc sáng trưng, kêu la rao hàng không ngừng. Chắc chỗ này là chợ đêm, Đinh Hạo xuống ngựa, dắt ngựa đi tới. Đinh Hạo không vội tìm quán trọ, khó khăn lắm mới đi ra một lần, còn nhiều thời gian, hắn muốn cảm nhận phồn hoa nơi nhân loại cư ngụ trong vô tận đại lục. Trên đường đi Đinh Hạo thấy các quầy hàng nhỏ. Nặng tượng đất, thổi đường, bán nghề, làm xiếc, biểu diễn võ công, bán ra các loại vật nuôi, giả thú nhỏ ngoan ngoãn. Có tiệm mì, quán trà, tiệm quần áo, tiệm vũ khí, tiệm áo giáp, các tiệm bán quà vặt, mùi thơm nồng nặc tràn ngập trong chợ đêm. Tiếng người ồn ào. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đinh Hạo hỏi thăm người qua đường thế mới biết hắn thật may tình cờ đến chợ đêm 6 năm một lần cho nên mới ồn ào như vậy. Người đến người đi náo nhiệt, Đinh Hạo nhìn thấy sự phồn hoa của Thái Bình Thành.